Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Chương 721, đạo hữu, hôm nay hạn chế phi hành. Những vật này không phải là thứ tiểu hữu Tống Thư Hàng có được lúc ở cảnh giới nhị phẩm trước đó. Quả nhiên vẫn nên tìm cơ hội gặp mặt hắn lần nữa. Sở các chủ nghĩ thầm. Bên cạnh, Tống Thư Hàng thu lệnh bài lại. Diệt Phượng công tử hỏi. Thư Hàng, hiện tại Diệp Thư cô nương kia thế nào rồi? Yên tâm đi, hiện tại cô ấy không sao cả. Tống Thư Hàng thầm nghĩ. Bởi vì Diệp Tư sư tỷ có thể chất linh quỷ đặc biệt nên hiện tại hắn không biết có phải hắn và Diệp Tư sư tỷ có phản ứng của khế ước linh quỷ hay không. Gần đến giữa trưa, Bạch Tôn Giả và Lệ Chi tiên tử xuất sắc hoàn thành phân đoạn, nữ quỷ Linh Nhi chỉ trong một buổi sáng. Đoàn làm phim của Jacob bắt đầu thu dọn đạo cụ và máy quay. Sau đó phải đổi địa điểm để quay cảnh, sau khi Không Vân phái bị diệt môn. Thần thú hộ tông là thôn Thiên Miêu dẫn theo một vài đệ tử còn sống tìm được lăng giả. Cảnh này phải đến núi Vạn Thư để quay, các thành viên trong đoàn làm phim của Jacob lại làm việc tất bật lần nữa. Sau khi sắp xếp ổn thỏa các thiết bị, thành viên của đoàn làm phim bắt đầu ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa xong họ có một ít thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù có các loại đan dịch, linh trà tăng cường thể lực và linh lực nhưng vẫn phải an bài thời gian nghỉ ngơi cho họ, để tránh mệt mỏi về tinh thần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Các tu sĩ nhóm Cửu Châu số 1 đều tự tản ra nghỉ ngơi hoặc tìm chuyện mình cảm thấy hứng thú. Ví dụ như một vị đạo hữu tên là Tô Thị A Thất, hắn hưng phấn đến Bạch Vân Thư Viện tìm người đánh nhau. Không đúng, phải nói là tìm đạo hữu để luận bàn. Theo lời của Tô Thị A Thất, lâu rồi hắn chưa từng đánh tên nho môn nào cả, hiện tại vất vả lắm mới đến được Bạch Vân Thư Viện làm sao không chiến cho sảng khoái được. Diệt Phượng công tử ôm bình rượu biến mất trước mặt mọi người. Trước khi đi đậu đậu còn cầu cứu Tống Thư Hàng rất đỗi thống thiết. Tống Thư Hàng ở cùng Tô Thị A Thập Lục, hắn truyền thụ cho A Thập Lục kinh nghiệm kết kén. Mặt khác, nhân thời gian nghỉ chưa Tống Thư Hàng muốn tiếp tục thử lần theo Tuyết Lang động chủ để đổi tật phong đao, hắn có cảm giác đao pháp này rất thích hợp với mình. Lúc này, Bạch Tôn Giả và Lệ Chi tiên tử đang đi về chỗ Tống Thư Hàng. Bạch Tôn Giả nheo mắt cười ngoắc Tống Thư Hàng. Thư Hàng, buổi trưa có chuyện gì à? Ừ, thật ra cũng không phải chuyện lớn, Bạch tiền bối tìm ta có chuyện gì không? Tống Thư Hàng dò hỏi, trong lúc nói chuyện hắn nhìn Lệ Chi tiên tử mấy lần. Lệ Chi tiên tử vẫn chưa thay trang phục của Linh Nhi, cô khoác bộ trang phục này vào là lập tức có một phong vị khác hẳn. Không phải Tống Thư Hàng chú ý đến Lệ Chi tiên tử vì mị lực của cô, mà là hắn. Cảm ứng được trên người cô có sự thân thiết. Vô cùng thân thiết, giống như cảm giác đối với mẹ. Tống Thư Hàng. Hắn lập tức hiểu ra đó là sự ảnh hưởng do Diệp Tư mang lại. Lúc hắn đánh giá Lệ Chi tiên tử, cô cũng dò xét lại hắn vài lần. Giống như thế, cô cũng cảm ứng được sự thân thiết trên người của Tống Thư Hàng, điều đó khiến cô bất giác nghĩ đến hắn nhiều hơn. Giống như có sự hô ứng của huyết mạch với nhau trong lúc đó. Thứ cảm giác giống như gặp quỷ này khiến Lệ Chi tiên tử cảm thấy rất quen thuộc. Hôm qua, cô mới vừa cảm ứng được loại khí tức này trên người vị nữ tu Diệp Tư kia. Lệ Chi tiên tử. Cái quái gì đang diễn ra thế này, cả đám người thay phiên nhau đến à? Chẳng lẽ cảm giác, huyết mạch tương liên, trên người Diệp Tư cô nương có thể lây lan được sao? Tiểu hữu Tống Thư Hàng này tiếp xúc với cô nương đó nhiều quá nên bị lây ư? Nếu nói như vậy, cả đám đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 đều bị lây cả hay sao? Chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh khủng. Lúc này, Bạch Tôn Giả trả lời. Nhân chút thời gian nghỉ ngơi này ta muốn đưa người đến Bạch Vân Thư Viện dạo chơi. Vừa rồi ta nhận được điện thoại của Hằng Hỏa Chân Quân, hắn nói mấy năm nay Bạch Vân Thư Viện phát triển nhanh chóng, vô cùng náo nhiệt nên mời ta đến xem. Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ, chuyện tu luyện đạo pháp không thể nóng vội, đến Bạch Vân Thành chơi cũng tốt. Vào Bạch Vân Thành, nói không chừng có thể mua được thứ tốt ở Bạch Vân Thư Viện. Được thôi, dù gì cũng chẳng có chuyện để làm. Chúng ta thôi, A Thập Lục muốn đi cùng không? Tống Thư Hàng nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục. Đi thôi. Tô Thị A Thập Lục cười nói. Cứ thế, Bạch Tôn Giả đi trước dẫn đường, A Thập Lục, Tống Thư Hàng và Lệ Chi tiên tử đi theo sau. Trên đường đi, cô truyền âm hỏi. Tiểu hữu Thư Hàng, hôm nay khi gặp ta ngươi có cảm giác kỳ lạ gì không? Ừ, có. Tống Thư Hàng truyền âm trả lời. Lệ Chi tiên tử. Quả nhiên. Thật là phiền phức, nói đi, người cũng bị vị Diệp Tư cô nương kia lây bệnh sao?
Tiểu Hữu Thư Hàng, ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không được gọi ta là mẹ trước mặt mọi người. Nếu không nghe lời đừng trách ta không khách khí. Khóe miệng Tống Thư Hàng co giật. Không phải hôm qua ngươi còn bảo ta gọi ngươi là mẹ nuôi sao? Đó là mẹ nuôi và mẹ khác nhau ngươi hiểu không? Lệ Chi tiên tử nghiến răng nói. Nếu như ngươi không khống chế được miệng mình giống Diệp Tư cô nương. Ta cho phép ngươi gọi ta là mẹ nuôi nhưng tuyệt đối không được gọi là mẹ. Tống Thư Hàng. Dù là mẹ nuôi hay mẹ, hắn cũng sẽ không gọi. Lệ Chi tiên tử thở dài, cô không biết rốt cuộc Diệp Tư cô nương kia có liên quan gì đến cô. Cảm ứng huyết mạnh tương liên y như gặp quỷ, vô cùng thân thiết, cuối cùng là muốn chơi cô hay sao vậy? Cô cảm thấy vô cùng buồn bực. Lúc này, Bạch Tôn giả đi trước nói. Phía trước cần phải ngự kiếm phi hành, Bạch Vân Thành ở trong núi cao. Lệ Chi đạo hữu, ta mang Tống Thư Hàng còn cô mang Tiểu Hữu A Thập Lục, thấy thế nào? Không thành vấn đề. Lệ Chi tiên tử nói. 3 phút sau, đám bọn họ ngự kiếm đi đến lối vào Bạch Vân Thành. Cả Bạch Vân Thành được bao bọc bởi một tầng kết giới, cửa chính của lối vào là 2 tòa tháp cao. Lệ Chi tiên tử và Bạch Tôn giả đáp xuống chỗ tháp cao. Muốn đi vào Bạch Vân Thành cần phải có thủ tục vào thành. Xin chào 4 vị đạo hữu, xin hỏi có phải lần đầu đến Bạch Vân Thành không? Người canh giữ cửa chính là một nho sĩ trung niên, hắn mỉm cười chào đón. Bạch Tôn giả nói. Đúng vậy, hơn 100 năm trước ta có đến, thế nhưng hiện tại đã thay đổi không ít, đúng là không tồi. Đa tạ đạo hữu đã khen ngợi. Vị nho sĩ trung niên cười cười giúp mọi người làm thủ tục, hắn nhắc nhở. Đúng rồi đạo hữu, hôm nay Bạch Vân Thành hạn chế phi hành, mong các vị đạo hữu chú ý chút, tránh dẫn đến hiểu lầm. Chương 722, 13 pho tượng đệ tử kiếp tiên của thánh nhân. Hờ, Tống Thư Hàng đần mặt ra tại chỗ. Hạn số phi kiếm. Phi kiếm chứ đâu phải xe hơi đâu mà hạn số. Lệ Chi tiên tử cũng nghi hoặc. Hạn số phi kiếm là sao? Nho sĩ trung niên xấu hổ giải thích. Thực sự không dám giấu giếm, là thế này, qua 2 tuần nữa là sắp sửa khai mạc một buổi lễ long trọng được tổ chức 3 năm một lần của Nho gia bọn ta. Lễ hội Nho gia năm nay đến lượt Bạch Vân Thư viện bọn ta tổ chức. Cho nên các đệ tử Nho gia ở khắp mọi nơi đều nhao nhao tụ hội ở Bạch Vân Thành, thuộc Bạch Vân Thư viện của bọn ta. Hơn nữa một số đạo hữu muốn tham quan cũng dồn dập đến đây. Trong Bạch Vân Thành, bây giờ đã chật ních người, hơn nữa trên bầu trời của Bạch Vân Thành có trận pháp phòng ngự, bầu trời cũng không cao. Vì vậy để phòng ngừa quá nhiều đạo hữu ngự kiếm phi hành dẫn đến ách tắc giao thông, cho nên trong mấy ngày nay, Bạch Vân Thành bọn ta đành phải tiến hành phương pháp hạn số phi hành để giảm bớt áp lực. Vậy phải hạn số thế nào? Phi kiếm cũng không giống ô tô, đâu có bằng lái đâu. Tống Thư Hàng dò hỏi. Việc này thì xin đạo hữu yên tâm, lúc mỗi một vị đạo hữu từ tứ phẩm trở lên tiến vào, Bạch Vân Thành, đều sẽ có một tấm, biển số phi kiếm, đến lúc đó, chỉ cần hạn chế phi hành theo biển số là được. Vị nho sĩ trung niên này kiên nhẫn giải thích với đám người Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng lại hỏi tiếp. Nếu đã hạn chế phi hành của phi kiếm thì hạn chế ra sao? Bọn ta áp dụng điều khoản hạn chế đi xe của người bình thường, sau đó đơn giản hóa. Bắt đầu bằng 7 chữ trị quốc, tề gia, bình thiên hạ. Số của chữ trị, thì hạn chế đi lại vào thứ 2, số của chữ quốc, thì hạn chế vào thứ 3. Cứ như vậy mà suy ra. Ngoài ra, bọn ta khuyến khích việc khi mọi người xuất phát, một kiếm có thể chở thêm vài vị đạo hữu bay chung cho tiện. Nho sĩ trung niên nói. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Lúc này. Bạch Tôn giả nói. Được rồi, vậy phiền ngươi chuẩn bị một tấm biển số cho ta và Lệ Chi tiên tử nhé. Nho sĩ trung niên thấy Bạch Tôn giả dễ nói chuyện như vậy bèn nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn ra thực lực cao cường của Bạch Tôn giả, nếu như bởi vì hạn chế phi kiếm mà chọc giận đối phương thì lúc đó sẽ rất phiền phức. Xin 2 vị giao phi kiếm thay cho việc đi bộ cho ta một lát, để ta in mã số phi kiếm cho 2 vị đạo hữu. Nho sĩ trung niên nói. Sau đó, vị nho sĩ trung niên kia lấy ra một cái máy tính. Và một thứ nhìn trông như máy đánh chữ. Nho sĩ trung niên đặt phi kiếm vào trong thứ như máy đánh chữ kia rồi gõ lên vi tính một cái. Một thứ giống như con dấu in lên trên phi kiếm. Sau khi các vị đạo hữu rời khỏi Bạch Vân Thành, những dấu ấn này sẽ biến mất, xin các vị đạo hữu yên tâm. Trung niên nho sinh lại giải thích. Mã vạch của Bạch Tôn giả là số 1888.
Khi thấy số này của Bạch Tôn giả, vị tu sĩ nho gia kia khen ngợi. Số thật là đẹp làm sao? Dãy số chữ thiên, đến thứ 6 mới hạn chế di chuyển. Hôm nay mới thứ 2 mà thôi, cách ngày hạn chế di chuyển còn sớm vô cùng. Cảm ơn, Bạch Tôn giả nói. Sau đó chính là phi kiếm của Lệ Chi Tiên Tử, mã số phi kiếm là Bình 2333, Lệ Chi Tiên Tử luôn có cảm giác đó là mã số rất ư là châm biếm. Bạch Tôn giả dò hỏi. Như vậy bọn ta vào được chưa? Thủ tục đã xong hết rồi, xin các vị đạo hữu cứ vào thoải mái. Đúng rồi, đạo hữu này, suýt chút nữa là quên. Trong, Bạch Vân Thành, tốc độ của phi kiếm không được vượt qua 160 km/h, kính xin đạo hữu không nên đua phi kiếm trong thành. Nho sĩ trung niên lại nhắc nhở. Lúc Bạch Tôn giả nghe đến đó bèn nhướng mày, niềm vui của việc cưỡi phi kiếm, không phải là để đua sao? Không đua thì chơi phi kiếm kiểu gì đây? Nhưng cuối cùng, hắn đành thở dài một cách yếu ớt. Đây là địa bàn của Hằng Hỏa Chân Quân, không thể không nể mặt lão bằng hữu này được. Thư Hàng, A Thập Lục đạo hữu, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Bạch Tôn giả nói, sau đó hắn quay người lại bèn thấy Tống Thư Hàng đang giơ điện thoại, đang quét gì đó trên một tấm thông báo ở lối vào. Đang làm gì đấy? Bạch Tiền Bối hỏi. Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên, cười nói. Ta mới thấy một thứ thú vị trên tờ thông báo, là một cái app điện thoại, ta quét cài đặt một cái, có lẽ sau này sẽ dùng đến. Bạch Tôn giả và Tô Thị A Thập Lục rụt đầu qua xem. App lớp huấn luyện ngự kiếm phi hành Bạch Vân. Quảng cáo, người muốn có kỹ xảo ngự kiếm phi hành thật ngầu không? Muốn ngự kiếm theo gió, tung hoành trên 9 tầng mây không? Lớp ngự kiếm phi hành Bạch Vân của Nho Môn, lớp huấn luyện ngự kiếm phi hành tốt nhất của ngươi. Bạch Tôn giả. Gạch nối. Tô Thị A Thập Lục. Gạch nối. Lệ Chi Tiên Tử tò mò hỏi. Thư Hàng tiểu hữu này, không phải là ngươi dùng đao sao? Đến lúc đó cũng có thể ngự đao phi hành mà. Đúng rồi, ta nghe Thất Thu Tiền Bối nhắc qua, ngươi đã đạt được một phương pháp ngự đao phi hành không tồi tên là đà đao thuật thì phải. Tốc độ phi hành phải nhanh hơn gấp đôi so với phương pháp ngự đao phi hành bình thường. Cho nên ngươi thật sự không tính học ngự đao phi hành sao? Nói đến, đà đao thuật, Tống Thư Hàng lập tức nhớ phương pháp ngự đao phi hành đao bay đằng trước, người bị kéo ở đằng sau. Tư thế kia thật sự thảm không tả được. Má mì Lệ Chi, chỉ cần không nói đến, đà đao thuật, thì chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt. Tống Thư Hàng nhấn mạnh hai chữ, má mì. Một lát sau, Tống Thư Hàng lập tức được thể nghiệm cảm giác, cối xoay gió đồng quái tiên sư, tối hôm qua, cơ thể to lớn của hắn bị một tay của Lệ Chi tiên tử cầm lấy, vung như cối xoay gió. Vung nhanh đến nỗi Tống Thư Hàng phải đầu váng mắt hoa. Sau khi xoay đủ hơn 100 vòng, Lệ Chi tiên tử buông hắn xuống. Không nói hai chữ, má mì, thì chúng ta vẫn là bạn tốt. Tống Thư Hàng có cảm giác hai chân mình như nhũn ra, đầu có chút choáng. Vị nho sĩ trung niên kia ở đằng sau cũng có cảm giác chân mình có chút nhũn ra. Được rồi, đừng quậy nữa. Chúng ta vào, Bạch Vân Thành thôi. Bạch Tôn giả cười nói. Hằng Hỏa Chân Quân đã từng nói qua, bây giờ Bạch Vân Thành vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều thứ thú vị, Bạch Tôn giả khó nén nổi tò mò. Bạch Tôn giả và Lệ Chi Tiên Tử lại ngự kiếm phi hành lần nữa, mang theo Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục vào trong Bạch Vân Thành. Sau khi vừa tiến vào kết giới của Bạch Vân Thành, Tống Thư Hàng cảm giác lỗ tai của mình vang lên một tiếng O, O, N, G, trong nháy mắt nhận được vô số âm thanh. Sự náo nhiệt trong thành Bạch Vân không phải dạng vừa đâu. Sau đó, Thư Hàng đưa mắt nhìn qua. Chỉ thấy trên trời Bạch Vân Thành, khắp nơi đều là tu sĩ đang ngự kiếm phi hành. Có nho gia, đạo tông cũng có, Phật môn cũng không thiếu. Dưới mặt đất của Bạch Vân Thành cũng là tình trạng đất chật người đông. Chẳng trách phải hạn số phi kiếm. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía trung tâm Bạch Vân Thành ở xa xa. Ở đó, có 13 pho tượng cao lớn. 13 tòa pho tượng này đều mặc quần áo nho gia, khí chất đều không giống nhau. Hoặc là nhẹ nhàng như ngọc, quân tử như trúc, hoặc là vẻ mặt hưng phấn, hào phóng không bị trói buộc. Chất liệu của mỗi một pho tượng cũng không giống nhau, có pho là dùng ngọc thạch để điêu khắc, cũng có pho đúc bằng đá xanh bình thường, có pho tượng toàn thân đỏ thẫm, cũng có pho tượng toàn thân trắng noãn không nhiễm chút bụi trần. Ánh mắt Tống Thư Hàng rơi xuống một pho tượng cả người như lưu ly trong suốt nằm trong số đó. Hắn nhíu nhẹ lông mày, hỏi. Bạch Tiền Bối, những pho tượng kia là?
Người đang hỏi 13 pho tượng kia sao? Đó là 13 đệ tử kiếp thiên của thánh nhân, nổi tiếng trong lịch sử Nho Môn. Nghe nói năm đó, tu vi thánh nhân Nho Môn vô cùng cao thâm, khai sáng ra trường sinh đạo thuộc về chính hắn. Hơn nữa, bản lĩnh dạy đồ đệ của hắn cũng rất lợi hại. Dưới trướng của hắn, tổng cộng đã xuất hiện 13 vị kiếp tiên cửu phẩm, có thể nói lúc đó chính là thời đại cực thịnh của Nho Môn. Bạch Tôn giả giới thiệu. Đệ tử thánh nhân, 13 kiếp tiên. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói, hắn lại lần nữa nhìn về phía pho tượng kiếp tiên được làm bằng ngọc lưu ly kia. Tuy rằng mặt mũi hoàn toàn khác nhau nhưng Tống Thư Hàng liếc cái liền có thể liên hệ, pho tượng thư sinh bằng ngọc lưu ly kia và vị thư sinh trong suốt đã mượn linh quỷ của hắn đi. Không sai vào đâu được, người mượn linh quỷ của hắn lúc đó chính là thư sinh lưu ly đệ tử của thánh nhân, một trong 13 vị kiếp tiên. Nếu như vậy thì, cái câu, vạn thư sơn đảo lột, hồ thánh tịch của lưu ly thư sinh để lại cho hắn lúc đó, liệu có phải là ám chỉ, vạn thư sơn, bên ngoài Bạch Vân thư viện không nhỉ? Ngay lúc Tống Thư Hàng đang suy nghĩ, một viên tinh thể như lưu ly trong, túi thu nhỏ một tấc của hắn hơi hơi rung động. Đây là do, lưu ly thư sinh, lúc trước không thể mang linh quỷ trở về bình an, nên lòng sinh áy náy. Lúc đó, hắn lấy mảnh vỡ bản mệnh pháp bảo của mình làm vật dẫn, truyền thân pháp Nho Môn, Thiên Hành Kiện, rồi đưa vào tay Tống Thư Hàng coi như bồi thường. Về sau mảnh vỡ pháp bảo này cũng lưu lại trong tay Tống Thư Hàng. Bạch Tôn giả mang theo Tống Thư Hàng vào trong, Bạch Vân Thành, khi đến gần 13 pho tượng kia, mảnh vỡ pháp bảo trên người Tống Thư sinh ra cộng hưởng. Ngay sau đó, 13 pho tượng đệ tử kiếp tiên của thánh nhân, dường như bị kích hoạt, trên người chúng tỏa ra từng đợt ánh sáng dịu dàng. Lại có giọng nói như sấm của thánh nhân truyền ra từ những pho tượng này. Dưới ánh hào quang và lời sấm dậy của thánh nhân, đệ tử Nho Môn ngừng hết thảy hành động, bọn họ lặng lặng lắng nghe giọng nói của thánh nhân. Thánh nhân lúc này giống như ngộ đạo thạch bản cường hóa, nơi lời sấm dậy truyền tới, mỗi một vị đệ tử Nho Môn đều nhận được sự lĩnh ngộ không nhỏ. Trên mặt các vị đệ tử Nho Môn ở đây không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, đây quả thực là món hời từ trên trời rơi xuống. Lời sấm dậy của thánh nhân, đến nhanh đi cũng nhanh, thời gian chỉ mới 5 cái hô hấp đã biến mất không chút bóng dáng. Hào quang trên pho tượng kiếp tiên cũng từ từ biến mất. Thế nhưng, trong 13 pho tượng kiếp tiên kia, trên pho tượng đứng đầu, ánh sáng dịu dàng không hề biến mất, ngược lại ngày càng trở nên ngưng thực. Khuôn mặt pho tượng này uy nghiêm nhưng trong sự uy nghiêm lại xen lẫn một tia ôn hòa. Hắn chính là đại đệ tử của thánh nhân Nho Môn năm đó, tên gọi là Đạo Tử. Trên pho tượng của Đạo Tử, ánh sáng càng lúc càng chói mắt, cuối cùng. Những ánh sáng này ngưng tụ thành một bài văn màu vàng kim, trôi nổi trên bầu trời, Bạch Vân Thành. Chữ viết trong bài văn màu vàng kim này là chữ của thời đại thượng cổ, mỗi một nét bút, mỗi một nét vẽ đều ẩn chứa sức mạnh huyền diệu. Đây là Thánh Nhân Tu Thân Phú Ư. Bạch Tôn giả nhìn vào những áng văn màu vàng kim chói mắt trên bầu trời, khẽ nói. Thánh Nhân Tu Thân Phú, công pháp à? Tống Thư Hàng dò hỏi. Không phải công pháp, là một loại văn chương tu thân dưỡng tính của Nho gia. Mỗi khi đệ tử Nho gia lòng không yên, thân không tĩnh, sẽ viết đi viết lại bài, Thánh Nhân Tu Thân Phú, này, nghe nói rất có tác dụng. Bạch Tôn giả giải thích. Chương 723, ngày hôm đó, Thư Hàng nhớ tới sự kinh khủng của việc bị điều khiển bởi khảo hạch. Mặc dù bài văn, Thánh Nhân Tu Thân Phú, màu vàng kim được viết bằng chữ viết thời thượng cổ nhưng bên trong chữ VE màu vàng kim đó dường như có sức mạnh thần kỳ, cứ như cái máy phiên dịch vậy. Cho dù là kẻ không biết chữ viết thời thượng cổ như Tống Thư Hàng, khi nhìn thấy bài văn này, trong đầu cũng có thể tự động hiểu rõ ý nghĩa của nó, phiên dịch nó thành chữ giản thể, rồi ghi tạc trong đầu như bản năng. Theo sự giải thích của Bạch Tôn giả, bài văn, Thánh Nhân Tu Thân Phú, này là một loại phương pháp tu thân dưỡng tính của Nho gia. Xem ra là cùng loại với minh tưởng thuật, thuận tiện còn có thể luyện chút thư pháp nữa nhỉ. Vậy nên Tống Thư Hàng cũng tùy ý nhìn thoáng qua bài văn màu vàng kim trên bầu trời, nhớ vài câu đằng trước thôi, mấy câu sau thì kệ nó luôn. Bài văn màu vàng kim, do pho tượng ngưng tụ ra duy trì khoảng chừng 10 cái hô hấp. Trong lúc đó, Bạch Tôn giả từ từ mang theo Tống Thư Hàng đáp xuống. Sau khi qua 10 cái hô hấp, bài văn màu vàng kim do pho tượng ngưng tụ ra liền biến mất. 13 pho tượng đệ tử kiếp tiên của thánh nhân, khôi phục lại bình tĩnh, dị tượng cũng hoàn toàn biến mất. Các vị đệ tử Nho gia thở dài luyến tiếc không thôi. Mà vào lúc này, đột nhiên Tống Thư Hàng có cảm giác trước mắt mình tối lại. Một lát sau,
Lúc ánh mắt Tống Thư Hàng khôi phục lại sáng ngời, hắn phát hiện mình đang đứng ở một trên một quảng trường to lớn. Quảng trường được trải bằng đá phiến màu đen, ngăn nắp mà phóng khoáng. Mà ở chính giữa quảng trường có một pho tượng đứng sừng sững ở đó, đó chính là vị đại đệ tử đã ngưng tụ ra bài văn màu vàng kim, thánh nhân tu thân phú, pho tượng của đạo tử. Trừ Tống Thư Hàng ra, xung quanh còn có 9 vị đệ tử nho gia. Khuôn mặt những vị đệ tử nho gia này đều mờ mịt như hắn, đưa mắt nhìn bốn phía. Một vị đệ tử nho gia nghi ngờ nói. Nơi này là đâu, vừa rồi ta không phải là đang ở trong, Bạch Vân Thành, sao? Tống Thư Hàng suy nghĩ, vừa rồi hắn đang ở chung với, Bạch Tôn Giả, nếu như vậy thì thực lực của kẻ mạnh mẽ đưa hắn vào trong không gian này sẽ cao đến mức nào cơ chứ? Cao đến mức có thể trong nháy mắt mang hắn vào đây từ tay Bạch Tôn Giả ư? Hoặc là, thân thể hắn bây giờ cũng không phải bị kéo vào không gian này, mà chỉ có ý thức bị kéo vào đây thôi. Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy nghĩ thì hắn bèn thấy được một người quen trong 9 vị đệ tử nho gia kia, Đề Đao Thư Sinh Tô Văn Khúc. Lúc Đoạn Thiên Đài ở Sở gia kết thúc, khi cuộc thi xe máy kéo có tay cầm sắp bắt đầu, Tống Thư Hàng gặp được vị đệ tử nho gia dùng chiếc xe đua được cải tạo lại từ chiếc thuyền tiên, Nhất Diệp Cô Chu, đã bị hư hại này. Đề Đao Thư Sinh Tô Văn Khúc là con trai duy nhất của Hằng Hỏa Chân Quân của Bạch Vân Thư Viện. Đáng nhắc tới chính là, đạo hiệu thật sự của Tô Văn Khúc hẳn là Ngọc Kiếm Thư Sinh mới đúng, thế nhưng cái biệt danh Đề Đao Thư Sinh này quá nổi tiếng, cho nên đạo hiệu thật sự của hắn cũng chẳng có mấy ai thèm nhớ. Tô Văn Khúc quỳ. Thế nhưng tuy Tống Thư Hàng từng gặp Tô Văn Khúc nhưng Tô Văn Khúc lại không nhận ra Tống Thư Hàng. Bởi vì lúc ấy, Tống Thư Hàng đang nhập vào cơ thể Diệt Phượng Công Tử, là nhìn thấy hắn qua cơ thể của Diệt Phượng Công Tử. Ngay cả con trai duy nhất của Hằng Hỏa Chân Quân cũng bị kéo vào không gian này, hơn nữa nhìn mặt cũng Tô Văn Khúc cũng ngáo ngơ luôn rồi, hình như là không biết chỗ này là đâu. Rốt cuộc không gian này là đâu? Sao cứ có cảm giác như bị, chủ thần, kéo vào không gian này vậy thế nhỉ nhưng lại không có quyền lựa chọn yes hay no gì cả? Trong lòng Tống Thư Hàng phàn nàn. Lúc này, Tô Văn Khúc khôi phục bình tĩnh, đầu tiên hắn tới trước pho tượng này thờ cúng hành lễ. Trong không gian này trừ bọn họ ra thì cũng chỉ có pho tượng kia mà thôi, mấu chốt nhất định nằm trên pho tượng này. Sau khi hắn cúng bái xong, trên pho tượng đạo tử có hào quang ẩn hiện. Ngay sau đó, trước mặt mọi người ở đây đột nhiên xuất hiện một bộ cái bàn, trên bàn đã đặt sẵn văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên cùng với nước sạch và thỏi mực. Tiếp đó, một giọng nói nghiêm túc xuất hiện hiện lên trong đầu mọi người. Dùng mực viết cả bài, thánh nhân tu thân phú, thời gian 5 phút đồng hồ. Sau khi giọng nói uy nghiêm này vang lên, bên cạnh mỗi vị nho gia đệ tử và Tống Thư Hàng đều có tường cao mọc lên, ngăn các vị đệ tử này ra. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Đây là để đề phòng gian lận sao? Bọn họ đã trở thành thí sinh rồi sao? Sau khi tốt nghiệp tiểu học, hắn cũng rất ít khi viết chính tả, lại cả bài văn rồi, thật đáng sợ. Bắt đầu tính giờ. Giọng nói nghiêm túc kia lần nữa vang lên. Một lát sau, Tống Thư Hàng nghe được âm thanh bắt đầu mài mực của các vị đệ tử nho ra xung quanh, lại qua một lát nữa đã có tiếng viết chữ truyền đến. Độ quan trọng, thánh nhân tu thân phú, đối với đệ tử nho ra có thể so với minh tưởng thuật, là cơ bản của cơ bản. Mỗi ngày bọn họ đều phải viết rất nhiều lần. Đa số đệ tử đều có thể múa bút như bay viết hết cả bài, thánh nhân tu thân phú, trong 1 phút đồng hồ. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Hắn có phải đệ tử nho ra đâu, lúc hắn đứng đằng sau phi kiếm Bạch Tôn Giả chỉ nhìn qua loa bài văn màu vàng kim, thánh nhân tu thân phú kia mà thôi, hoàn toàn không nhớ kỹ bài văn này. Lúc này vậy mà còn bắt hắn viết hết cả bài trong vòng 5 phút ư. Đây chẳng khác nào ép người quá đáng. Trừ điều đó ra, còn một điều nữa, hắn không biết mài mực. Lúc hắn tiểu học và cấp 2, trong trường có mở chương trình dạy viết chữ bút lông, dạy các học sinh luyện tập viết chữ bằng bút lông. Nhưng vấn đề là, thứ mực nước của bọn hắn cũng phải được, mài, ra, mà là được mua trực tiếp theo bình đó. Hắn còn chưa học được cách mài mực. Nhiều nhất là thấy qua mấy cảnh mài mực trong phim mà thôi. Sau khi rời khỏi cái không gian kỳ lạ này thì đi học một khóa viết chữ bằng bút lông thôi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Thở dài một tiếng, Thư Hàng cầm lấy thỏi mực, học trong phim ảnh, thêm chút nước vào nghiên mực, thử lấy thỏi mực mài trong nghiên. Tư thế đúng hay không cũng chả sao cả, trước tiên mài ra mực đi rồi hãng nói. Một bên mài mực. Một bên đau khổ suy ngẫm lại bài, thánh nhân tu thân phú, lúc trước nhìn lướt qua.
Nhưng cho dù là tu sĩ có khả năng ghi nhớ cực tốt thì hắn cũng chỉ có thể nhớ vài câu mở đầu của thánh nhân tu thân phú, mà thôi. Dù sao mắt của hắn cũng không phải, máy quay phim, sao có thể vừa nhìn lướt cái thôi là nhớ ngay được. Thôi kệ, viết được bao nhiêu thì viết đi. Tống Thư Hàng nói thầm. Sau đó, hắn cầm bút lông lên, chấm mực. May mà hồi bé hắn cũng học qua viết chữ bằng bút lông, ít nhất là hắn vẫn nhớ cách cầm bút lông. Thở dài lần nữa, Tống Thư Hàng cầm bút viết vài câu đầu, thánh nhân tu thân phú, lên giấy. Sau khi viết xong mấy câu đầu, Tống Thư Hàng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, phần sau hắn không nhớ gì cả. Làm sao đây? Nếu không thì xin mấy vị đạo hữu bên cạnh giúp đỡ, một chút nhỉ? Do đó Tống Thư Hàng liền kêu lên. Đạo hữu ở bên kia tường ới ơi, người biết câu tiếp theo của câu, quân tử tu thân, không giỏi về thành tín, là câu gì không? Nghe được ta nói gì hay không? Nghe được thì đáp một câu nào? Dù sao, quy tắc chỉ nói là trong vòng 5 phút viết cả bài, thánh nhân tu thân phú, ra thôi mà, đâu có nói là không được nhờ vị đạo hữu bên cạnh giúp đỡ đâu. Nhưng rất đáng tiếc, bức tường ngăn cách mỗi vị, thí sinh, không chỉ ngăn cản tầm mắt, mà còn ngăn cả giọng nói. Tuy rằng âm thanh mài mực và viết chữ có thể truyền qua nhưng tiếng nói lại bị lọc đi. Các vị đệ tử nho ra xung quanh không nghe được giọng của hắn, nên cũng không thể chìa tay ra giúp hắn được. 5 phút trôi qua rất nhanh. Oanh oanh oanh. Bức tường xung quanh các vị, thí sinh, đều đã rụt về hết. Trong 10 vị thí sinh, khuôn mặt 9 vị đệ tử nho ra rất tự tin, trên tờ giấy trắng trước mặt bọn họ chi chi chữ. Sau khi mài mực xong, tất cả đệ tử nho ra đều viết xong bài, thánh nhân tu thân phú, trong 1 phút đồng hồ. Ánh mắt Tống Thư Hàng nhìn sang bên cạnh, người ngồi bên cạnh hắn chính là con trai duy nhất của Hằng Hỏa Chân Quân, Đề Đao Thư Sinh Tô Văn Khúc. Thư Hàng theo bản năng nhìn về phía, thánh nhân tu thân phú, trên tờ giấy trắng của Tô Văn Khúc. Theo đó, Tống Thư Hàng liền ngáo luôn rồi. Trên giấy Tô Văn Khúc, chữ viết chi chít, hơn nữa, tất cả đều là chữ viết thượng cổ. Tống Thư Hàng lại nhìn lên tờ giấy trắng của mình, thứ mình viết trên giấy là chữ giản thể đã qua phiên dịch. Đậu xanh, lại còn phải dùng chữ viết thượng cổ để viết ư. Loại khảo hạch này rõ ràng là chuẩn bị cho, đệ tử nho ra, mà... Vì cái quần gì một người ngoài như hắn lại bị cuốn vào trong khảo hạch này cơ chứ? Chẳng lẽ, là vì, thư sinh Lưu Ly, sao? Dường như là cảm ứng được ánh mắt của Tống Thư Hàng, Tô Văn Khúc xoay đầu lại nhìn về phía Thư Hàng. Thực ra ngay từ đầu hắn đã chú ý tới Thư Hàng, trong 10 vị thí sinh ở đây, chỉ có Tống Thư Hàng không phải đệ tử nho ra mà thôi. Sau đó hắn cũng nhìn vào thứ được viết trên giấy của Tống Thư Hàng, chữ giản thể, thậm chí chỉ có vài câu mở đầu. Khuôn mặt của Tô Văn Khúc không khỏi co quắp. Đạo hữu này, cho hỏi một câu, nếu viết không xong sẽ có trừng phạt gì không? Tống Thư Hàng có chút bận tâm hỏi, sẽ không có trừng phạt gì đấy chứ? Xin lỗi nhé đạo hữu, đây cũng là lần đầu tiên ta vào không gian kỳ lạ này mà thôi. Tô Văn Khúc ngại ngùng trả lời. Đúng lúc này, giọng nói nghiêm túc kia lần nữa vang lên. Người viết xong có thể rời khỏi không gian này, được tặng nho bảo tam phẩm, phong thiền bút. Kẻ viết không xong, sau 20 hơi thở lại viết thêm lần nữa, thời gian 5 phút đồng hồ. Tống Thư Hàng, không gạch dưới không? Đậu xanh, đây là không gian thi lại vô hạn sao? Hắn vốn chả biết rõ cách viết, thánh nhân tu thân phú, như thế nào cho đúng, cho dù cho hắn viết lại 100 lần đi nữa thì hắn cũng không thể nào viết bài, thánh nhân tu thân phú, bằng chữ viết thượng cổ một cách hoàn chỉnh được. Phải làm sao đây? Vị đạo hữu này, tại hạ xin đi trước một bước. Chúc đạo hữu sớm viết xong nhé. Tô Văn Khúc ở một bên nói khẽ, đồng thời, hắn ngửa bài, thánh nhân tu thân phú, của mình ra, đặt trước mặt Tống Thư Hàng. Trong thời gian 20 hơi thở, hy vọng vị đạo hữu lạ mặt đây có thể nhớ hết bài, thánh nhân tu thân phú, này, sau đó viết hết cả bài rồi rời đi. Cảm ơn. Tống Thư Hàng liều mạng ghi tạc bài, thánh nhân tu thân phú, của Tô Văn Khúc vào lòng. Thế nhưng trên đó đều là chữ viết thượng cổ. So với chữ giản thể cách viết cứ như trời với đất. Hơn nữa, bài Thánh Nhân Tu Thân Phú của Tô Văn Khúc cũng không có chức năng tự động phiên dịch. Tống Thư Hàng ghi nhớ vô cùng vất vả. Bây giờ, hắn chỉ có thể dựa vào khả năng ghi nhớ mạnh mẽ của tu sĩ để học về từng chữ viết thượng cổ một. Thời gian 20 hơi thở trôi qua trong chớp mắt. Oanh oanh oanh, bên người Tống Thư Hàng lần nữa có vách tường dựng lên. Khảo hạch lần nữa bắt đầu. Mà Tống Thư Hàng còn chưa nhớ tới 1/3 bài, thánh nhân tu thân phú, nữa.
Lại một vòng luẩn quẩn. Lúc này, cuối cùng Tống Thư Hàng cũng đã nhớ lại sự kinh khủng của việc bị điều khiển bởi khảo hạch. Chương 724, gặp lại Bạch Tiền Bối Tu. Toi rồi, cho dù với trí nhớ cường đại bây giờ của hắn cũng chỉ nhớ không tới 1/3 bản, thánh nhân tu thân phú, này mà thôi. Sau khi thời gian 5 phút kết thúc, hắn lại phải nợ môn, không biết bài thi của, để đao thư sinh, Tô Văn Khúc ở bàn bên cạnh có còn hay không nhỉ? Nếu như bài thi của Tô Văn Khúc không còn nữa thì đến lúc đó hắn phải làm sao đây? Vĩnh viễn lặp lại vòng tuần hoàn trong không gian này sao? Đáng sợ quá! Lúc này, giọng nói uy nghiêm kia lại vang lên. Viết chính tả toàn bộ, thánh nhân tu thân phú, thời gian 5 phút. Trên bàn của Tống Thư Hàng cũng đồng thời có thêm một tờ giấy trắng, tờ giấy thi cũ thì bị gấp vào, đẩy đến góc bàn để không cản trở hắn viết lại từ đầu. Nếu như không thể viết hết, thánh nhân tu thân phú, ra, thì hắn sẽ bị nhốt trong phòng tối vô thời hạn mất. Tống Thư Hàng chỉ đành phải nhấc bút lên, viết lại, thánh nhân tu thân phú, lần nữa, lần này hắn viết giống như là vẽ tranh, vẽ hết 1/3, thánh nhân tu thân phú, bản văn cổ trong đầu ra. Sau khi vẽ xong thì đã hết được 3 phút. Tống Thư Hàng càng thấy khổ não hơn, những chữ cổ này rất phức tạp, với tốc độ hiện tại, cho dù hắn nhớ hết toàn bộ bài văn cổ này thì cũng cần 9-10 phút để vẽ hết. Đây thật đúng là phương thức địa ngục mà. Lúc này có thể nhờ người ở bên ngoài cứu viện được không? Tống Thư Hàng vô thức giơ tay lên vói vào trong lòng, muốn lấy điện thoại hoặc pháp bảo thiên lý truyền âm. Nhưng khi hắn đút tay vào trong lòng thì phát hiện ra, túi thu nhỏ một tấc của mình không thấy đâu nữa rồi. Không có túi thu nhỏ một tấc, vậy có nghĩa là không phải nhục thân của mình đi vào không gian kỳ lạ này, mà là ý thức bị kéo vào đây sao? Tống Thư Hàng thầm suy tư. 5 phút nhanh chóng trôi qua. Vách tường bên cạnh lại, ầm ầm ầm, hạ xuống. Đợi vách tường biến mất, Tống Thư Hàng nóng lòng nhìn sang bên cạnh. Tốt quá rồi, bàn, ghế xung quanh và, thánh nhân tu thân phú, mà Tô Văn Khúc viết vẫn còn. Tống Thư Hàng lập tức nhìn chằm chằm vào bài thi của Tô Văn Khúc, liều mạng ghi nhớ. Đồng thời, bên tai hắn lại vang lên giọng nói uy nghiêm kia. Những người đã viết chính tả xong có thể rời khỏi không gian này, lấy được nho bảo tam phẩm, phong thiện bút. Những người chưa viết xong, trong vòng 20 hơi thở nữa bắt đầu viết lại, thời gian 5 phút. 20 hơi thở sau. Vách tường lại nâng lên. Trên mặt bàn của Tống Thư Hàng lại có thêm một tờ giấy nữa, tờ giấy cũ đã bị gấp lại, chuyển đi. Tống Thư Hàng thử giơ tay lên bắt lấy tờ giấy thi cũ đã bị gấp lại nhưng tờ giấy thi cũ bị một tầng sức mạnh ngăn trở, Tống Thư Hàng không thể sờ được vào chúng. Đáng ghét, nếu như bài thi cũ không bị gấp lại thì tốt biết bao. Tống Thư Hàng thở dài một hơi, nói, như thế thì ít nhất hắn còn có thể chép nội dung từ bài thi cũ, nhanh hơn viết chính tả một chút. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một. 5 phút sau, bức tường lại hạ xuống. Tống Thư Hàng vội vàng nhìn sang bài thi của Tô Văn Khúc, tiếp tục liều mạng ghi nhớ thánh nhân tu thân phú. Lần này, cuối cùng Tống Thư Hàng cũng nhớ hết toàn bộ nội dung bài văn này rồi. Cho dù không thể hiểu được ý nghĩa của những văn tự thượng cổ này nhưng hắn cố dựa vào năng lực trí nhớ, nhớ hết toàn bộ thánh nhân tu thân phú, như nhớ đồ án. Hơn nữa, có lần luyện viết lần trước, bây giờ tốc độ vẽ văn tự thượng cổ của hắn càng ngày càng nhanh. Lần này nhất định phải thi qua. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong bụng. 20 hơi thở sau. Vách tường lại nâng lên lần nữa. Tống Thư Hàng cầm lấy bút lông nhúng vào trong mực nước. Đợi khi có giấy trắng thì Tống Thư Hàng nhanh chóng vẽ lên giấy. Cả áng, thánh nhân tu thân phú, được hắn viết ra một cách lưu loát, nói đúng hơn là được vẽ ra. 4 phút 42 giây. Tống Thư Hàng rốt cục cũng vẽ xong phù văn thượng cổ cuối cùng rồi. Thành công rồi. Hình thức thi lại vô hạn đáng chết này, ta thi qua rồi. Tống Thư Hàng đặt bút lông xuống, cười ha ha. Bây giờ chỉ còn đợi thời gian thi kết thúc là hắn có thể rời khỏi không gian này rồi. Tiện thể còn lấy được nho bảo tam phẩm phong thiện bút nữa. Thật đáng mừng quá. Thời gian 5 phút vừa hết, vách tường lại hạ xuống. Bên tai hắn lại vang lên giọng nói uy nghiêm kia. Những người đã viết chính tả xong có thể rời khỏi không gian này. Lấy được nho bảo tam phẩm, phong thiện bút. Những người chưa viết xong, trong vòng 20 hơi thở nữa bắt đầu viết lại, thời gian 5 phút. Ta muốn rời khỏi không gian này. Tống Thư Hàng nhanh chóng đáp. Nhưng chuyện khó xử đã xảy ra rồi, hắn không hề được đưa khỏi không gian này. Ta đã viết chính tả xong rồi, mau đưa ta ra ngoài đi.
Tống Thư Hàng lại lên tiếng. Nhưng giọng nói uy nghiêm kia không trả lời. Cả không gian vô cùng yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng hít thở của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Chuyện quái quỷ gì thế này? Chẳng lẽ ta còn chưa viết chính tả xong sao? Hắn lập tức liếc sang bài thi của Tô Văn Khúc ở bên cạnh. Không bỏ sót chỗ nào mà. Từng cổ văn trên bài thi hắn đều vẽ theo bài thi của Tô Văn Khúc mà. Chẳng lẽ, trong khi chép chính tả, thánh nhân tu thân phú, còn phải thầm đọc ý nghĩa của nó trong lòng sao? Nhưng bài thi của Tô Văn Khúc không có chức năng phiên dịch, Tống Thư Hàng nhìn không hiểu gì hết cả. Làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ ta lại phải thi lại, cứ thế thi cho đến lúc chết luôn sao? 20 hơi thở sau. Vách tường vô tình lại tàn nhẫn kéo lên, ngăn cách Tống Thư Hàng với tất cả mọi thứ xung quanh. Trước mặt Tống Thư Hàng lại xuất hiện một tờ giấy trắng mới, mà tờ giấy thi cũ lại bị gấp lại, chuyển tới góc bàn. Ta không muốn thi lại nữa đâu mà, thả ta ra ngoài đi. Tống Thư Hàng đứng dậy, tóm lấy cái bàn, dùng sức lật nó lên. Hắn muốn thử xem, nếu như hắn lật cái bàn lên thì không gian này có phản ứng gì không. Nhưng khi Tống Thư Hàng lật bàn lên thì lại, phát hiện cái bàn này nặng vô đối, hắn không thể lật nó lên được. Xấu hổ quá! Làm sao bây giờ? Lúc này hắn lại không thể liên lạc được với bên ngoài. Rõ ràng đã viết xong, thánh nhân tu thân phú, rồi nhưng cũng không thể thoát khỏi không gian này. Chẳng lẽ hắn thật sự sẽ bị nhốt trong không gian này vĩnh viễn sao? Hay là lúc viết ta đã viết sai chỗ nào đó chăng? Tống Thư Hàng nắm cằm trầm tư. Đợi thôi, đợi 5 phút sau, hắn lại xem cẩn thận bài thi của Tô Văn Khúc một lần, đối chiếu tỉ mỉ với đồ án, thánh nhân tu thân phú, trong não hải của mình xem có phải là mình nhớ nhầm nét nào đó không. Trong lúc Tống Thư Hàng đang nghĩ xem có chỗ nào mình viết sai thì phía trên bàn có một thanh phi kiếm màu đen xé rách không trung, bay đến phía trên hắn. Nhưng lần này, phi kiếm màu đen không phóng ra sức mạnh đen nuốt trọn cả không gian. Phi kiếm màu đen chỉ yên lặng bay lơ lửng trước mặt Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng kêu lên đầy vui mừng, đây là một vị, bạch tiền bối, khác, người này cũng có sức hấp dẫn vô hạn, hơn nữa còn thường xuyên xuất hiện trong mộng của hắn. Tuy rằng không biết lai lịch của vị, bạch tiền bối, này nhưng có thể khẳng định, hắn là một sự tồn tại vô cùng cường đại. Vì để tiện phân biệt, có thể gọi hắn là, bạch tiền bối tu. Ngoài ra, từ lúc vị bạch tiền bối này xuất hiện, Tống Thư Hàng lại càng thêm khẳng định, không phải là nhục thân của hắn đi vào không gian thi cử vô hạn này mà là ý thức bị kéo vào đây. Phi kiếm bay xung quanh một vòng, hóa thành bạch tiền bối màu đen. Hôm nay hắn mặc quần áo ngủ màu đen, quần áo bao kín cả người hắn, chỉ lộ ra gương mặt tuấn mỹ. Bạch tiền bối tu, đang ngủ sao? Bạch tiền bối màu đen mở mắt ra nhìn Tống Thư Hàng. Gạch nối. Phi, bạch tiền bối, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tống Thư Hàng vẫy tay. Bạch tiền bối tu nhíu mày lại. Ngươi lại bị cuốn vào mộng cảnh kỳ quái nào sao? Lần này không phải là mộng mà là bị cuốn vào một không gian thi cử kỳ quái. Tống Thư Hàng trả lời. Không gian thi cử này yêu cầu ta trong vòng 5 phút viết ra, thánh nhân tu thân phú, bản văn cổ. Nếu như không viết được thì sẽ không thả ta ra ngoài. Bạch tiền bối tu cười khà khà. Không gian này thú vị thật. Không thú vị tí tẹo nào đâu, bạch tiền bối. Trong không gian này, đến cái bàn cũng không lật được. Điều đáng sợ hơn là, ta đã viết xong hết, thánh nhân tu thân phú, rồi nhưng cái không gian này vẫn không thả ta ra, ta đang nghi ngờ không biết có phải có bắc hay không. Tống Thư Hàng cắn răng nói. Ánh mắt của bạch tiền bối tu nhìn về đằng xa, dường như ánh mắt của hắn nhìn xuyên qua từng bức tường một, nhìn thẳng vào bức tượng đạo tử, 13 đệ tử kiếp tiên của thánh nhân. Lúc nhìn thấy những bức tượng đạo tử đó, bạch tiền bối tu thầm thở dài một hơi. Lúc này, Tống Thư Hàng khẩn cầu. Bạch tiền bối, người có thể giúp ta một tay, xem hộ ta xem, thánh nhân tu thân phú, mà ta viết rốt cuộc sai ở đâu không? Bạch tiền bối tu cười ha ha đáp. Tại sao ta phải giúp ngươi chứ? Tống Thư Hàng. Gạch nối. Vị bạch tiền bối tu này chắc chắn vẫn còn đang thù hắn. Bởi vì lần trước hắn không nói tình báo về, bạch tiền bối, cho hắn biết, cho nên bạch tiền bối tu đang găm thù hắn đây mà. Lúc này phải tung ra vũ khí sát thương rồi. Khóe miệng Tống Thư Hàng dương lên, phương pháp để thoát khỏi không gian này rất nhiều, ngoại trừ cách viết chính xác toàn bộ, thánh nhân tu thân phú, trong vòng 5 phút ra thì bị một sức mạnh cường đại nào đó vứt ra khỏi không gian cũng được.
mà cách chọc giận vị bạch tôn giả tu này quá là đơn giản. Bất luận là bạch tiền bối trong hiện thực hay là bạch tiền bối tu trong mộng cảnh, chỉ cần nói ra câu danh ngôn kinh điển này là đủ rồi. Vì thế, Tống Thư Hàng vội vàng nói. Tiểu bạch, đợi ngươi tóc dài. Câm miệng. Bạch tiền bối tu nhẹ giọng nói. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng phát hiện ra miệng của mình không thể há ra được nữa, hắn bị cấm ngôn rồi. Đây là chuyện nằm trong dự liệu, không có vấn đề gì cả. Hắn đã nghĩ đến trường hợp hắn bị cấm ngôn từ lâu rồi. Hắn cầm lấy giấy và bút, bắt đầu viết trên giấy, tiểu bạch, đợi ngươi tóc dài tới eo. Lúc viết đến đây, Tống Thư Hàng cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn bạch tiền bối tu. Bởi vì nếu như viết tiếp mấy chữ, gả cho ta được không, thì đúng là tự tìm đường chết. Tốt nhất là viết đến đây thì dừng bút, bạch tiền bối tu không nhịn được vứt hắn ra khỏi cái không gian quái lạ này là tốt nhất. Chương 725, giao dịch, hai câu hỏi. Nhưng khi hắn quay đầu lại thì lại phát hiện ra bạch tiền bối tu chống cằm tò mò nhìn chữ viết của hắn. Ngươi viết cái gì thế? Đây là thể chữ mới của nhân loại sao? Tống Thư Hàng. Đậu xanh, thế này thì tèo rồi, bạch tiền bối tu không biết chữ giản thể à? Tống Thư Hàng buồn bực đặt bút lông xuống, đối phương không hiểu thì viết cũng chẳng có tác dụng quái gì. Hơn nữa hắn cũng thử qua rồi, trong không gian ý thức này, đến truyền âm nhập mật, cũng không thể dùng được, chắc hẳn là vì ngăn cản các thí sinh, sử dụng truyền âm nhập mật để gian lận. Kha kha, bỏ cuộc chưa? Bạch tiền bối tu lơ lửng trong không trung, bật cười đắc ý. Tống Thư Hàng trợn trắng mắt. Cầu người không bằng cầu mình, hắn xoa hai mắt, chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian 5 phút trôi qua rất nhanh, các vách tường vây lấy Tống Thư Hàng lại hạ xuống. Giọng nói uy nghiêm trong không gian này lại lặp lại những lời nói lúc trước. Tống Thư Hàng lập tức quay đầu nhìn vào tờ giấy thi của Tô Văn Khúc ở bên cạnh, đối chiếu đáp án trên bài thi với Thánh Nhân Tu Thân Phú trong ký ức của mình một lượt. Đù má! Tống Thư Hàng lại nắm túm cái bàn, muốn lật tung nó lên, nhưng đù má lần nữa, cái bàn này vẫn không động đậy. Không sai mà, chính xác hoàn toàn mà. Dựa vào trí nhớ cường đại của mình, hắn đã nhớ chính xác hết từng chữ từng nét toàn bộ Thánh Nhân Tu Thân Phú của Tô Văn Khúc. Thậm chí đến cả nét lượn sóng của chữ viết có mấy gợn sóng hắn cũng viết lại không sai chút nào. Nói cách khác, Thánh Nhân Tu Thân Phú mà hắn viết lúc thi và bài thi của Tô Văn Khúc không hề khác nhau. Tại sao hắn không thi đỗ chứ? Chắc lẽ phải vừa viết vừa thầm đọc Thánh Nhân Tu Thân Phú trong lòng sao? Nhưng hắn hoàn toàn không hiểu văn cổ, bảo hắn đọc thế nào được đây. Tống Thư Hàng thở dài một hơi. Thời gian 20 hơi thở trôi qua rất nhanh. Ầm ầm ầm, vách tường lại nâng lên một cách tuyệt tình, che lấp tầm nhìn của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nhìn bạch tiền bối tu lơ lửng trong không trung, lúc này, bạch tiền bối tu đang nằm nghiêng, dường như đã tiến vào trong mộng đẹp, ngủ rất ngon lành. Tống Thư Hàng duỗi bút ra, chọc vào người bạch tiền bối tu. Bạch tiền bối tu mở mắt ra, nhìn Tống Thư Hàng với vẻ nghi hoặc. Tống Thư Hàng chỉ vào miệng mình, xin hắn bỏ lệnh cấm cho mình. Chỉ cần ngươi không nói câu nói đó nữa thì ta sẽ giải cấm ngôn cho ngươi. Bạch tiền bối tu ngáp một cái, nói với vẻ lười biếng. Tống Thư Hàng gật đầu thật mạnh. Bạch tiền bối tu giơ tay ra chỉ một cái, trạng thái cấm ngôn của Tống Thư Hàng được giải trừ. Bạch tiền bối tu, chúng ta giao dịch đi. Tống Thư Hàng nói. Ha ha! Bạch tiền bối tu cười đắc ý, nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Bạch tiền bối, thỏ, là gì? Tống Thư Hàng cắn răng nói. Ta chỉ cắn chúng đầu lưỡi thôi, bạch tiền bối không cần bận tâm đâu. Bạch tiền bối tu như cười như không gật đầu. Bạch tiền bối, ta có thể nói một số tình báo hiện tại với ngươi. Ta có thể trả lời hai câu hỏi của ngươi, xin ngươi giúp ta vượt qua lần kiểm tra này. Tống Thư Hàng thở dài, nói. Dựa vào cách của hắn hoàn toàn không thi qua được, chỉ có thể xin bạch tiền bối tu ra tay thôi. Được, hai câu hỏi, thành giao. Bạch tiền bối tu vươn vai rồi ngồi dậy. Vậy thì câu hỏi thứ nhất là, có phải thiên đình đã hoàn toàn tiêu tùng rồi không? Tống Thư Hàng còn tưởng vị bạch tiền bối tu này sẽ hỏi thẳng tin tức về bạch tiền bối, không ngờ bạch tiền bối tu lại hỏi chuyện liên quan đến thiên đình. Cũng may, hắn có biết một chút về chuyện của thiên đình. Đúng thế. Thiên đình đã diệt vong rồi. Tống Thư Hàng gật đầu đáp. Của nhiên, là thật, hủy diệt nhanh quá. Bạch tiền bối tu lẩm bẩm. Một lúc sau hắn lại hỏi. Câu hỏi thứ hai, cấp bậc của ngươi có hơi thấp, không biết ngươi có biết,
thiên, đạo, có phải đã xảy ra vấn đề gì rồi không? Lúc nhắc tới từ thiên đạo, này, Bạch Tiền Bối tu có ngừng lại một lúc, hơn nữa giữa hai tiếng, thiên đạo, hắn còn dùng phương thức, vô thanh, nói thêm rất nhiều từ không có ý nghĩa gì, hắn làm thế để tránh bị cảm ứng được. Ta không biết. Tống Thư Hàng lắc đầu, hắn mới chỉ là một tu sĩ tam phẩm nhỏ nhoi, sao có thể biết được chuyện thâm ảo như thế được? Thật là, vậy câu hỏi này để đến lần giao dịch tiếp theo lại hỏi vậy. Bạch Tiền Bối tu thở dài, rồi lại hỏi. Vậy đổi câu hỏi khác, ngươi vượt qua thiên kiếp nhị phẩm rồi nhỉ? Lúc ngươi độ kiếp, có mấy lần thiên lôi? Tư duy của vị Bạch Tiền Bối tu này nhảy cóc lớn quá. 11. Tống Thư Hàng đáp theo sự thật, đây cũng không phải là vấn đề lớn gì. Bạch Tiền Bối tu xoa cằm, gật đầu đầy suy tư. Sau đó, hắn nói. Được rồi, giao dịch hoàn thành, ngươi viết, thánh nhân tu thân phú, một lần nữa đi, ta đứng bên cạnh xem. Thời gian không còn nhiều nữa rồi, hay là đợi vòng tiếp theo? Tống Thư Hàng đề nghị. Bạch Tiền Bối tu đáp. Không cần, ngươi viết một lần đi, ta đứng nhìn ngươi viết thì không có vấn đề gì đâu. Tống Thư Hàng gật đầu, viết nhanh như bay. Dựa vào trí nhớ của mình, hắn viết lại từng nét một toàn bài, thánh nhân tu thân phú, nhớ được từ bài thi của Tô Văn Khúc. Cứ viết, đột nhiên Bạch Tiền Bối tu đứng sau lưng hắn chỉ vào một nét lượn sóng ở một chữ cổ. Chữ này viết sai rồi, nét này là nét ngang, ngươi viết thành nét lượn sóng làm gì? Hả? Tống Thư Hàng chớp mắt, nét ngang hử. Nét ngang con mợ nó, trong trí nhớ của hắn, chữ này của Tô Văn Khúc là một đường lượn sóng có độ cong mà. Tống Thư Hàng vì lo lắng sẽ phạm sai lầm nên lúc viết chữ này, đến việc nét lượn sóng này có mấy lọn sóng hắn đều phục chế lại không sai tí nào. Không ngờ chỗ bị sai lại là chỗ này. Lúc này rốt cuộc Tống Thư Hàng cũng cảm nhận được sự đau khổ của việc mù chữ, không biết chữ thật đúng là quá bi thương. Đây chắc hẳn là thói quen viết chữ của người viết tờ, thánh nhân tu thân phú, bên cạnh ngươi, hoặc là hắn ta đang luyện một loại thư pháp nào đó, vì thế lúc viết chữ, không khỏi mang theo một số thói quen viết thư pháp vào đây. Bạch Tiền Bối tu phỏng đoán. Lúc hắn viết thì không sai, nhưng lúc ngươi phục chế lại nét bút của hắn, độ cong gợn sóng của nét ngang này quá lớn. Quá rõ ràng, thế là thành sai. Tống Thư Hàng quỳ luôn. Ngoài những nét ngang dạng lượn sóng này ra, vẫn còn có vài chỗ nữa đều có lỗi sai tương tự. Bạch Tiền Bối tu giải thích. Lúc này Tống Thư Hàng muốn chết luôn cho rồi. Tô huynh, đừng hại người ta như thế chứ. Thôi bỏ đi, người đưa bút cho ta, vừa hay ta cũng biết, thánh nhân tu thân phú, này. Ta viết nó một lần rồi ngươi nhớ lại từ đầu nhé. Bạch Tiền Bối tu giơ tay ra. Lấy bút từ trong tay Tống Thư Hàng. Ngón tay thon dài của hắn cầm bút, tư thế nho nhã, khiến người ta thấy sướng cả mắt. Ngay sau đó, Bạch Tiền Bối tu bắt đầu viết nhanh như bay, chỉ trong thời gian mười mấy giây, thánh nhân tu thân phú, đã xuất hiện trên tờ giấy của Tống Thư Hàng. Được rồi, ngươi nhớ đi. Bạch Tiền Bối tu nói. Tống Thư Hàng gật đầu, dùng thời gian còn dư để nhớ, thánh nhân tu thân phú, lại từ đầu. Bạch Tiền Bối tu đã viết một lần trên giấy của hắn, đợi sau khi hết thời gian thì có phải hắn có thể thông qua kỳ thi rồi không? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Lại 5 phút sau, vách tường hạ xuống. Trong không gian, giọng nói uy nghiêm đó lại vang lên, vẫn là câu nói đó, những người thi đạt thì rời khỏi, không đạt thì sau 20 hơi thở nữa thi lại. Tống Thư Hàng thử nói. Xin hãy đưa ta rời khỏi. Nhưng, không có phản ứng gì cả. Hiển nhiên. Hành vi gian lận nhờ Bạch Tiền Bối tu viết, thánh nhân tu thân phú, không được không gian này công nhận. Thật là một không gian cứng nhắc. Tống Thư Hàng cắn chặt răng. Cứ như vậy, hắn lại đợi thời gian 20 hơi thở trôi qua. Bạch Tiền Bối tu đã quay về túi ngủ của hắn, bắt đầu ngủ một giấc thật ngon. Mà Tống Thư Hàng thì lại cầm bút lên viết lại, thánh nhân tu thân phú. 3 phút sau, Tống Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm, thả cây bút trong tay xuống. Lần này có thể đi rồi chứ? Vào đúng lúc hắn thả cây bút xuống thì cảm thấy có cảm giác, minh ngộ, dâng lên trong lòng. Nội dung, thánh nhân tu thân phú, hắn viết trên tờ giấy trắng nhập hết vào trong não hải của hắn, hóa thành chữ giản thể mà hắn có thể hiểu. Chẳng lẽ khi viết chính xác bài phú này ra thì nó sẽ có chức năng, phiên dịch, sao? Trong lúc còn đang nghi hoặc thì Tống Thư Hàng lại cảm thấy tinh thần lực của mình ngưng tụ lại. Tinh thần lực to lớn của hắn dường như trở nên dễ khống chế hơn, cũng chân thật hơn một chút. Đây là ảnh hưởng mà, thánh nhân tu thân phú, với cơ thể sao?
nó cũng giống như minh tưởng pháp môn, thậm chí, nó còn nhiều hơn minh tưởng pháp môn một số hiệu quả không nói nên lời. Sau khi tinh thần lực thay đổi, không gian này liền giải khai giam giữ với hắn. Tống Thư Hằng có cảm giác, bây giờ chỉ cần một ý nghĩ là hắn có thể dễ dàng rời khỏi không gian này. Thì ra là thế, sau khi tinh thần lực thông qua, thánh nhân tu thân phú, để biến đổi mới coi như hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn khảo hạch của không gian thần bí này. Bạch tiền bối, chúng ta thành công rồi. Tống Thư Hằng nói bằng giọng vui mừng. Bạch tiền bối tu lẩm bẩm một tiếng. Bạch tiền bối, vậy ta rời khỏi không gian này đây. Một vị bạch tiền bối khác vẫn còn đang chờ ta trở về. Tống Thư Hằng vui vẻ nói. Tạm biệt. Bạch tiền bối tu vẫy tay. Tống Thư Hằng cười hì hì, đọc thầm trong lòng, rời đi, hắn lập tức thoát ra khỏi, không gian thì lại vô hạn, đáng chết kia. Sau khi Tống Thư Hằng biến mất, bạch tiền bối tu yên lặng nhìn những bức tượng đạo tử ở đằng xa. 13 đệ tử khiếp thiên của thánh nhân, đạo tử. Bạch tiền bối tu nói nhỏ. Pho tượng ở đằng xa kia có ánh sáng nhạt lóe lên, dường như đang đáp lại lời của bạch tiền bối tu. Nói cách khác, một vị bạch tiền bối khác mà Thư Hằng nói đến đang ở địa bàn của Nho Môn sao? Bạch tiền bối tu nói. Ý thức của Tống Thư Hằng trở về. Hắn phát hiện lúc này mình đang nằm trên giường, mà không biết từ lúc nào tay của hắn có thêm một cây bút tinh xảo. Ở cạnh giường, Tô Thị A Thập Lục đang đeo kính gọng đen để đọc sách. Chương 726, Lão Tài Xế Bạch. Thập Lục à, ta ngủ bao lâu rồi thế? Tống Thư Hằng từ trên giường ngồi dậy rồi hỏi. Hắn vừa ngồi dậy thì phát hiện ra bộ dáng, cơ bắp cuồn cuộn, khắp toàn thân của mình đã bớt đi. Cơ bắp cả người thu nhỏ lại một vòng, trở nên rắn chắc hơn, đến cả thể chất cũng mạnh hơn một chút. Chẳng lẽ là do viết, thánh nhân tu thân phú, làm tăng nhanh việc hấp thụ dược lực của, nước thuốc long ma, ư? Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Ngươi tỉnh rồi à? Tô Thị A Thập Lục xoay đầu qua rồi hỏi. Ngươi ngủ tổng cộng gần một giờ rồi đấy. Lâu thế à? Tống Thư Hằng cười ngượng ngùng, hắn hỏi. Lệ Chi tiền bối và bạch tiền bối đi đâu rồi? Lệ Chi tiên tử đi dạo trong Bạch Vân Thành để mua quần áo rồi, còn bạch tiền bối. Khóe miệng Tô Thị A Thập Lục dương lên, nói. Hơn 40 phút trước, bạch tiền bối tải một cái app về điện thoại, sau đó hắn vui vẻ đi ra ngoài rồi. Vui vẻ đi ra ngoài rồi á? Bạch tiền bối tải app gì thế? Trực giác của Tống Thư Hằng nói cho hắn biết, cái app này có vấn đề. Hình như là một cái app, cho thuê phi kiếm, chỉ cần tải nó xuống thì khi ra ngoài có thể thoải mái ngồi phi kiếm, cũng có thể đăng ký tài khoản làm tài xế trong app này, ngự kiếm ra ngoài chở khách kiếm linh thạch. Nghe nói đây là chức năng Bạch Vân Thành đã thí nghiệm cách đây rất lâu rồi. Tô Thị A Thập Lục trả lời. Tống Thư Hằng. App cho thuê phi kiếm, Bạch Vân Thư Viện đúng là tiên tiến cùng thời đại mà. Với tính cách của bạch tiền bối, sau khi tìm được app điện thoại thú vị như vậy, chắc chắn hắn sẽ ra ngoài làm tài xế cho thuê phi kiếm, chở khách bay đi rồi. Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì, với kinh nghiệm trong quá khứ của Tống Thư Hằng, lúc bạch tôn giả chơi hai lên thì sẽ không thể khống chế được tốc độ. Hy vọng hắn sẽ không chở khách đua phi kiếm ở Bạch Vân Thành. Sau khi Tống Thư Hằng bò dậy thì nhìn sang Tô Thị A Thập Lục, hỏi. Thập Lục, cô đeo kính làm gì thế? A Thập Lục không bị cận thị chứ nhỉ? Hình ảnh Tô Thị A Thập Lục đeo một cặp kính đen to trên gương mặt nhỏ nhắn để đọc sách rất đáng yêu. Đây là khoa học kỹ thuật mới của Bạch Vân Thành, chỉ cần đeo kính lên là có thể ngồi ở nhà tham thú tất cả các cửa hàng ghi trong quyển sách này. Tô Thị A Thập Lục giơ quyển sách dày cộm trong tay lên, nói. Quyển sách trong tay cô thuộc loại sách hướng dẫn mua hàng giới thiệu về các loại cửa hàng trong Bạch Vân Thành. Trong quyển sách này không hề có bất cứ chữ viết hay là tranh ảnh gì cả, chỉ có nhiều pháp thuật trận. Thông qua cặp kính trên gương mặt Tô Thị A Thập Lục, có thể kích hoạt mấy pháp thuật trận này, khiến cho người sử dụng như được nhìn tận mắt, tiến vào những cửa hàng được ghi chép trong sách, quan sát những hàng hóa mà mình thích. Tuyệt đối là hắc khoa kỹ. Từ sau khi tiếp xúc với Bạch Vân Thành, mấy định nghĩa về những từ như tu chân giới, nơi tu sĩ tụ tập, đã hoàn toàn bị phá vỡ và tổ hợp lại. Chỉ có thể nói, không hổ là thành trì lớn phồn vinh của Nho Môn, nơi đây đã kết hợp tu chân và khoa học kỹ thuật lại với nhau một cách hoàn mỹ. Cơ thể ngươi không sao chứ? Lúc trước ngươi đột nhiên ngủ mất, bạch tiền bối đã kiểm tra cho ngươi một lần, nói cơ thể của ngươi không có gì đáng ngại cả, ý thức của ngươi đang liên hệ với bức tượng 13 kiếp tiên của Nho gia.
Bạch tiền bối đoán ngươi có thể gặp được chút kỳ ngộ nên không đánh thức ngươi nữa. Tô thị A thập lục tháo kính xuống, gập quyển sách dày cộm lại, nói. Hiện giờ cơ thể ta rất khỏe, không có vấn đề gì. Tống Thư Hàng nói. Chẳng trách ý thức của hắn bị kéo vào không gian, thì lại vô hạn, bạch tiền bối ở hiện thực lại không đánh thức hắn. Hóa ra bạch tiền bối đã nhìn ra liên hệ giữa hắn và tượng 13 kiếp tiên nên tưởng nhầm rằng hắn có kỳ ngộ. Không thể coi là kỳ ngộ, ta chỉ bị cuốn vào hoạt động, thi thử, của đệ tử Nho Môn thôi. Tống Thư Hàng kể khổ. Sau đó, hắn nói cho Tô Thị A Thập Lục nghe một lượt chuyện hắn bị cuốn vào không gian, thi lại vô hạn. Về chuyện liên quan đến bạch tiền bối tu hắn vẫn không thể tiết lộ cho người khác. Một khi những chuyện mà hắn kể có liên quan đến bạch tiền bối tu là hắn không thể mở miệng được. Hắn chỉ đành nhảy qua đoạn chuyện này. Sau khi Tô Thị A Thập Lục nghe xong thì cười bảo. Không gian thi lại vô hạn á. Thú vị đấy chú. Hơn nữa, Thư Hàng ngươi còn lấy được thánh nhân tu thân phú, từ trong không gian đó cũng coi như là một kỳ ngộ rồi. Kỳ ngộ như thế ta thà không cần còn hơn. Tống Thư Hàng cắn chặt răng, nói. Hơn nữa, thánh nhân tu thân phú, cũng không phải là tuyệt học bí ẩn gì, chẳng tranh với hàng vỉa hè là, hỏa diệm đao, bao nhiêu, là thứ mà mỗi một đệ tử hô môn đều có. Để học, thánh nhân tu thân phú, này hắn phải bỏ ra cái giá thi lại 5-6 lần, hơn nữa nếu không phải bạch tiền bối tu phá không xuất hiện, tiến vào trong không gian đó thì không biết phải thi lại thêm bao nhiêu lần nữa hắn mới có thể thoát khỏi không gian đó. Nói không chừng phải thi lại đến ngàn vạn lần ấy chứ. Một cái giá quá lớn. Tô Thị A Thập Lục cười ha ha rồi đứng dậy, đặt cặp kính và quyển sách dày cộm sang một bên. Thư Hàng, vẫn chưa đến giờ quay phim buổi chiều, có muốn ra ngoài dạo phố với ta không? Vừa rồi lúc xem quyển sách hướng dẫn mua sắm dày cộm kia, cô thấy thích mấy món đồ, giờ cô muốn ra ngoài mua. Được. Tống Thư Hàng đáp. Một lúc sau. Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục rời khỏi khách sạn, nơi họ nghỉ ngơi. Khi bọn họ đi ra ngoài liền thấy ở gần khách sạn có rất nhiều tu sĩ đều đang ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngẩng đầu nhìn lên trời ư, không hay rồi. Trong lòng Tống Thư Hàng đột nhiên có dự cảm chẳng lành, hắn và Tô Thị A Thập Lục cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tiếp đó, hai người liền nhìn thấy một thanh phi kiếm bay tán loạn với tốc độ cực nhanh trong không trung. Người khống chế phi kiếm là một tiên nhân tóc dài xõa ngang vai, khí chất xuất trần. Lúc này hai tay của hắn kết thành kiếm quyết, đang thi triển bí thuật kiếm độn. Kiếm quang hóa thành một con dao long rất sống động, vừa linh hoạt vừa nhanh nhẹn. Người ngồi trên phi kiếm là một đôi sư huynh muội, lần lượt là tu sĩ tam phẩm và nhị phẩm, sư huynh có gương mặt chữ điền, sư muội thì có gương mặt tròn đáng yêu. Lúc này, mặt chữ điền và mặt tròn đều có vẻ mặt trắng bệch, miệng tái nhợt. Hai chân đều hơi run lên. Đó là vì tốc độ của kiếm quang giao long nhanh đến mức tàn bạo. Trên bầu trời của Bạch Vân Thành có rất nhiều tu sĩ ngự kiếm, ngự đao, ngự đủ loại pháp bảo phi hành, mọi người đều hạn chế tốc độ vào khoảng 100 km, thả chậm tốc độ để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn. Mà tốc độ của thanh kiếm độn giao long này lại vượt qua tốc độ siêu âm thanh mấy lần rồi, giống như chuyển động trong tích tắc vậy, vù 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 kiếm quang lóe lên, thấy lỗ hổng là chui vào. Nó không ngừng vượt qua những tu sĩ đi cùng chiều, kỹ năng lạng lách đua phi kiếm đã đến mức tối đa. Tốc độ quá nhanh khiến cho trái tim nhỏ bé của hai vị hành khách này không chịu đựng được. Trong chớp mắt, thanh kiếm độn giao long này đã không biết bay tới nơi nào rồi. Tống Thư Hàng. Tô Thị A Thập Lục. Vừa nãy là bạch tiền bối đúng không? Tống Thư Hàng hỏi. Tô Thị A Thập Lục gật đầu, đích thực là bạch tiền bối. Tống Thư Hàng giơ tay lên ôm lấy trán. Cổ nhiên, ta đã biết ngay là sẽ xảy ra chuyện mà. Trong kiếp sống lái xe thuê của lão tài xế bạch tiền bối sao có thể thiếu mất việc đua xe đây? Hiện tại điều mà Tống Thư Hàng có thể làm chính là âm thầm cầu nguyện, hy vọng bạch tiền bối sẽ không vì tốc độ của phi kiếm quá nhanh không thể phanh lại được mà bất cẩn biến các đạo hữu xung quanh thành mứt quả. Đi thôi, chúng ta đi dạo phố của chúng ta. Tống Thư Hàng thở dài một hơi. Tô Thị A Thập Lục mỉm cười. Nhưng đúng vào lúc này. Tia kiếm quang trên không trung kia lại, vù vù vù, bay trở lại, bạch tôn giả ngay lập tức hạ thẳng xuống trước mặt Tống Thư Hàng. Ơ, Thư Hàng, người tỉnh rồi đấy à? Bạch tiền bối giơ tay lên vẫy chào Tống Thư Hàng. Vừa tỉnh lại, bạch tiền bối, lúc nãy người đã bay vượt quá tốc độ rồi, lúc chúng ta vào Bạch Vân Thành, vị quản lý đó chẳng phải đã nói với chúng ta rồi sao? Ở trong Bạch Vân Thành,
phải khống chế tốc độ phi hành dưới 100 km để tránh xảy ra tai nạn bất ngờ. Tống Thư Hằng nói, ta biết ngay ngươi sẽ cảm giảm về chuyện này mà. Bạch Tôn Giả cười nói, yên tâm đi, về sau ta hỏi lại rồi, nếu như có hành vi bay quá tốc độ thì mỗi lần quá tốc độ phạt một viên linh thạch tam phẩm. Ta tùy tiện móc một viên linh thạch ra là đủ tiền phạt cả ngàn lần rồi, không cần lo cho ta đâu. Tống Thư Hàng. Đây là thất sách lớn nhất của Bạch Vân Thành đấy. Mỗi lần chỉ phạt có một viên linh thạch tam phẩm, Bạch Tôn Giả chỉ tiện tay móc một cái thì đều là linh thạch lục phẩm trở lên. Một viên linh thạch lục phẩm đủ để đóng tiền phạt ngàn lần cho Bạch tiền bối rồi, thế nên đương nhiên hắn sẽ chơi thả phanh. Không nói chuyện với ngươi nữa, ta nhìn thấy khách của ta rồi. Bạch Tôn Giả dứt lời thì nhảy lên, hạ xuống bên cạnh năm nho sinh trẻ tuổi. Vừa rồi các ngươi gọi, phi kiếm cho thuê, trên áp phi kiếm vù vù, sao? Đơn của các ngươi do ta nhận. Bạch Tôn Giả nói bằng giọng hào sảng. Sắc mặt của năm nho sinh trẻ tuổi trắng bệch. Sau đó, bọn họ hành lễ với Bạch Tôn Giả, muốn từ chối Bạch tiền bối một cách lịch sự, nho gia coi trọng nhất là lễ nghi. Cho dù trong lòng có sợ hãi thế nào đi nữa cũng không thể thất lễ trước mặt vị tiền bối này. Nhưng không đợi bọn họ mở miệng nói chuyện, Bạch Tôn Giả đã phất tay áo bào lên, kéo cả năm nho sinh trẻ tuổi lên trên kiếm quang. Ngay sau đó, Bạch Tôn Giả kết một pháp ấn, kiếm quang hóa thành một con đại bàng màu vàng, bay thẳng lên trời. Tốc độ của kiếm quang rất nhanh, phù, một tiếng đã xuyên qua không trung, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Sau đó kiếm quang cũng giống như lúc trước, không ngừng chui qua các khe hở, giống như chuyển động trong tích tắc, vượt qua từng vị tu sĩ ngự kiếm đi cùng chiều. Sau mấy tiếng, vù vù vù, kiếm quang đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chỉ còn lại tiếng kêu sợ hãi của năm vị nho sinh trẻ tuổi. Năm tiếng hét vang lên không dứt, không hổ là các tu sĩ đã từng tu luyện, hơi thật là dài, tiếng kêu sợ hãi luôn ở những nốt cao chót vót không hạ, kêu mãi không dừng. Tô Thị A thập lục. Tống Thư Hàng thở dài. Qua ngày hôm nay, không biết trong Bạch Vân Thành sẽ xuất hiện bao nhiêu tu sĩ mắc chứng sợ độ cao đây. Nói không chừng, chờ sau khi hắn phát minh ra phi kiếm có hàng rào bảo vệ xong thì mang đến Bạch Vân Thành bán, có khi lại bán chạy cũng nên ấy chứ. Hay là nắm chắc thời cơ kinh doanh, đầu tư kinh doanh, lắp đặt hàng rào bảo vệ cho phi kiếm, nhỉ? Hoặc là kinh doanh, hàng rào bảo vệ phi kiếm có thể tháo rời, căn cứ vào kích thước phi kiếm của mình, khách hàng đặt hàng rào bảo vệ phi kiếm, nói không chừng lại làm ăn được ấy chứ. Chương 727, Thư Hàng và A Thập Lục chạy trời không khỏi nắng. Đương nhiên suy nghĩ đầu tư buôn bán, lắp đặt vòng bảo hộ cho phi kiếm, cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi, tạm thời Thư Hàng sẽ không thật sự chạy đi làm chuyện buôn bán này, ngay cả tiền vốn đầu tư hắn còn chả có đây nè. A Thập Lục, cửa hàng chúng ta định đi ở đâu thế? Xa không? Tống Thư Hàng dò hỏi. Có hơi xa, nếu chúng ta đi bộ thì có thể tốn chút thời gian. Tô Thị A Thập Lục cất di động đi, cảm thán. Lúc trước ta muốn dùng cái, phi kiếm vù vù, kia của Bạch tiền bối gọi, cho thuê phi kiếm, chúng ta ngồi phi kiếm cho thuê đi đến mấy cửa hàng kia. Nhưng bây giờ, hiện tại, hai người đồng thời từ bỏ suy nghĩ dùng, phi kiếm vù vù, trong đầu, ngộ nhỡ lúc bọn họ dùng cái này gọi phi kiếm, Bạch Tôn Giả lại, vèo vèo vèo, bay tới thì làm sao chịu nổi đây. Năm đệ tử nho ra không ngừng kêu thảm trên bầu trời chính là vết xe đổ đó. Đi bộ đi, Tống Thư Hàng nói. Tô Thị A Thập Lục gật đầu. Ta cũng nghĩ vậy. Ngay khi hai người nói chuyện, trên bầu trời, kiếm quang của Bạch Tôn Giả biến thành, đại bàng màu vàng, lại, vèo vèo vèo, bay tới. Sau khi nhìn thấy Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục, Bạch Tôn Giả khống chế phi kiếm, lại trực tiếp đáp xuống bên cạnh Thư Hàng một lần nữa. Hây, Thư Hàng tương đương. Bạch Tôn Giả vẫy tay, nói. Ha ha, Bạch tiền bối, vừa rồi ngài lại hoàn thành một đơn hàng à. Tống Thư Hàng hỏi, ban nãy cũng chỉ là thời gian mấy câu nói, nhiều nhất khoảng 30 giây nhỉ. Bạch Tôn Giả đã vui vẻ hoàn thành một đơn hàng hở trời. Dựa theo tốc độ và hiệu suất như vậy của Bạch Tôn Giả, một mình hắn có thể bao trọn toàn bộ đơn đặt hàng trên phi kiếm vù vù của Bạch Vân Thành, rồi. Đáng sợ quá. Ừ, chỗ mà năm nho sinh vừa rồi muốn đi rất gần, ta, vèo vèo vèo, một phát là đưa bọn họ đến nơi. Hơn nữa cái áp, cho thuê phi kiếm. Này thật sự rất thú vị, trả tiền cũng không cần quan tâm, trực tiếp sử dụng công năng chuyển khoản online, đến lúc đó có thể đến tổng bộ lấy, linh thạch. Cứ như vậy, ngay cả thời gian thu, phí ngồi phi kiếm cũng tiết kiệm được.
thời gian tiết kiệm được kia đủ để ta hoàn thành một đơn hàng rồi. Tốt thật, Bạch Tôn giả trả lời. Tống Thư Hàng, cái công năng chuyển khoản online kia đúng là nối giáo cho giặc mà. Trong lòng Tống Thư Hàng mặc niệm 3 giây cho khoa học kỹ thuật đen của Bạch Phân Thành, lần nữa, lúc khoa học kỹ thuật đen gặp phải Bạch Tôn giả tò mò thì đúng là quá bi kịch. Đúng rồi, Thư Hàng, ta thấy ngươi và A Thập Lục đi chung với nhau, các ngươi muốn đi đâu à? Bạch Tôn giả cười khẽ hỏi. Vừa lúc bây giờ ta không có đơn hàng, có muốn ta đưa các ngươi một đoạn hay không? Không cần, không cần, cảm ơn Bạch tiền bối. Bọn ta chỉ tùy tiện đi dạo thôi, ngươi cứ lo việc làm ăn của mình đi. Tống Thư Hàng vội vàng đáp. Tô Thị A Thập Lục cũng gật đầu lia lịa nói. Đúng vậy Bạch tiền bối, ta và Thư Hàng rảnh rỗi nhàm chán nên tùy tiện đi dạo trong Bạch Vân Thành ngắm phong cảnh thôi. Ngài không cần lo lắng cho bọn ta đâu. Ừ, được rồi, vậy lúc nào các ngươi có nhu cầu thì cứ gọi ta tương đương ái trà, lại có một đơn hàng tới. Ta đi hoàn thành đơn hàng này trước nhé, tránh cho người ta đoạt mất. Bây giờ trong Bạch Vân Thành cạnh tranh ghê lắm, có đôi khi vừa ra một đơn hàng là có vài vị tu sĩ giành làm. Bạch Tôn giả cảm thán nói. Nói xong, hắn ngự kiếm bay lên lần nữa, vèo, một cái đã bay mất tăm. Tạm biệt Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng vẫy tay, đồng thời âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vì ngài và an toàn tính mạng của ngài, xin cách xa Bạch tiền bối khi đang đua xe. Cảm giác một đoạn thời gian trong tương lai, mỗi khi nhắc tới, phi kiếm vù vù, thì tay chân cư dân Bạch Vân Thành sẽ như nhũn ra. Hy vọng, phi kiếm vù vù của Bạch Vân Thành sẽ không bị Bạch tiền bối quậy banh mất. Sau khi tránh thoát một kiếp từ Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục tiếp tục đi về phía mấy cửa hàng kia. Hai người đều có công pháp làm nhẹ thân thể thượng đẳng, cho dù dùng hai chân đi đường, tốc độ cũng không chậm. Tiếp đó, khoảng chừng 3 phút sau, bọn họ lại gặp được một người quen. Là Bắc Hà tiền bối, hắn đang đi ra từ một cửa hàng bán trang phục, trong tay ôm mấy bộ quần áo. Ý, Thư Hàng, Tiểu Thập Lục, các ngươi đang dạo phố à? Bắc Hà tán nhân cười vẫy tay gọi to. Hắn và Tô Thị A Thất là bạn thân, vì vậy hắn cũng đặc biệt quan tâm Tô Thị A Thập Lục. Tô Thị A Thập Lục ngoan ngoãn đáp lại. Chào ngài Bắc Hà tiền bối. Bắc Hà tiền bối, ngài đang làm gì đó? Tống Thư Hàng tò mò nhìn đống quần áo và đồ dùng hàng ngày to bự trong tay Bắc Hà tán nhân, ngoài ra không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy khí tức trên người Bắc Hà tán nhân dường như càng thâm hậu hơn chút ít thì phải. Ha ha, bởi vì cảnh quay kế tiếp cần, đạo diễn Jacob đề nghị chúng ta mua thêm vài đạo cụ và quần áo trang sức. Vừa lúc ta rảnh rỗi không việc gì làm bèn nhận cái nhiệm vụ chạy việc vặt này. Bắc Hà tán nhân giải thích, nói rồi, hắn lại thở dài một cách nặng nề. Nhưng ta không ngờ trong Bạch Vân Thành sẽ đầy ắp người, ngay cả phi kiếm cũng bị giới hạn, đúng là không thể ngờ. Nghe nói là bởi vì cuộc hội họp long trọng 3 năm một lần của Nho gia, cho nên vô cùng đông người. Tống Thư Hàng đáp, Tô Thị A Thập Lục đột nhiên lên tiếng dò hỏi. Bắc Hà tiền bối, lúc ngươi đi vào rút được phi kiếm số bao nhiêu thế? Chị, đúng lúc là số bị hạn chế trong ngày hôm nay. Bắc Hà tán nhân thở dài, nói. Ngoài ra ta còn nghe nói, sau khi đạo hữu vào, Bạch Vân Thành, càng ngày càng nhiều, mấy ngày nữa Bạch Vân Thành sẽ áp dụng hạn chế bay một ngày của phi kiếm, chị quốc, tề ra tiếp đó phi kiếm, bình thiên hạ cũng giới hạn đi một ngày, cứ tuần hoàn như vậy. Bởi vậy đạo hữu rút được, chị quốc, tề ra, xui hơn, bình thiên hạ chút. Ha ha, Tống Thư Hàng an ủi. Nhưng mà Bắc Hà tiền bối, mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi theo đoàn làm phim rời khỏi thư viện Bạch Vân rồi, đoán chừng chúng ta không chờ tới ngày đó đâu. Nói cũng đúng, Bắc Hà tán nhân nói. Hắn bỏ đám, quần áo và đồ dùng hàng ngày, vào túi càn khôn trước, lại lên tiếng dò hỏi. Thư Hàng tiểu hữu, Tiểu Thập Lục, các ngươi muốn đi đâu thế? Tô Thị A Thập Lục. Đến tiệm giày tên, Bạch Vân Y, đằng trước. Ta vừa ý một đôi giày có bổ sung công năng, phù không thuật, có thể lơ lửng trên không trung trong thời gian ngắn, hiệu quả rất tốt. Trùng hợp vậy, chúng ta cùng đường đó. Ta cũng muốn đến khu buôn bán như vậy một chuyến để mua vài thứ. Bắc Hà tán nhân cười nói. Chúng ta đi chung nhé. Bắc Hà tán nhân muốn đi chung với Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục một đoạn. Thư Hàng và A Thập Lục gật đầu nói. Được à, ba người kết bạn mà đi. Trên đường. Bắc Hà tán nhân vẫn luôn cúi đầu chơi di động. Bắc Hà tiền bối, người đang xem cái gì đó? Tống Thư Hàng hỏi,
hắn chỉ là tìm đề tài nói chuyện, thuận miệng hỏi một câu. Bắc Hà Tán Nhân cười khà khà, lắc di động của mình, nói một cách đắc ý. Lúc ta tiến vào, Bạch Vân Thành, sau khi rút chúng biển số phi kiếm chữ Thiên, thì đặc biệt tải xuống một app, phi kiếm vù vù. Ứng dụng này khá tốt, chỉ cần nhập nơi muốn đến vào, nửa phút sau sẽ có, cho thuê phi kiếm, lại đây đưa chúng ta đến nơi muốn đến. Trả tiền còn có thể chi trả trực tiếp thông qua app, nếu như có thể mở rộng khắp toàn bộ giới tu chân thì hay biết mấy. Bắc Hà Tán Nhân tán thưởng có thừa đối với app này. Tô Thị A Thập Lục. Gạch nối. Tống Thư Hàng trợn to hai mắt. Bắc Hà tiền bối, chắc không phải ngài mới đặt xong đó chứ. Đương nhiên, hồi nãy ta thao tác lâu vậy mà. Ý, đã có người tiếp đơn hàng rồi này. Bắc Hà Tán Nhân cười ha ha nói. Số Thiên đã nhận đơn, đang nhanh chóng qua đây. Chữ số này thật may mắn, tu sĩ rút chúng số này nhất định là hạng người có vận may siêu phàm. Tống Tiểu Hữu, cùng nhau lên xe nhé, ta đưa các ngươi qua đó. Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục nghe vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt. Trong lòng bọn họ không hiểu sao lại tuôn ra một loại cảm giác chạy trời không khỏi nắng, trốn được một lần, trốn được hai lần, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào tay Bạch Tôn giả sao. Bây giờ chúng ta bỏ chạy chắc là vẫn kịp nhỉ. Tống Thư Hàng vội nói. Muộn rồi. Tô Thị A Thập Lục thở dài. Bắc Hà Tán Nhân nghi hoặc, không rõ vì sao hai người lại lộ biểu cảm, chẳng thiết tha cuộc sống thế kia. Đúng lúc này, vèo vèo vèo, phi kiếm của Bạch Tôn giả lóe lên trên bầu trời, đáp xuống trước mặt Bắc Hà Tán Nhân. A Thập Lục, Thư Hàng, sao lại gặp nhóm các ngươi nữa rồi? Bạch Tôn giả vẫy tay, lại quay đầu nhìn về phía Bắc Hà Tán Nhân. Ồ, Bắc Hà đạo hữu, thật trùng hợp, vừa rồi là ngươi đặt sao? Trùng hợp như vậy, số Thiên là Bạch tiền bối. Bắc Hà Tán Nhân nói, đồng thời trong lòng hắn đã hiểu được nguyên nhân Thư Hàng và A Thập Lục. Chẳng thiết tha gì cuộc sống, chữ Thiên là Bạch tiền bối, Bạch tiền bối vậy mà lại làm công việc, cho thuê phi kiếm. Càng trọng yếu hơn là, vừa rồi Bạch tiền bối bay với tốc độ hơi nhanh. Không, đây cũng không phải là loại tốc độ mà hơi nhanh có thể hình dung, cái này hoàn toàn là nhanh đến tàn bạo. Bắc Hà Tán Nhân cảm giác nếu như ngồi phi kiếm của Bạch tiền bối, quá kích thích, tim gan sẽ không chịu nổi. Cho nên, tìm một cái cớ mà từ chối nhỉ. Nhưng không đợi Bắc Hà Tán Nhân trả lời, tay áo của Bạch Tôn giả đã vươn ra, cuốn hắn lên phi kiếm, động tác này, Bạch tiền bối cực kỳ thuần thục. Trong thời gian hơn 40 phút mà Tống Thư Hàng hôn mê, rốt cuộc Bạch Tôn giả đã dùng động tác này lôi bao nhiêu tu sĩ lên phi kiếm mới có thể thuần thục như vậy chứ? Đích đến là, tiệm giày Bạch Vân Y, gần đây à? Bắc Hà đạo hữu, ngồi vững nha. Đúng rồi, đến lúc đó nhớ đánh giá 5 sao cho phục vụ của ta nhé. Bạch Tôn giả chân thành nói. Bắc Hà Tán Nhân lập tức mang vẻ mặt, sống không còn gì luyến tiếc. Phía dưới, Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra, Bạch Tôn giả cho rằng, khách, chỉ có một mình Bắc Hà tiền bối. Hai người bọn họ đã thoát một kiếp lần nữa. Tống Thư Hàng nhiệt tình vẫy tay với Bắc Hà Tán Nhân. Tạm biệt nhé, Bắc Hà tiền bối. Chết đạo hữu không chết bần đạo, Bắc Hà tiền bối lên đường bình an nha. Bắc Hà Tán Nhân nhìn về phía Thư Hàng, Bạch Tôn giả ấy thế mà không lôi Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục lên phi kiếm à? Ha ha, chuyện thú vị như vậy, Thư Hàng tiểu hữu há có thể chuồn êm. Vui một mình không bằng mọi người đều vui mà há. Bạch đạo hữu, ban nãy Thư Hàng tiểu hữu và tiểu A Thập Lục cũng muốn đến tiệm giày đó, có thể tiện đường cho quá giang không? Bắc Hà Tán Nhân chân thành hỏi. Ồ, Thư Hàng tiểu hữu và A Thập Lục cũng muốn đi. Được mà. Chở các ngươi đi một đoạn, đi, Bạch Tôn giả nói. Ngay sau đó, hai người đã bị cuốn lên phi kiếm. Chương 728, pháp khí, dép lê đánh mặt. Lần này thử, độn pháp ong chúa, xem sao. Bạch Tôn giả bấm một kiếm quyết, kiếm quang phát động, hóa thành một con ong chúa màu vàng phóng lên trời. Đua phi kiếm, là một trong những sở thích hàng đầu trong số rất nhiều sở thích của Bạch Tôn giả, vì có thể làm cho mình đi bão nhanh hơn, thoải mái hơn. Bạch Tôn giả đã học rất nhiều loại độn pháp, các môn các phái đều có. Như vậy mới có thể khiến hắn vui vẻ chơi trò đua phi kiếm dưới các loại hoàn cảnh và hạn chế. Vù 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 tương đương lần này tốc độ phi độn của phi kiếm càng nhanh hơn. Tiếng kêu sợ hãi của Tống Thư Hàng, A Thập Lục vang lên hết đợt này đến đợt khác, mãi không ngừng lại. Mà Bắc Hà Tán Nhân vì duy trì tôn nghiêm, tiền bối, của mình nên hắn cắn chặt răng,
dù cho sắc mặt trắng bệch cũng không để tiếng kêu thảm thiết thoát ra từ miệng mình. Vèo 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 tương đương, sau mười mấy hơi thở. Đến rồi. Bạch Tôn Giả cười ha ha, hắn bấm một kiếm quyết, phi kiếm đáp xuống từ không trung, thuận lợi dừng lại phía trước cửa hàng Bạch Vân Y Y. Bạch Tôn Giả lại vui sướng xử lý xong một đơn hàng, tâm tình rất ư là tốt. Đến nơi rồi, mọi người xuống phi kiếm đi, ta còn phải tiếp tục nhận đơn mới, không đi dạo cửa hàng với các ngươi được, chút nữa gặp lại. Vừa xuống xe, không đúng, là xuống phi kiếm, Tống Thư Hàng tiện thể túm lấy một cây cột đèn ở ven đường, cả người run rẩy mềm nhũn, ngay cả một câu cũng không nói ra được. Sau đó là Tô Thị A Thập Lục, cô và Tống Thư Hàng cùng nhau vịn cột đèn, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Chỉ có Bắc Hà Tiền Bối vẫn duy trì phong độ, phất tay với Bạch Tôn Giả. Cảm ơn Bạch Tiền Bối, tạm biệt Bạch Tiền Bối. Tạm biệt, lát nữa nhớ đánh giá 5 sao biểu thị hài lòng cho ta nhé. Bạch Tôn Giả nói rồi, vèo, một phát, lại ngự kiếm bay mất tăm. Hắn còn chưa chơi chán trò, cho thuê phi kiếm, này, cũng không biết trong, Bạch Vân Thành, còn có bao nhiêu người bị làm hại nữa đây. Đáng tiếc Bạch Hạc Chân Quân không tới, Bạch Vân Thành, bằng không để hắn ngồi phi kiếm cho thuê của Bạch Tôn Giả cả ngày, đoán chừng hắn cũng cam tâm tình nguyện. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Bạch Tiền Bối vừa bay đi, Bắc Hà Tán Nhân vỗ đôi chân hơi nhũn ra của mình, phất tay với Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục. Thư Hàng, Tiểu A Thập Lục, ta đi mua đạo cụ cho đoàn phim trước đây, gặp lại sau nhé. Không chờ hai người trả lời, Bắc Hà Tán Nhân đã vắt giò lên cổ chạy mất. Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục dùng ánh mắt u oán nhìn Bắc Hà Tán Nhân chạy xa. Tròn nửa giờ sau, người có ổn không đấy Thư Hàng? Sắc mặt Tô Thị A Thập Lục trắng bệch. Cảm giác thân thể còn chưa khôi phục lại từ kích thích tốc độ chớp nhoáng, chân vẫn đang phát run. Hơi khá hơn chút rồi, nhưng chân vẫn chưa có sức lại, đứng không vững. Cô thì sao? Tống Thư Hàng cảm giác, chứng sợ độ cao của mình sắp nặng thêm. Đoán chừng còn phải hơn nửa phút nữa mới có thể khôi phục. Tô Thị A Thập Lục thở dài. Hai người nhìn nhau cười khổ, tiếp tục vịn cột đèn mà run rẩy. Lúc này, bên cạnh cửa hàng Bạch Vân Y Y. Đề Đao thư sinh, không đúng, hẳn là Ngọc Kiếm thư sinh, Tô Văn Khúc đang ôm mấy tấm thiếp thư pháp đi ra từ tiệm sách. 50 phút trước hắn đi ra khỏi, không gian thi lại vô hạn, chiếm được nho bảo, phong thiền bút kia. Vậy nên thuận đường đến nhà sách mua mấy tấm thiếp thư pháp viết phỏng theo, chuẩn bị dùng phong thiền bút kia luyện tập viết thư pháp. Lúc hắn đi ra từ nhà sách, vừa nâng mắt thì thấy được dưới cột đèn cách đó không xa có một bóng người quen thuộc. Ý! Vị tiểu huynh đệ không có lông mày này không phải đạo hữu tham gia viết chính tả, thánh nhân tu thân phú chung với hắn sao? Rốt cuộc hắn cũng thuận lợi ra khỏi không gian kia à, đúng là đáng mừng. Đề Đao thư sinh Tô Văn Khúc đang muốn đi tới lên tiếng chào hỏi Tống Thư Hàng. Nhưng sau khi đi vài bước đến gần, trong lòng hắn đột nhiên căng thẳng. Vị tiểu hữu không có lông mày và vị thiếu nữ không trang điểm phấn son mà dung mạo vẫn xinh đẹp bên cạnh hắn kia đang vịn cột đèn, sắc mặt tái nhợt, run rẩy không ngừng. Đây là, bị điện giật rồi sao? Bạch Vân Thành, đưa vào rất nhiều phát minh của người bình thường, kết hợp với pháp thuật của tu sĩ, từ đó xuất hiện rất nhiều đồ vật khoa học kỹ thuật đen. Đám cột đèn này đều dùng điện chiếu sáng, tuy xác suất vịn vào cột đèn rồi bị điện giật rất nhỏ, nhưng không phải không có. Hai vị đạo hữu đừng hoảng sợ, ta tới cứu các ngươi ngay đây. Tô Văn Khúc nhanh chóng ném đống thiếp thư pháp trong tay xuống, đồng thời đưa tay moi lấy một cây bút lông từ trong ngực ra. Ngay sau đó hắn vung tay một cái, cây bút lông kia đón gió căng phồng lên, biến thành một cây bút khổng lồ. Tiếp đó, trong ánh mắt nghi hoặc của Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục, bút lông khổng lồ trong tay Tô Văn Khúc quét ngang một cái, quét cho Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục đáng thương ngã nhào trên mặt đất. Hai người suy yếu vô lực, không tránh kịp, cứ như vậy bị quét cho té sấp mặt. Hai người ngẩng đầu lên, nhìn về phía gương mặt khẩn trương của Đề Đao thư sinh Tô Văn Khúc. Tống Thư Hàng gạch nối. Tô Thị A Thập Lục. Gạch nối. Hai vị đạo hữu, giờ các ngươi không sao rồi chứ? Không ngờ, cột đèn, trong Bạch Vân Thành chúng ta lại bị dò dỉ điện, chờ quay lại ta nhất định sẽ cho người kiểm tra cẩn thận mỗi một cây cột đèn, bảo đảm sẽ không để chuyện như vậy phát sinh lần nữa. Tô Văn Khúc thu hồi bút lông khổng lồ trong tay, sau đó gương mặt mang nụ cười hiền lành, đưa tay về phía Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Tô Thị A Thập Lục. Gạch nối. Được rồi,
cái tên này có lẽ là người tốt dở hơi. Lại gặp mặt rồi, Tô Văn Khúc đạo hữu, thực ra ta và A Thập Lục không phải bị điện giật. Tống Thư Hàng vươn tay nắm lấy tay Tô Văn Khúc, mượn lực đứng lên. Không bị điện giật, Tô Văn Khúc nghi hoặc hỏi. Không bị điện giật, vậy sao hai vị lại mang vẻ mặt tái nhợt vịn cột đèn run rẩy không ngừng? Tô Thị A Thập Lục tiếp lời giải thích. Bọn ta chỉ hơi choáng khi đi phi kiếm, vì vậy tựa vào cột đèn nghỉ ngơi chút. Cô đã tích góp được ít sức lực, tự mình đứng lên, phủi quần áo. Xấu hổ quá. Ngại quá, ngại quá. Ta còn tưởng rằng hai vị bị điện giật rồi. Lúc Đề Đao thư sinh nghe đến đó, mặt thoáng cái đỏ lên, hận trên mặt đất không có cái lỗ cho hắn chui đầu vào. Tống Thư Hàng thấy Đề Đao thư sinh đỏ mặt thành như vậy bèn lên tiếng nói. Nhưng tóm lại vẫn cảm ơn lòng tốt của Tô Văn Khúc đạo hữu. Luôn cảm giác vị Đề Đao thư sinh này và hắn trời sinh đã khác nhau, mỗi lần hắn muốn giúp đỡ mình đều vô tình hố mình một phen. Chẳng hạn như đợt, thì lại vô hạn, hôm nay, hay sự kiện, điện giật, vừa rồi. Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục khôi phục chút sức lực thì cáo biệt Đề Đao thư sinh, tiến vào cửa hàng, Bạch Vân Y Y kia. A Thập Lục đã thích một kiểu dầu từ trước. Sau khi vào cửa hàng, cô nhanh chóng tìm tới kiểu giày mình vừa ý kia, vật thật giống y hệt thứ cô nhìn thấy trên, sổ tay hướng dẫn mua. Tô Thị A Thập Lục hài lòng cầm giày lên, đi tới cạnh quầy. Tô Thị A Thập Lục mở miệng dò hỏi. Chủ tiệm, đôi giày này bán sao? Chủ tiệm là một vị nữ tu, cô ta liếc nhìn giày trong tay A Thập Lục, đáp lời. Đây là kiểu giày mới được bổ sung, phù không thuật, giá tiền là 6 khối linh thạch tam phẩm. Đạo hữu cô trả tiền mặt hay quẹt thẻ? Trả tiền mặt đi. Tô Thị A Thập Lục đưa tay chuẩn bị lấy linh thạch. Lúc này, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng giữ cô lại. A Thập Lục quá ngay thẳng, mua đồ sao có thể không có kẻ mặc cả một tí chứ. Tô Thị A Thập Lục nghi hoặc nhìn về phía Tống Thư Hàng. Khụ. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Chủ tiệm, giày này cô không thể bớt chút sao? Kỳ thực Tống Thư Hàng cũng không có kinh nghiệm trả giá gì nhiều, dạo này thời gian hắn đi dạo cửa hàng càng ngày càng ít. Rất nhiều thứ đều mua trực tiếp qua mạng. Nhưng có thể bớt bao nhiêu thì bớt bấy nhiêu đi. Chủ tiệm ngẩng đầu lên liếc nhìn Tống Thư Hàng, hỏi. Người muốn bao nhiêu? Vấn đề này phiền toái quá đi, lúc Tống Thư Hàng trả giá, sợ nhất là nghe chủ tiệm hỏi vấn đề này. Bởi vì trong lòng hắn không có cơ sở nào đối với giá cả hàng hóa, rốt cuộc trả xuống bao nhiêu mới thích hợp đây? Hay là, bớt phân nửa? Không ổn không ổn, cũng không phải sạp nhỏ ven đường. Vậy bớt một phần ba đi. 4 khối linh thạch tam phẩm có bán không? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Chủ tiệm cau mày lại. Mơ đi ha, 4 khối linh thạch tam phẩm là giá mua vào của đôi giày này, ta bán giá đó cho ngươi sẽ không có lời. Chủ tiệm đúng là thành thật mà. Lúc này Tống Thư Hàng có phần hối hận đã không kéo, bạch tiền bối theo, cảm giác chỉ cần mang theo bạch tiền bối sau lưng, không cần trả giá, chỉ để bạch tiền bối đứng phía sau duy trì nụ cười. Chủ tiệm dù lỗ vốn cũng sẽ bán phá giá ấy chứ. Đúng lúc này, bà chủ đột nhiên dừng lại chút, tiếp đến, vẻ mặt cô ta trở nên nghi hoặc, sau đó đột nhiên thay đổi thành nụ cười sán lạn nhiệt tình. Tiểu huynh đệ, vậy đi, 4 khối linh thạch thì 4 khối linh thạch, coi như ta kết thêm người bạn là ngươi. Bà chủ sảng khoái nói. Gói lại cho ngươi nhé. Cảm ơn. Trong nhất thời Tống Thư Hàng không nghĩ ra bà chủ này bị làm sao. Tô Thị A Thập Lục sảng khoái dùng 4 khối linh thạch tam phẩm mua được thứ mình muốn. Bà chủ tươi cười đầy mặt gói xong giày cho A Thập Lục, còn nhiệt tình hứa hẹn, nếu đồ có vấn đề, bao đổi. Tống Thư Hàng chớp mắt, hắn quay đầu nhìn về phía sau mình, nhưng cũng không nhìn thấy, bạch tôn giả. Không có bạch tiền bối mỉm cười chấn giữ ở đây, sao bà chủ này lại đột nhiên trở nên nhiệt tình vậy chứ? Được rồi, Thư Hàng, chúng ta đi thôi. A Thập Lục cầm giày, khẽ cười nói. Tống Thư Hàng gật đầu. Đang lúc hai người chuẩn bị rời đi, Tống Thư Hàng thấy trên kệ giày bên cạnh có một đôi dép lê rất thú vị. Dép lê rất bình thường, thế nhưng nó chỉ có một chiếc. Chủ tiệm, dép này bị làm sao vậy? Tống Thư Hàng tò mò hỏi. À, tiểu huynh đệ ngươi nói chiếc dép này sao? Đây là dép lê đánh mặt sản phẩm át chủ bài của một vị luyện khí sư chuyên chế tạo pháp bảo, loại giày dép trong Bạch Vân Thành bọn ta, mấy năm trước đã từng rất lưu hành. Nhưng vài năm nay người chơi nó đang dần ít đi. Bà chủ cười giải thích. Dép lê đánh mặt, ý nghĩa như tên, nó chỉ có một công năng, giơ ra là có thể bay ra ngoài đánh vào mặt người khác.
Chương 729, cười xấu quá rồi, đổi cái khác. Vốn vị luyện khí sư kia muốn chế tạo một loại giày có công năng, ngự kiếm thuật có thể cưỡi giày phi hành. Nhưng cuối cùng hắn thất bại, chỉ làm ra ngự kiếm thuật bản siêu cấp yếu hơn, biến thành thuật cưỡi giày vả mặt. Trên thực tế, rất nhiều tu sĩ đều đã từng làm thực nghiệm cùng loại. Nắm giữ, ngự kiếm phi hành, ngự kiếm thuật, phi hành thuật trước cảnh giới tứ phẩm là giấc mộng của rất nhiều tu sĩ. Thông Huyền đại sư phát minh ra bán thành phẩm, ngự kiếm thuật, dược sư phát minh ra, cổ, biến người ta thành khinh khí cầu. Sau khi Tống Thư Hàng nghe xong giới thiệu, cảm giác chiếc dép lê đánh mặt này rất thú vị. Chủ tiệm, dép lê đánh mặt này bán thế nào đấy? Đạo hữu, nếu ngươi thích dép này ta bán giá gốc cho ngươi đó, 5 khối linh thạch tam phẩm. Bà chủ cười sán lạn nói. Còn đắt hơn đôi giày có, phù không thuật kia của thập lục. Nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận của Thư Hàng. Được rồi, vậy ta lấy nó. Bà chủ nhanh nhẹn gói dép kia lại cho Tống Thư Hàng. Thành phẩm dép lê này cũng là một đôi. Có điều chiếc dép chân trái kia chỉ là dép lê khá bền chắc bình thường mà thôi. Chỉ có chiếc chân phải này mới là dép lê đánh mặt. Thư Hàng và A Thập Lục hài lòng rời khỏi cửa hàng. Lúc rời đi, Tống Thư Hàng quay đầu nhìn xung quanh. Tô thị A Thập Lục hỏi. Đang tìm gì vậy? Ta tìm vị Tô Văn Khúc đạo hữu vừa rồi đã đánh ngã hai chúng ta. Tống Thư Hàng cười nhẹ nói, thái độ của cô cửa hàng trưởng ban nãy biến hóa quá rõ ràng. Mà Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục lại không mang, Bạch Tôn Giả cùng đi dạo cửa hàng. Thái độ cô cửa hàng trưởng đột nhiên thay đổi lớn, khẳng định là nhận được truyền âm nhập mật của một vị đạo hữu nào đó. Kết hợp với thân phận, con trai hàng hỏa chân quân, của vị Tô Văn Khúc đạo hữu kia, kẻ truyền âm cho cô cửa hàng trưởng 89 phần 10 chính là hắn. Tô Thị A Thập Lục cũng gật đầu cười, hiểu được mọi chuyện. Nhưng sau khi tìm một vòng, Tống Thư Hàng cũng không tìm được Đề Đao thư sinh. Mà thôi, chúng ta tiếp tục đi dạo đi. Tống Thư Hàng nói. Một giờ sau, Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục đi dạo hết những cửa hàng muốn đi, hai người thắng lợi trở về. Lúc này hai người ngồi trên ghế dựa ở quảng trường nghỉ ngơi. Trung tâm quảng trường là 13 pho tượng kiếp tiên đứng thẳng, lúc Tống Thư Hàng nhìn thấy mấy pho tượng này, trong lòng thoáng có hơi ám ảnh. Tô Thị A Thập Lục duỗi eo nói, thời gian nghỉ đóng phim sắp hết rồi đi. Chúng ta phải về quay phim rồi à? Cũng gần tới giờ rồi, ta liên lạc với Lệ Chi tiên tử và Bạch Tiền Bối xem có phải nên về rồi không? Tống Thư Hàng trả lời. Sau đó hắn lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Bạch Tôn Giả. Hy vọng Bạch Tiền Bối đã kết thúc hoạt động, cho thuê phi kiếm. Hắn lấy di động ra, kéo hình mở khóa, lúc này, khóe mắt hắn đột nhiên nhìn thấy trên, 13 pho tượng kiếp tiên, lại có hào quang màu đỏ tươi hơi lóe lên. Khóe miệng Tống Thư Hàng giật một cái, một loại dự cảm không ổn xông lên đầu. Người từng xem tiểu thuyết Vô Hạn Lưu đều biết. Sau khi nhân vật chính trong tiểu thuyết Vô Hạn Lưu hoàn thành nhiệm vụ thì có thể trở về tiếp tục cuộc sống sinh hoạt hàng ngày một thời gian ngắn. Chờ khi nhiệm vụ kế tiếp mở ra sẽ bị túm lấy ném vào trong không gian vô hạn. Chắc mình sẽ không bị bắt đi tiếp tục làm bài thi mới đâu ha. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Nếu quả thật muốn bắt hắn vào thi lại lần nữa, vậy cũng quá phát rồ rồi. Bởi vì khoảng cách từ lần đầu viết chính tả, thánh nhân tu thân phú, tới nay chỉ mới qua hơn một giờ. Hẳn sẽ không chăm chỉ vậy đâu ha. Khi ý niệm như thế chuyển động trong đầu hắn, đột nhiên, trước mắt hắn tối sầm lại. Đậu xanh rau má, thật sự tới nữa rồi. Thân thể Tống Thư Hàng trực tiếp nghiêng một cái, ngã về phía Tô Thị A Thập Lục. Ý thức của hắn thì bị kéo vào trong không gian quảng trường màu đen to lớn. Trong quảng trường, pho tượng, đạo tử, đứng đầu 13 kiếp tiên dưới trướng thánh nhân Nho ra tản ra ánh sáng yếu ớt. Lần này, lại muốn kiểm tra cái gì đây? Hắn quay đầu nhìn chung quanh, sau đó, gan đau âm ỉ, lần này người bị kéo vào không gian chỉ có một mình hắn. Tô Văn Khúc và 7 vị đệ tử Nho ra khác ấy thế mà không bị kéo vào không gian này. Ôi mẹ ơi, nếu lần này lại phải thi, nhất định chết chắc. Ý, Thư Hàng tiểu hữu, lại gặp mặt rồi. Lúc này, không trung truyền đến giọng nói quen thuộc. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn lại. Liền trông thấy, Bạch Tiền Bối Tu, đang lơ lửng trên đỉnh đầu hắn mà ngáp. Lần này, y phục trên người người nọ trực tiếp biến thành, túi ngủ, cả người đều rút trong túi ngủ, chỉ lộ ra đôi mắt và cái mũi. Sau khi Tống Thư Hàng nhìn thấy Bạch Tiền Bối Tu thì trong mắt ánh nét vui mừng. Bạch Tiền Bối, ngài còn ở đây à? Quá tốt rồi,
máy gian lận Bạch tiền bối thu mạnh mẽ nhất còn ở đây, vậy vô luận là thi cái gì hắn cũng không sợ. Ừ, ta vẫn luôn ở đây. Bạch tiền bối tu nói. Ban nãy ta ở trong không gian này đánh một giấc, ngủ đủ thì tỉnh, tiếp đó ta lại cảm thấy hơi buồn chán, bèn thông qua, pho tượng kiếp tiên, này liên hệ với ngươi, kéo ngươi vào trong không gian này cùng ta. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Loại cảm giác, mừng rỡ, trong lòng hắn kia lập tức chìm xuống 18 tầng địa ngục. Đầu sỏ kéo hắn vào không gian này chính là Bạch tiền bối tu. Tống Thư Hàng cười khổ hỏi. Bạch tiền bối, ngài tìm ta có chuyện gì không? Ừ, ta nhớ là có chuyện muốn báo cho ngươi biết, là một chuyện rất quan trọng. Nhưng vừa rồi ngủ một giấc, ngủ sướng quá nên quên mất tiêu rồi. Vẻ mặt Bạch tiền bối tu mơ màng nói. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Đừng dùng vẻ mặt hung dữ như vậy nhìn ta, phải biết rằng ta là người già, sống không biết bao nhiêu năm rồi, người đã già thì trí nhớ sẽ giảm, không phải chuyện rất bình thường sao? Bạch tiền bối tu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tống Thư Hàng cười khổ. Vậy Bạch tiền bối, ngài muốn thế nào mới có thể nhớ lại chuyện rất quan trọng kia? Nhanh chóng giải quyết vị Bạch tiền bối kia, sau đó rời khỏi không gian này mới là vương đạo. Vì vậy, tận lực phối hợp với Bạch tiền bối tu đi. Ta thật sự không nhớ nỗi mà, hay là ngươi kể chuyện cười cho ta nghe thử xem, nói không chừng ta vui vẻ thì nhớ lại được chuyện quan trọng kia á. Bạch tiền bối tu sờ cằm nói. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Bạch tiền bối tu. Sao thế, ngươi không biết kể chuyện cười à? Tống Thư Hàng cắn răng. Biết kể, ngươi để ta suy nghĩ đã. Được, ta chờ ngươi. Bạch tiền bối tu đổi một tư thế thoải mái trong túi ngủ. Tống Thư Hàng nghĩ hồi lâu, đột nhiên mắt hắn sáng lên. Ta nghĩ ra một chuyện thú vị rồi. Bé con, cười một cái cho ra nào. Không cười, ra cười một cái cho em có được không? Kha kha kha, ha ha ha, tương đương tương đương. Bạch tiền bối tu trừng to hai mắt. Sao hở, chuyện cười này không tệ đúng không? Tống Thư Hàng nói. Bạch tiền bối tu nghiêm túc gật nhẹ đầu. Ừ, rất không tệ, là một chuyện cười rất tuyệt. Nghe xong ta lại nhớ ra một điều, chuyện trước đó ta muốn báo cho ngươi biết có liên quan đến sự an toàn cái mạng nhỏ của ngươi. Nhưng mà bởi vì chuyện cười ngươi kể này, ta bị kinh sợ sâu sắc, không nhớ nổi nội dung cụ thể của sự kiện kia. Cho nên, ngươi đã chuẩn bị tốt việc mình chết thế nào chưa thế Tống Thư Hàng tiểu hữu? Hơ! Tống Thư Hàng trừng to mắt. Có liên quan đến an toàn tính mạng của ta. Đúng vậy, không chỉ liên quan đến sống chết của ngươi. Còn liên quan đến an toàn tính mạng của đồng bạn bên cạnh ngươi. Bạch tiền bối nghiêm túc nói. Bạch tiền bối, ta sai rồi, ta không nên kể chuyện cười lạnh ác liệt như vậy. Hay là ta kể lại chuyện khác cho ngươi nghe nhé. Tống Thư Hàng vội vàng thử mất bò mới lo làm chuồng. Muộn rồi. Bạch tiền bối tu nói. Bạch tiền bối, cái gọi là quá tam ba bận mà, ít nhất ngươi cũng phải cho ta hai cơ hội chứ. Tống Thư Hàng nói. Hắn cảm giác được vừa rồi vị bạch tiền bối tu này không phải đang nói đùa. Người nọ thật sự có tin tức, liên quan đến an toàn tính mạng của mình, muốn nói cho mình biết. Quá tam ba bận, có đạo lý. Bạch tiền bối tu vươn tay từ trong túi ngủ ra, sờ cằm mình. Được rồi, ta cho ngươi một cơ hội nữa. Không phải ban nãy ngươi vừa nói muốn cười một cái cho ta sao? Vậy ngươi cười một cái cho ta đi, chỉ cần nụ cười của ngươi khiến ta hài lòng. Nói không chừng ta có thể nhớ tới, chuyện quên mất kia. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Sao vậy, ngay cả cười cũng không chịu à? Bạch tiền bối tu nói. Tống Thư Hàng nặn ra một nụ cười. Khó coi, đơ quá. Đổi một cái, đổi thành cười tà mị đi. Bạch tiền bối tu nói. Khóe miệng Tống Thư Hàng co quắp, nặn ra một nụ cười tà mị. Xấu, đổi thành cười to thoải mái. Bạch tiền bối tu lại nói. Tống Thư Hàng hít thở sâu. Ha 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 ha. Âm thanh khó nghe quá đi, đổi thành cười gian. Bạch tiền bối tu tiếp tục nói. Tống Thư Hàng nghiến răng nghiến lợi, nỗ lực khiến gương mặt nặn ra nụ cười gian. Hù ta sợ chết được, cười gian thấy ghê quá đi. Đổi thành nụ cười làm ấm lòng người. Bạch tiền bối tu vỗ ngực nói. Tống Thư Hàng xoa mặt, lộ ra nụ cười ấm áp. Nụ cười này không tệ, nhưng không thú vị gì hết. Còn không đẹp bằng khuôn mặt vui cười của ta. Bạch tiền bối tu khinh thường. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Bắt nạt người ta quá rồi đó, trên thế giới này có thể tìm ra mấy người có giá trị nhan sắc so được với ngài chứ.
đổi lại đi, đổi thành thiếu nữ cười, cái loại chip 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 ấy. Bạch Tiền Bối thu nói tiếp. Tống Thư Hàng lập tức từ chối. Hồi Bạch Tiền Bối, đó là tiếng gà con kêu. Vậy hơ hơ hơ. Bạch Tiền Bối thu nói. Đó là kiểu cười quái quỷ gì đây? Tống Thư Hàng nhìn không được khinh bỉ. Ngươi thật không thú vị, được rồi, cái cuối cùng, cười nhe răng đi. Bạch Tiền Bối thu dựng thẳng một ngón tay nói. Cười nhe răng thì đơn giản rồi, bây giờ mỗi khi Tống Thư Hàng nhìn thấy Bạch Tiền Bối thu là muốn cười nhe răng, đây chính là trình diễn diện mạo thật mà thôi. Thôi đi, ngươi cười nhe răng thật đáng sợ, dọa ta 3 ngày cũng không ngủ được. Bạch Tiền Bối thu khoa trương nói. Hắn vừa dứt lời, nụ cười của Tống Thư Hàng càng dữ tợn hơn. Ngừng lại, được rồi, ta rất hài lòng. Bạch Tiền Bối thu khoát tay. Thấy ngươi ra sức cười như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết tin tức thú vị kia. Vị trí của ngươi bây giờ là ở gần Vạn Thư Sơn thuộc Nho gia chứ gì. Theo tình báo của ta, chỗ đó sắp tổ chức một buổi lễ long trọng 3 năm 1 lần của Nho gia đúng không? Tống Thư Hàng gật đầu. Vậy ngươi đã chuẩn bị nghênh đón sự tấn công điên cuồng từ Cửu U chưa? Bạch Tiền Bối thu mỉm cười nói. Chương 730, Cao Mỗ Mỗ mỏ quả đen, phì phì phì. Giữa thế giới Cửu U và Nho gia là tình trạng đối địch không chết không thôi. Năm đó sau khi thánh nhân Nho gia tranh đoạt thiên đạo thất bại, tà ma Cửu U nhắm ngay chỗ yếu mà vào, suýt chút nữa tàn sát sạch toàn bộ Nho gia, khiến tu sĩ Nho gia cực kỳ hưng thịnh một thời xuống dốc từ đó. Sau đó, Nho gia trải qua thời kỳ tối tăm dài đằng đẵng mới dần dần khôi phục. Nhưng mỗi khi Nho gia có đầu mối phục hưng lần nữa, tà ma Cửu U sẽ lập tức tìm tới cửa, điên cuồng tấn công, tiếp tục đè xuống đầu mối phục hưng của Nho gia. Hơn 300 năm trước, tu sĩ Nho gia nhiều lần bị đánh úp đã lựa chọn ở ẩn, hầu như không hề xuất hiện trước mặt người đời. Trải qua mấy trăm năm mới từ từ khôi phục chút nguyên khí. Hiện tại, khi nhìn thấy nguyên khí tu sĩ Nho gia dần khôi phục lại, tà ma Cửu U dục dịch ngóc đầu dậy lần nữa. Chúng nó chuẩn bị thừa dịp tu sĩ Nho gia tổ chức buổi lễ long trọng 3 năm 1 lần thì điên cuồng tấn công một trận. Tà ma Cửu U tấn công, Bạch Vân Thư Viện. Tống Thư Hàng suy tư chốc lát, hỏi. Tà ma Cửu U đến xâm lấn rất mạnh sao? Lúc nhắc đến tà ma Cửu U, hắn lập tức nghĩ tới đám tà ma Cửu U tấn công sơn trang nghỉ phép của Bạch Tôn Giả lúc trước. Thành thật mà nói, thực lực của đám tà ma Cửu U kia không yếu, tà ma cấp bậc chân quân lục phẩm đã có vài tên. Nhưng đáng tiếc là bọn chúng gặp phải đại sư trận pháp Hiến Công Cư Sĩ trong nhóm Cửu Châu số 1, cùng với đám bạn tốt Hiến Công Cư Sĩ mời đến trợ giúp. Lại thêm mấy diễn viên phái thực lực của nhóm Cửu Châu số 1, đám tà ma Cửu U kia triệt để gặp bi kịch. Nói cho cùng, trên thế giới này tu sĩ rất ngầu, không đáng sợ, tu sĩ ngầu đến không có bạn bè cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là tu sĩ rất ngầu, còn có một đám bạn rất ngầu, đây đúng là quá mức tàn khốc mà. Theo ta được biết, tuy rằng tà ma Cửu U cấp kiếp tiên cửu phẩm sẽ không trực tiếp ra tay, nhưng mẫu xào tà ma Cửu U cấp bậc bát phẩm có thể sẽ xuất động. Mà tà ma cấp bậc tôn giả thất phẩm ít nhất sẽ xuất hiện 3 vị trở lên. Bạch Tiền Bối thu thản nhiên nói. Tống Thư Hàng hít một hơi khí lạnh, ngay cả tồn tại cấp bậc bát phẩm đều sẽ được điều động. Phải biết rằng tồn tại cường đại nhất trong nhóm Cửu Châu số 1 chính là thất tu tôn giả, Bạch Tôn Giả, còn có một vị quản lý thần bí, Huyền Nữ Môn Vân Tước Tử, đều là cấp bậc tôn giả, Linh Điệp tôn giả xem như viện trợ bên ngoài. Đến tận bây giờ, trong nhóm Cửu Châu số 1 còn chưa có tồn tại bát phẩm hiền linh. Mà lần này tà ma Cửu U xâm lấn thế mà lại điều động tà ma bát phẩm. Tin tức này, có đáng tin không? Tống Thư Hàng thu lại nụ cười trên mặt. Cường giả Cửu U điều động lần này quá mạnh mẽ. Hắn không biết chiến lực mạnh nhất hiện tại của Bạch Vân Thư Viện, Nho gia rốt cuộc là cường giả mấy phẩm. Nhưng sơ ý chút thôi, nói không chừng chính là tai họa ngập đầu. Trong thế giới Cửu U, không có bất cứ chuyện gì có thể giấu giếm được đôi mắt ta. Bạch Tiền Bối thu duỗi lưng, cười ha ha nói. Cảm ơn Bạch Tiền Bối đã báo tin. Tống Thư Hàng cảm kích nói. Ta lập tức đi nói tin tức này cho các vị tiền bối để họ sớm chuẩn bị. Nói rồi, Tống Thư Hàng la lên. Rời khỏi không gian. Sau đó, hắn rời khỏi không gian thất bại. Ý thức của Tống Thư Hàng vẫn lưu lại trong không gian như trước. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Bạch Tiền Bối Tu. Bạch Tiền Bối Tu cười nói. Kể cho ta nghe một chuyện cười nữa thì ta sẽ thả ngươi rời đi. Tống Thư Hàng vội nói. Bạch Tiền Bối, chuyện cười có thể nợ trước không?
Tình huống bây giờ khẩn cấp như vậy, hiện tại ta nhất định phải giành giật từng giây mới được. Nhưng ta không vội mà tương đương. Bạch tiền bối thu ngáp một cái. Ngoài ra, từ mức độ nào đó mà nói thì ta đứng bên phe thế giới cửu U. Vì vậy, đừng lãng phí thời gian nữa, ngươi mau kể chuyện cười cho ta nghe đi, ta hài lòng sẽ thả ngươi rời đi. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Bạch tiền bối thu thuộc phe cửu U. Vậy sao hắn còn muốn nói tin tức, tà ma cửu U tấn công cho mình biết? Dường như nhìn ra nghi hoặc trong mắt Tống Thư Hàng, bạch tiền bối thu nói. Không phải nhân loại các ngươi còn chia thành rất nhiều quốc gia sao, phe cửu U cũng chia thành rất nhiều thế lực giống thế. Đừng suy nghĩ nhiều, mau kể chuyện cười đi. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Bạch tiền bối, lúc này ta thật sự không nhớ nổi bất kỳ chuyện cười nào. Nợ trước được không ạ? Chờ ta trở về xem thêm mấy chuyện cười, quay lại đây sẽ kể gấp đôi, không, gấp 10 cho ngươi nghe. Hơ tương đương. Bạch tiền bối tu ngáp một cái. Không kể thì thôi, ta đánh một giấc đây. Một giấc của ta có thể phải ngủ hơi lâu nha. Tương đương nhắc nhở ngươi một việc. Lần trước lúc ta cảm thấy buồn ngủ, muốn ngủ lâu chút là ngủ tròn 600 năm đó. 600 năm trời, Tống Thư Hàng cảm thấy xương cốt của mình đều mục nát thành cặn con mẹ nó rồi. Gương mặt Tống Thư Hàng xoắn xuýt. Bạch tiền bối tu nhìn dáng vẻ của Tống Thư Hàng, nói. Ngươi thật sự không kể được chuyện cười sao? Không kể được chút nào hết, tâm tình ta bây giờ thì kể chuyện kinh dị còn thích hợp hơn. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Vậy cũng được, ngươi kể chuyện kinh dị đi, nếu hợp ý ta cũng thả ngươi ra ngoài. Bạch tiền bối tu vui vẻ nói. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Đây là do hắn không cẩn thận đào hố chôn mình sao? Kể nhanh đi, không kể ta ngủ đấy nhé. Ta ngủ rồi ngươi cũng đừng mong gọi ta dậy được. Bạch tiền bối tu thúc giục. Tống Thư Hàng suy nghĩ chốc lát, nói. Được rồi, ta kể một câu chuyện kinh dị ngắn. Tinh thần bạch tiền bối tu lập tức tỉnh táo, ngồi dậy từ trong túi ngủ. Tống Thư Hàng hạ giọng, tận lực tạo ra cảm giác kinh khủng. Chuyện kinh dị này rất ngắn, nhưng tuyệt đối kinh khủng. Lập tức phải đi học, nhưng bài tập hè của rất nhiều bạn học vẫn chưa hoàn thành. Tống Thư Hàng từng cho rằng đây là câu chuyện kinh dị nhất. Mặc dù bây giờ hắn đã lên đại học, nhưng mỗi lần hồi tưởng lại câu chuyện kinh dị này, hắn vẫn sẽ sợ đến đổ mồ hôi lạnh đầy người. Bạch tiền bối thu chớp mắt, đậu má, hắn hoàn toàn không cách nào hiểu được câu chuyện này của Tống Thư Hàng có gì kinh dị. Nhưng nhìn vẻ mặt Tống Thư Hàng, hình như câu chuyện này thật sự rất kinh dị thì phải. Tống Thư Hàng trong không gian này là thể ý thức, bạch tiền bối thu có thể đọc được một ít tâm tình của Tống Thư Hàng. Nỗi sợ hãi của Tống Thư Hàng không phải là giả. Được rồi, coi như ngươi hợp cách, lần sau nhớ chuẩn bị nhiều chuyện cười chút, chuyện cười thú vị hơn chuyện kinh dị nhiều. Bạch tiền bối tu bất mãn phất tay. Vậy bạch tiền bối, ta đi trước một bước nhé. Tống Thư Hàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay. Trong lòng hắn mặc niệm, rời đi. Ý thức lập tức thoát khỏi không gian này. Tống Thư Hàng mở mắt, sau đó nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Thị A Thập Lục. Tỉnh rồi à? Tô Thị A Thập Lục nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Lúc này Tống Thư Hàng mới phát hiện mình đang gối lên đùi Tô Thị A Thập Lục. Hắn vội vàng ngồi dậy, ngại ngùng cười khan. Vừa rồi ta lại ngủ bao lâu? Khoảng 5 phút thôi, người đột nhiên hôn mê, bệnh trạng thoạt nhìn giống y như lúc trước. Người lại tiến vào không gian của 13 pho tượng kiếp tiên, sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Lại bị kéo vào cái không gian chết tiệt kia. Có điều lần này không phải thi thố, ta có được một tin tức quan trọng, tốt nhất là chúng ta lập tức liên hệ Bạch Tôn Giả, còn có các vị tiền bối trong, nhóm Cửu Châu số 1. Vẻ mặt Tống Thư Hàng lo lắng nói. Là tin tức gì, đừng sợ, cứ từ từ thôi. Tô Thị A Thập Lục lấy di động ra, nói. Tống Thư Hàng truyền âm nhập mật. Thế giới Cửu U đang điều động đại quân, chuẩn bị thừa dịp đại hội 3 năm một lần của Nho Gia mà tấn công, Bạch Vân Thư Viện. Lần này trong đại quân mà cửu U điều động có thể sẽ có tà ma cấp bậc bát phẩm, hơn nữa ít nhất sẽ có 3 vị tôn giả thất phẩm trở lên. Loại tin tức này không thích hợp nói trực tiếp trước mặt mọi người, tránh cho việc gây nên hỗn loạn không cần thiết. Tô Thị A Thập Lục cau mày. Tin tức có đáng tin không? Đáng tin, bởi vì tít hoàn toàn không cần phải lừa gạt ta. Chết tiệt, vậy cũng bị mất tiếng. Tống Thư Hàng buồn bực nói. Vừa rồi hắn muốn dùng một vị kia, để thay thế, bạch tiền bối tu, nhưng chỉ cần trong đầu hắn nghĩ đến bạch tiền bối tu,
cho dù dùng một vị kia để thay thế cũng sẽ trực tiếp bị mất tiếng. Tô Thị A Thập Lục gật đầu, cô bấm số Bạch Tôn Giả, lại nói với Thư Hàng. Ta gọi điện cho Bạch Tiền Bối và Lệ Chi Tiên Tử, Thư Hàng ngươi gửi tin tức này vào, nhóm Cửu Châu số 1 đi, xem ý kiến của các tiền bối, nhóm Cửu Châu số 1. Việc này hai chúng ta không làm chủ được đâu. Được. Tống Thư Hàng lấy di động ra, bắt đầu nhập tin vào. Giọng nói của Bạch Tôn Giả nhanh chóng vang lên trong điện thoại của Tô Thị A Thập Lục. Tiểu Thập Lục, cô tìm ta có việc sao? Gần tới giờ rồi, chúng ta phải rời đi à? Đúng vậy, Bạch Tiền Bối, tới lúc chúng ta rời đi rồi. Ngoài ra xin Tiền Bối mau đến quảng trường đón ta và Thư Hàng, bọn ta có chuyện quan trọng muốn nói với Bạch Tiền Bối. Tô Thị A Thập Lục nói nhanh. Tương đương gấp lắm sao? Vậy các ngươi chờ chút, ta đang xử lý chuyện tiền phạt, xong ngay đây. Bạch Tôn Giả cười gượng nói. Trong một giờ lão tài xế Bạch Tung Hoành không có đối thủ trên, phi kiếm vù vù của Bạch Vân Thư Viện trong một giờ ngắn ngủi. Một mình hắn nhận 20% đơn đặt hàng trên, phi kiếm vù vù, đúng đáng sợ. Sau đó hắn quyết định rời khỏi cái nghiệp, lão tài xế, này, đang ngoan ngoãn đi nộp tiền phạt. Dù sao nơi này là địa bàn của, Hằng Hỏa Chân Quân, bạn tốt của hắn, hắn phải cho bạn tốt mặt mũi chứ. Hằng Hỏa Chân Quân còn hận không thể khiến Bạch Tôn Giả đừng cho hắn mặt mũi, bởi vì hiện tại hắn đang tự mình nộp tiền phạt cùng Bạch Tôn Giả. Là Bạch Tôn Giả gọi điện thoại kêu hắn đến. Xin hắn dẫn đường tới đây nộp phạt. Lúc này, ánh mắt trưởng lão Bạch Vân Thư Viện phụ trách xử lý phạt tiền nhìn Hằng Hỏa Chân Quân khiến Chân Quân cảm thấy toàn thân bứt rứt. Được rồi, bọn ta chờ ngài ở quảng trường 13 pho tượng kiếp tiên. Sau khi Tô Thị A Thập Lục cúp điện thoại lại gọi một cú y vậy cho Lệ Chi Tiên Tử. Tống Thư Hàng cũng gửi xong tin tức đại quân tà ma cửu u muốn tấn công, Bạch Vân Thư Viện vào nhóm. Sau khi nhập tin xong, Thư Hàng và A Thập Lục ngồi sóng đôi. Chúng ta có nên tham chiến hay không? Tống Thư Hàng dò hỏi. Không biết vì sao, hiện tại trong đầu hắn hiện lên kịch bản Cao Mỗ Mỗ viết. Tình tiết đại quân tà giới vây quét, không vân phái. Phì phì phì, Cao Mỗ Mỗ mỏ quả đen, đại cát đại lợi, đại cát đại lợi. Chương 731, mỗi người cầm một thanh phi kiếm dùng một lần. Trong nhóm Cửu Châu số 1. Sau khi Tống Thư Hàng đăng tin tức tà ma cửu u sắp tấn công Bạch Vân Thư Viện lên nhóm chat, không hề bất ngờ khi Bắc Hà Tán Nhân Thánh Đấu Sĩ Online 24/24 của nhóm Cửu Châu số 1 lại là vị tiền bối hồi đáp đầu tiên. A còng cây ai em cương quân tử đao, Thư Hàng tiểu hữu, người nghe được tin tức này từ đâu vậy? Có đáng tin không? Tống Thư Hàng trả lời. Đáng tin, tin tức này là do ta lấy được khi ý thức của ta bị mang vào một không gian do 13 pho tượng kiếp tiên tạo ra. Bắc Hà Tán Nhân. Thế thì phiền toái rồi đây. Theo như miêu tả của Thư Hàng tiểu hữu thì trong đợt tập kích lần này, tà ma cửu u sẽ phái ra đại quân chính thức tấn công, khác hoàn toàn với đám tà ma vây công sơn trang nghỉ mát của Bạch Tiền Bối lần trước. Tống Thư Hàng trả lời. Vậy theo các vị tiền bối, chúng ta nên làm thế nào đây? Hắn muốn biết ý của các vị tiền bối là dừng việc phay phim, rời khỏi Bạch Vân Thư Viện, hay là ở lại trợ giúp Bạch Vân Thư Viện chống lại tà ma cửu u. Đám tà ma cửu u tham dự đợt tấn công lần này đều là đại quân chính thức, hoàn toàn khác với lần trước. Lần trước chỉ là trình độ con nít đánh nhau mà thôi, hơn nữa lúc đó còn có đại trận cạm bẫy của hiến công cư sĩ cùng với hộ thuẫn mạnh mẽ trợ giúp. Lần đó là do tà ma của Lai Sinh Sơn trong thế giới cửu u tấn công, nhưng bọn chúng không đủ sức nhấc lên sóng gió gì hết. Nhưng lần này thì khác, cả Bạch Vân Thư Viện đang đứng trước nguy cơ bị diệt môn. Vì vậy phải cân nhắc cho thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Lúc này, Lạc Trần Chân Quân bày tỏ ý kiến. Ta thấy trước tiên chúng ta nên liên hệ với Bạch Vân Thư Viện, ít ra thì chúng ta cũng phải biết được chiến lực hiện tại của Bạch Vân Thư Viện thế nào, để xem bọn họ có khả năng chống lại đợt tấn công này của tà ma cửu u hay không. Nếu như Bạch Vân Thư Viện không đủ sức kháng cự thì chắc chắn sẽ bị tà ma san bằng, vậy chúng ta chỉ có thể khuyên bọn họ rút lui, bỏ lại địa bàn của Bạch Vân Thư Viện. Lúc đó chúng ta cũng không cần phải ở lại, nếu không cũng chỉ bỏ mạng uống phí mà thôi. Và lại, đa số đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 chúng ta cũng không có giao tình gì với Bạch Vân Thư Viện, chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Ý của Lạc Trần Chân Quân là, lấy giao tình không sâu làm điều kiện tiên quyết, hắn không khuyến khích các đạo hữu trong nhóm tham gia một trận chiến nguy hiểm như vậy. Cổ Hồ Quan Chân Quân đồng ý. Tuy lời của Lạc Trần đạo hữu hơi thẳng thắn một chút, nhưng ta đồng ý với ý kiến của hắn.
Nếu như Bạch Vân Thư Viện hoàn toàn không có năng lực tự vệ, vậy chúng ta cũng không thể ở lại tử chiến với tà ma cửu u một cách mù quáng được. Chuyện mà chúng ta có thể làm chính là tận lực bảo vệ đệ tử của Bạch Vân Thư Viện, trợ giúp bọn họ rút lui an toàn. Dốc hết sức giúp đỡ Bạch Vân Thư Viện trong phạm vi năng lực cho phép, đây là ý của Cổ Hồ Quan Chân Quân. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu. Ta đồng ý với ý kiến của hai vị đạo hữu. Lúc này, Giao Bá muốn sinh đủ một đội bóng nam gửi một cái icon mặt cười nói. Còn ta thì chắc phải ở lại đây thôi. Ta có chút giao tình với Hằng Hỏa lão đầu của Bạch Vân Thư Viện, cho dù Bạch Vân Thư Viện sắp bị san bằng thì ta vẫn sẽ ra mặt giúp hắn một tay. Tiên ngư sứ, ngư kiều kiều, lo lắng nói. Cha, có ổn không đấy? Yên tâm đi, chỉ cần không chính diện chống lại con tà ma cửu u cấp bậc bát phẩm kia thì với thực lực của ta, đánh không lại vẫn dư sức chạy trốn giữ mạng. Ta sẽ chú ý đến an toàn của bản thân. Giao Bá chân quân cười ha ha đáp. Tuyết Lang động chủ cười nói. Nếu Giao Bá đạo hữu đã chọn ở lại thì ta cũng ở lại với hắn, đã lâu không đại chiến một trận thật sảng khoái rồi. Nhưng để ta an bài cho đám sói nhỏ nhà ta rút lui trước đã. Lần này Tuyết Lang động chủ đã kéo luôn cả nhà tới quay phim. Vân Du Tăng thông huyền. Ai cần giơ ngón cái. Đại sư cũng lựa chọn ở lại, thiên nhai Vân Du tự cũng có thủ oán với tà ma cửu u. Tô thì A Thất nói. Mấy chuyện đánh nhau thế này thì làm sao có thể thiếu A Thất ta được chứ? Trước hết ta phải thu xếp cho tiểu thập lục thỏa đáng đã, ta không yên tâm khi để nó ở đây. Tô thì A Thập Lục nhanh chóng trả lời. A Thất, ngươi không cần lo lắng cho ta đâu, ta tự bảo vệ bản thân được mà. Tô thì A Thất, ngươi sắp phải độ kiếp, không thích hợp tham dự chuyện này đâu, nghe lời ta. Bắc Hà tán nhân, nếu A Thất huynh ở lại thì ta cũng ở lại, cứ để ta trông chừng tiểu thập lục cho, bảo đảm không để nó gặp phải nguy hiểm đến tánh mạng. Tô thì A Thập Lục, cảm ơn Bắc Hà tiền bối, A Thất, ngươi yên tâm rồi nhé. Tô thì A Thất gửi đi một cái ai cần cười khổ. Trong chốc lát đã có mấy vị đạo hữu lựa chọn ở lại. Lạc Trần chân quân gửi ai cần nhún vai thở dài nói. Các ngươi đều chọn ở lại, thế thì ta cũng ở lại thôi. Ta phải đi theo để trông chừng các ngươi, không cho các ngươi rơi vào hiểm cảnh. Hắn là nhân vật cấp tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1, chăm sóc hậu bối Chu Toàn vốn là nghĩa vụ của hắn mà. Bắc Hà tán nhân. Ha 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 ha. Mối quan hệ giữa đạo hữu với đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 rối tung rối mù cả lên, đan sen bắt chéo như một cái lưới lớn. Chỉ cần có một vị đạo hữu quyết định ở lại sẽ kéo theo càng nhiều đạo hữu vì vị đạo hữu này mà lựa chọn ở lại. Cứ như vậy, người này kéo theo người kia lại kéo theo những người khác, kết quả là đa số đạo hữu trong nhóm đều quyết định ở lại hỗ trợ. Diệt Phượng công tử hiện thân. Ai cần đẩy gọng kính, đã lâu không kề vai chiến đấu với các đạo hữu rồi. Tự nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào hẳn lên. Tuy nhiên, cho dù đã quyết định ở lại giúp đỡ Bạch Vân Thư Viện thì cũng cần phải bảo đảm an toàn tính mạng cho các đạo hữu trong nhóm. Trước tiên phải chế tạo hai thứ là phù bảo độn thuật bảo mệnh và hộ thuẫn mạnh mẽ để hộ thân. Hơn nữa, lần này chế tạo phù bảo độn thuật bảo mệnh, ít nhất phải bảo đảm giữ được tính mạng khi đối mặt với chân quân lục phẩm, nếu có thể giữ mạng trước cấp bậc tôn giả thất phẩm thì càng tuyệt. Bắc Hà tán nhân. Nhưng bây giờ biết tìm đâu ra nhiều phù bảo độn thuật như vậy chứ? Hai mắt Tống Thư Hàng đột nhiên sáng lên, hắn nghĩ tới một thứ rất thích hợp. Ta nghĩ tới một món đồ, chính là phi kiếm dùng một lần của Bạch tiền bối. Về tốc độ thì khỏi phải bàn cãi, nhanh ngoài sức tưởng tượng. Cho dù kẻ địch là cấp bậc chân quân lục phẩm thì cũng chỉ có thể hít khói sau đuôi phi kiếm dùng một lần mà thôi, ngay cả tôn giả thất phẩm cũng chưa chắc có thể cản lại. Nếu trên người ai cũng mang theo một thanh phi kiếm dùng một lần, đến khi gặp nguy hiểm tính mạng, nó sẽ tự động kích hoạt, vèo, một cái, lập tức bay mất hút, chuyện bảo mệnh không thành vấn đề. Chỉ là sau khi dùng sẽ để lại chút di chứng, ví dụ như chân mềm nhũn, muốn nôn mửa, đầu óc choáng váng chẳng hạn. Bắc Hà tán nhân. Diệt Phượng công tử. Món đồ mà Tống Thư Hàng tiểu hữu đề cử rất thích hợp, không có lý gì lại cự tuyệt cả. Tô thị A Thất. Vật phẩm do Bạch tiền bối tạo ra đương nhiên là hàng tinh phẩm rồi. Nhưng mà cái đó có chức năng xoay tròn không vậy? Lưu tinh kiếm dùng một lần hồi trước khiến ta say sẩm cả mặt mày. Bay kiểu uốn lượn ta còn có thể chấp nhận được, nhưng bay kiểu xoay tròn như cối xay gió đó thì ta ăn không tiêu đâu. Tống Thư Hàng trả lời. A Thất tiền bối yên tâm, loại lần trước mà Bạch tiền bối gửi cho mọi người là, lưu tinh kiếm dùng một lần, hiệu quả khoa trương chút.
Nếu như đổi thành, phi kiếm dùng một lần, bình thường thì không có chức năng xoắn ốc thăng thiên đâu, tốc độ cũng nhanh hơn. Lạc Trần Chân Quân cười nói. Ý hay đấy, phi kiếm dùng một lần của Bạch Tôn giả đúng là phù bảo độn thuật bảo mệnh thích hợp với tình huống hiện tại của chúng ta nhất. Càng quan trọng hơn là cách chế tạo phi kiếm này rất đơn giản, phí tổn lại không cao. Đa số phù bảo độn pháp bảo mệnh có giá rất đắt. Loại phù bảo độn thuật có thể chạy thoát khỏi tay Tôn giả thất phẩm, mỗi món đều cần hơn cả ngàn linh thạch thất phẩm. Nếu đổi thành linh thạch ngũ phẩm mà các đạo hữu thường dùng trong nhóm Cửu Châu số 1 thì chính là 10 vạn linh thạch. Mà phi kiếm dùng một lần của Bạch Tôn giả đúng là hàng đẹp giá rẻ thật sự, tài liệu chế tạo lại chỉ là một nhánh cây. Lần trước Bạch Tôn giả đã ship tặng cho 1/3 đạo hữu trong nhóm, mỗi người một thanh. Thôn Vân Tăng. Vậy chờ lát nữa Bạch Tiền Bối online, chúng ta nhờ hắn ra tay chế tạo kiếm dùng một lần cho mọi người. Thế này thì chúng ta cũng có thêm dũng khí ở lại trợ giúp Bạch Vân Thư Viện. Cho dù Bạch Vân Thư Viện thất thủ thì chúng ta vẫn có thể rút lui một cách thuận lợi. Ta là con bạch hạc nhỏ nơi chân trời. Tuyệt vời tương đương. Đối với Bạch Hạc Chân Quân thì đây chính là cơ hội tốt để cất giấu phi kiếm dùng một lần của Bạch Tôn giả. Còn về phần bảo vệ tính mạng, bằng vào tốc độ của Bạch Hạc Chân Quân hắn đây, thì chuyện bảo mệnh tuyệt đối không thành vấn đề. Lúc các đạo hữu trong nhóm bắt đầu thương lượng về vấn đề phù bảo độn pháp bảo mệnh và hộ thuẫn thì chủ nhóm Hoàng Sơn Chân Quân hiện thân. Hoàng Sơn Chân Quân, ta sắp đến Bạch Vân Thư Viện rồi. Ngoài ra các đạo hữu cũng không cần bi quan như thế đâu. Thật ra Bạch Vân Thư Viện rất mạnh, hơn nữa đệ tử của Bạch Vân Thư Viện cũng không phải là một đám thư sinh bảo thủ, không hiểu lý lẽ. Nếu chiến lực của kẻ địch đến xâm chiếm quá mạnh mẽ thì việc lựa chọn tránh nơi đầu sóng ngọn gió cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Bây giờ là thời đại gì rồi, cũng không ai để ý đến khái niệm, nhà còn người còn, nhà tan người mất, nhiều nữa. Không có Bạch Vân Thành thì cứ đi tìm một chỗ xây lại là được rồi. Tống Thư Hàng thấy tin nhắn của Hoàng Sơn Chân Quân, trong lòng yên tâm hơn nhiều. Điều hắn lo lắng chính là Bạch Vân Thư Viện sẽ chọn tử chiến đến cùng với kẻ địch giống như Không Vân Phái trong tiểu thuyết của Cao Mỗ Mỗ thôi. Quảng trường, dưới 13 pho tượng kiếp tiên. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục đang ngồi đợi Bạch Tôn Giả và Lê Chi Tiên Tử. Đúng lúc này, Lê Chi Tiên Tử ngự kiếm đáp xuống bên cạnh hai người. Trên người cô đang mặc một bộ quần áo theo phong cách gọn nhẹ. Đầu đội nón nhỏ, áo crop top ngắn tay màu trắng, quần ống ôm lửng màu xanh da trời, nhìn rất trẻ trung xinh đẹp. Thư Hàng, Tiểu Thập Lục, sao lại ta trở lại gấp thế? Sắp đi về rồi à? Lê Chi Tiên Tử cười hỏi. Tống Thư Hàng cất điện thoại di động. Đúng vậy Lệ Chi Tiền Bối, chúng ta sắp phải về rồi, ngoài ra còn có một chuyện ta muốn nói với Tiên Tử. Sau đó hắn dùng phương thức truyền âm nhập mật. Báo tin tà ma cửu U sắp tấn công Bạch Vân Thư Viện cho Lê Chi Tiên Tử biết. Lê Chi Tiên Tử nghe xong thì nhíu mày lại. Một lát sau cô mới trả lời. Ta có mấy người bạn thân ở trong Bạch Vân Thư Viện, nên chắc là sẽ ở lại chỗ này giúp các cô ấy một tay. Ngươi cũng nói chuyện này với các đạo hữu khác trong nhóm Cửu Châu số 1 rồi đúng không? Đúng vậy, ta mới vừa đăng tin lên nhóm Cửu Châu số 1. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Lê Chi Tiên Tử lấy điện thoại di động ra. Lướt nhanh trên màn hình. Khi cô nhìn thấy đoạn hội thoại của các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 thì khẽ cười một tiếng. Mấy tên gia hỏa này thật là. Lúc hai người đang nói chuyện, trên bầu trời lại có một đạo độn quang bay vụt tới. Bạch Tôn Giả đáp xuống trước mặt Tống Thư Hàng. Sau lưng hắn còn có một vị nho sinh trung niên theo đến. Người này chính là vị chân quân thành danh đã lâu của Bạch Vân Thư Viện Hằng Hỏa Chân Quân. Chương 732, Hạt Sen Quân Tử Kim Liên. Sau khi đáp xuống, Bạch Tôn Giả vẫy tay chào mọi người. Ô kia, Thư Hàng, Tiểu Thập Lục, Lệ Chi Đạo Hữu, để các ngươi đợi lâu. Tiếp đó hắn lại móc điện thoại di động ra, nói với Tống Thư Hàng và A Thập Lục. Thư Hàng, trước đó Tiểu Thập Lục gọi điện thoại nói có chuyện quan trọng muốn báo cho ta biết, có phải là tin tức mà các ngươi đã đăng trong nhóm Cửu Châu số 1 không? Đúng vậy, chính là chuyện này. Tống Thư Hàng gật đầu đáp. Nếu Bạch Tôn Giả đã thấy được tin tức này trong nhóm Cửu Châu số 1, vậy hắn không cần phải giải thích thêm nữa. Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Hằng Hỏa Chân Quân đang đi sau lưng Bạch Tôn Giả. Vị nho gia chân quân này đi chung với Bạch Tiền Bối, vậy chắc là hắn cũng biết tin tức này rồi nhỉ? Bạch Tôn Giả lên tiếng nói. Bởi vì tin tức này có liên quan đến Bạch Vân Thư Viện, cho nên ta đã nói qua cho Hằng Hỏa Đạo Hữu biết rồi. Hằng Hỏa Chân Quân thi lễ chào Tống Thư Hàng rồi nói.
Cảm ơn Thư Hàng đạo hữu đã báo tin. Tống Thư Hàng thi lễ chào lại. Nhìn qua thì vị Hằng Hỏa chân quân này cũng không có vẻ gì là kinh ngạc khi biết tin đại quân tà ma cửu u sắp tấn công, chẳng lẽ Nho gia đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị để chống lại đợt tấn công này của tà ma cửu u rồi. Xem ra Hoàng Sơn chân quân nói không sai, Bạch Vân thư viện không hề yếu chút nào. Lúc này, Lệ Chi tiên tử đứng bên cạnh sử dụng phương pháp truyền âm nhập mật tập thể hỏi. Hằng Hỏa đạo hữu, nhìn vẻ mặt của ngươi thì có vẻ như đã sớm biết tà ma thế giới cửu u sắp tấn công Bạch Vân thư viện rồi nhỉ? Hằng Hỏa chân quân lắc đầu, cũng dùng truyền âm nhập mật trả lời. Ta cũng mới biết được tin tức này từ chỗ Bạch đạo hữu thôi. Chỉ là mấy trăm năm nay, Bạch Vân thư viện chúng ta, hoặc có thể nói là Nho gia chúng ta vẫn luôn đề phòng thế giới cửu u tập kích. Dù sao thì từ trước tới nay, Nho gia chúng ta luôn được thế giới cửu u quan tâm đặc biệt. Mỗi khi Nho môn bọn ta có dấu hiệu phục hưng thì tà ma thế giới cửu u lại đúng hạn mang quân tới tấn công. Lệ Chi tiên tử khẽ gật đầu, cô cũng có nghe qua lịch sử của Nho gia. Mấy ngàn năm qua, thậm chí là còn xa xưa hơn thế, Nho gia vẫn luôn bị thế giới cửu u không ngừng chèn ép, nhiều lần suýt chút nữa bị đoạn tuyệt truyền thừa. Mặc dù tà ma thế giới cửu u là kẻ địch chung của tất cả tu sĩ, bao gồm cả những tu luyện giả hệ thống khác, nhưng chỉ mỗi tu sĩ Nho gia là có quan hệ vô cùng cực đoan với cửu u. Quan hệ giữa hai bên đã đến trình độ không chết không ngừng rồi. Sau đó, Hằng Hỏa chân quân mời mọi người đến chỗ của hắn để nói chuyện, dù sao thì trên quảng trường cũng không phải là nơi thích hợp để bàn chuyện cơ mật quan trọng. Dọc đường đi, Hằng Hỏa chân quân chậm rãi giải thích cho mọi người. Thật ra thì mỗi một lần thịnh hội, Nho gia chúng ta đều làm tốt công tác chuẩn bị chống lại cuộc tập kích của thế giới cửu u. Mỗi lần thịnh hội, bọn ta đều tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bọn ta đang đợi tà ma thế giới cửu u dẫn quân đánh tới. Chắc Bạch đạo hữu cũng đã nhận ra điểm này rồi. Tống Thư Hàng tò mò nhìn về phía Bạch Tôn giả. Trong Bạch Vân Thành lúc nào cũng phồn hoa náo nhiệt, người đến người đi rất bình thường, hắn không hề nhận ra dấu vết nào cho thấy Nho gia đang chuẩn bị chiến đấu cả. Ừ, lúc ta đua phi kiếm thì phát hiện ra vài chuyện rất thú vị. Bạch Tôn giả vuốt nhẹ lọn tóc dài bên tai, giải thích. Lần này ta bay gần một tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian này, ta phát hiện trong đám Nho gia tu sĩ đang bay trên bầu trời, có hơn 3/4 không phải đang đi đường mà là đang tuần tra, giữ vững cảnh giác. Trừ chuyện này ra, ta còn phát hiện trong số những đạo hữu của môn phái khác đang ngự kiếm phi hành trên không trung, có chừng 1/3 đều là con rối chiến đấu của Mặc Môn. Hơn nữa, trên người bọn chúng đều có trận pháp huyễn thuật cao minh che giấu. Cho dù là ta cũng không thể nhận ra ngay được, trong vòng một tiếng đồng hồ đó, ta phải tiếp xúc ở khoảng cách gần nhiều lần mới nhận ra sự khác thường của bọn chúng. Trận pháp huyễn thuật kia giống y như thật, xem ra là thủ đoạn của linh tôn thất phẩm đỉnh phong, thậm chí cũng có thể là bút tích của huyền thánh bát phẩm. Bạch đạo hữu đoán không sai, đó là trận pháp do một vị lão tiền bối huyền thánh bát phẩm của Nho gia để lại khi còn sống. Nhưng đáng tiếc là đám hậu nhân bọn ta lại không cách nào khống chế trận pháp đó một cách hoàn mỹ được. Hằng Hỏa chân quân nói với vẻ tiếc nuối. Tống Thư Hàng kinh ngạc nhìn xung quanh. Trong những tu sĩ đang ngự kiếm, đao, các loại pháp khí phi hành bay vụt qua người hắn, phần lớn đều là tu sĩ tuần tra của Nho gia. Còn có hơn 1/3 là con rối loại hình chiến đấu của Mặc Môn sao? Những tu sĩ tuần tra của Nho gia đều là những ảnh đế, chân chính. Hoàn toàn không nhìn ra là bọn họ đang đi tuần. Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Cứ cách 3 năm, Nho gia lại làm mấy chuyện này một lần, bọn họ đã chuẩn bị mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm, hoặc lâu hơn nữa. Thảo nào Bạch Vân Thành lại có quy tắc hạn chế bay, làm thế là để hạn chế tối đa số lượng các tu sĩ khác bay trên bầu trời sao? Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Hằng Hỏa chân quân mỉm cười gật đầu, mặt lộ vẻ cao thâm khó lường. Không hổ là tu sĩ Nho gia, xem thiên địa vạn vật là bàn cờ, tùy ý bảy bố thao túng trong lòng bàn tay. Tống Thư Hàng thở dài nói, Nho gia thật lợi hại, thủ đoạn làm việc quá cao minh, trong đầu hắn lập tức nảy ra ý tưởng muốn bái nhập Nho gia tu hành. Hằng Hỏa chân quân vẫn mỉm cười không đổi, tiếp tục tỏ ra cao thâm khó lường. Lệ Chi tiên tử suy tư một lát, sau đó hỏi. Trong trường hợp đại chiến giữa Nho gia các ngươi và thế giới cửu u bùng nổ, vậy các đạo hữu tới dự lễ phải làm thế nào? Nếu giải quyết không tốt sẽ gây ra nội loạn cho Bạch Vân thư viện các người đấy. Thật ra thì những đạo hữu tới dự lễ năm nay, phần lớn đều là đồng minh của Bạch Vân thư viện bọn ta. Ngoài ra, bọn ta cũng đã bố trí xong đường hầm để rút lui trong Bạch Vân thành rồi.
Một khi hai bên khai chiến, nếu có đạo hữu muốn rời đi thì bọn ta sẽ dẫn bọn họ đi qua đường hầm để rút lui. Hằng Hỏa Chân Quân mỉm cười giải thích. Nho gia đã chuẩn bị kế hoạch này ngàn năm, thậm chí là lâu hơn nữa, nên bọn họ đều đã lập ra phương án giải quyết đối với mọi vấn đề có thể nghĩ tới hết rồi. Chỉ rút lui thôi sao? Vậy thì thật đáng tiếc, nếu có thể vận dụng tốt thì những đạo hữu tới dự lễ cũng là một lực lượng chiến đấu to lớn. Lệ Chi tiên tử híp mắt nói. Trong lời nói của tiên tử có ý ám chỉ. Ha ha, Lệ Chi tiên tử đạo hữu nói đúng lắm. Hằng Hỏa Chân Quân cười nói. Thật ra thì Bạch Vân Thư Viện bọn ta nhằm vào số đạo hữu bằng lòng ở lại giúp đỡ, cũng đã chuẩn bị sẵn phương án, hay nói cách khác là một hoạt động rất thú vị. Trong khi nói chuyện, mọi người đã tới động phủ của Hằng Hỏa Chân Quân. Hằng Hỏa Chân Quân dẫn mọi người vào động phủ, trong miệng tiếp tục giải thích. Không biết mấy vị đạo hữu có nghe nói qua hạt sen quân tử Kim Liên chưa? Bạch Tôn Giả vuốt cằm nói. Hình như có ấn tượng, nhưng lại không nhớ nổi. Trong đời hắn lấy được vô số bảo vật, ngay cả chính bản thân hắn cũng không nhớ rõ rốt cuộc là trong kho bảo tàng của mình có bao nhiêu bảo bối nữa mà. Lệ Chi tiên tử suy tư một lát, sau đó nói. Là loại hạt sen hoàng kim mà sau khi tu sĩ dùng một hạt, có 100% tỷ lệ thức tỉnh một loại năng lực đặc thù cùng với hiệu quả kéo dài 50 năm tuổi thọ đó sao? Trong thế giới tu sĩ có trăm ngàn loại bảo vật, thứ kỳ lạ quái dị gì cũng có cả. Lệ Chi tiên tử từng nghe nói qua một loại. Hạt sen hoàng kim, chỉ cần tu sĩ nhị phẩm trở lên có thể ngưng tụ ra chân khí ăn vào, sẽ thức tỉnh một loại năng lực đặc thù. Tỷ lệ thức tỉnh là 100%, nhưng có thể thức tỉnh năng lực đặc thù gì thì còn phải xem nhân phẩm. Có người thức tỉnh năng lực công kích cực mạnh, không thua gì pháp thuật mạnh mẽ. Có người lại thức tỉnh năng lực loại phụ trợ khiến người ta vô cùng hâm mộ, ví dụ như tái tạo chân tay bị cụt, hay nhanh chóng khôi phục vết thương chẳng hạn. Cũng có người thức tỉnh thần kỹ phi hành. Trước tứ phẩm đã có thể thực hiện giấc mộng bay lượn trên bầu trời. Nhưng cũng có hơn một nửa tu sĩ toàn thức tỉnh mấy loại năng lực khiến người ta phải cạn lời. Nào là tái tạo răng này, đầu lưỡi biến dài tùy ý này, móng tay biến ra đủ loại màu sắc này, có thể khống chế sự tăng trưởng của lông này. Nó tóm lại, có thể thức tỉnh năng lực gì hoàn toàn đều dựa vào nhân phẩm. Hơn nữa, các tu sĩ có thể thông qua luyện tập để không ngừng tăng cường loại năng lực đặc thù này. Hoặc cũng có thể liên tục ăn vào hạt sen hoàng kim để cường hóa năng lực thức tỉnh. Ví dụ như có một người thức tỉnh thiên phú pháp thuật lửa bình thường, nếu hắn tích cực luyện tập thì có thể từ từ tăng uy lực của pháp thuật lửa này lên. Đồng thời, nếu trong tay hắn có thật nhiều hạt sen hoàng kim thì lúc hắn ở cảnh giới nhị phẩm, đã sở hữu được pháp thuật lửa có uy lực ngang với thủ đoạn công kích của cấp bậc tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm. Trừ chuyện thức tỉnh năng lực ra, hạt sen hoàng kim còn có công hiệu kéo dài 50 năm tuổi thọ. Giá trị không khác gì một viên đan dược chân quý giúp kéo dài thọ nguyên, mặc dù công hiệu này chỉ xuất hiện vào lần dùng đầu tiên. Đúng là loại hạt sen này, chỉ có điều tên đúng của nó phải là hạt sen quân tử Kim Liên. Hằng Hỏa Chân Quân chậm rãi nói. À, ta nhớ ra rồi, đúng là trước đây ta từng lấy được loại hạt sen này. Ánh mắt của Bạch Tôn Giả sáng lên, giờ hắn mới nhớ ra được. Bạch Tiền Bối từng lấy được loại hạt sen này. Vậy bằng vào vận may vô địch của Bạch Tiền Bối, hắn đã thu được loại năng lực đặc thù kinh khủng gì đây? Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Bạch Tiền Bối, ngươi thức tỉnh năng lực gì vậy? À, ta không có ăn. Bạch Tôn Giả nhớ lại nói. Lúc đó ta cảm thấy bản thân mình đã có quá nhiều pháp thuật thiên phú cùng với năng lực, không cần phải tăng thêm năng lực đặc thù gì đó nữa, vậy nên ta đã đút hạt sen cho chú chim nhỏ rất đáng yêu mà ta nuôi rồi. Tống Thư Hàng. Lệ Chi tiên tử. Tô Thị A thập lục. Hằng Hỏa Chân Quân nghe mà muốn khóc. Bạch Tôn Giả nói. Ha ha, hạt sen kia tốt lắm nha. Lúc ấy ký chim nhỏ ta nuôi đã thức tỉnh thiên phú, nói tiếng người. Rõ ràng chỉ là một con chim nhỏ bình thường, vậy mà lại có thể mở miệng nói chuyện. Sau đó thì sao? Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Lúc Bạch Tôn Giả bế quan đi ra, hắn có thấy con chim nhỏ nào đâu nhỉ? Đương nhiên là chết rồi chứ sao, bởi vì nó chỉ là một con chim nhỏ bình thường, cho dù hạt sen có hiệu quả kéo dài tuổi thọ, nhưng nuôi hơn 50 năm sau thì chết rồi. Bạch Tôn Giả nói, Tống Thư Hàng, đúng là cái đồ bại gia, Bạch Tiền Bối, ngài, Bạch gia, quá rồi đấy. Bại với Bạch phát âm khá giống nhau. Khụ khụ, Hằng Hỏa Chân Quân cảm giác cổ họng mình thật ngứa, không nhịn được bèn ho khan hai tiếng. Lệ Chi tiên tử thở dài hỏi.
Hằng Hòa đạo hữu, hoạt động thú vị mà Bạch Vân thư viện các ngươi đã lên kế hoạch có liên quan đến hạt sen quân tử Kim Liên sao? Đúng vậy. Hằng Hòa chân quân đáp. Nội dung của hoạt động chính là dùng tà ma cửu u đổi lấy quân tử Kim Liên. Chương 733, năng lực đặc thù, thiệt chán liên hoa. Trong thời gian diễn ra hoạt động, đổi 30 thi thể tà ma ngũ phẩm lấy một hạt quân tử Kim Liên, cực kỳ ưu đãi. Trao đổi chỉ tiến hành trong thời gian tổ chức hoạt động thôi. Tống Thư Hàng nghe giọng điệu của Hằng Hỏa chân quân không khỏi nhớ lại tiếng giao hàng ở đầu đường, đổi điện thoại di động cũ lấy thau rửa mặt bằng thép không gì, giao làm bếp bằng thép không gì. Hằng Hỏa đạo hữu, ngươi không sợ lỗ vốn hả? Lệ Chi tiên tử hỏi. Hạt sen quân tử Kim Liên không chỉ có tác dụng thức tỉnh năng lực đặc thù, mà còn có thể giúp tu sĩ, người bình thường tăng thêm 50 năm tuổi thọ. Đây là diệu dược tăng thọ nguyên đấy nhé. Dù chỉ tăng 50 năm tuổi thọ nhưng vẫn có thể hấp dẫn rất nhiều tu sĩ ở lại. Đặc biệt là một số tu sĩ mạnh nhưng thọ nguyên không còn nhiều, đừng nói là 50 năm, cho dù chỉ có 10 năm thọ nguyên cũng đủ để khiến bọn họ ra tay liều một phen rồi. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Hằng Hỏa chân quân cười ha hả nói. Thế các vị đạo hữu có hứng thú tham gia hoạt động thú vị này không? Lúc nói chuyện, ánh mắt của Hằng Hỏa chân quân cứ nhìn chằm chằm vào Bạch Tôn giả. Ánh mắt đầy khát vọng của hắn giống như ánh mắt của một người nghèo rất mồng tơi thấy được một món tài sản kếch xù vậy, không đúng không đúng, phải nói là giống như một thằng xui tận mạng gặp được nữ thần may mắn mới đúng. Hằng Hỏa chân quân rất muốn mời Bạch Tôn giả gia nhập vào trận doanh của Bạch Vân thư viên bọn họ. Hằng Hỏa chân quân cũng không cần Bạch Tôn giả làm bất cứ chuyện gì cả, chỉ cần Bạch Tôn giả trấn giữ hậu phương, yên phận làm một mỹ nam tử cộng linh vật là được rồi. Chỉ cần Bạch Tôn giả gia nhập vào thì tất cả các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều thuộc về Bạch Vân thư viên bọn họ. Đến lúc đó, đám đại quân tà ma cửu u kia chỉ có nước bó tay chịu chết mà thôi. Hằng Hỏa đạo hữu đừng nhìn chằm chằm vào ta như vậy nữa, ta nổi hết da gà rồi đây này. Bạch Tôn giả nói. Hằng Hỏa chân quân lúng túng cười trừ mấy tiếng. Nói thế thôi chứ ta đáp ứng ngươi, ta sẽ ra tay giúp đỡ các ngươi chống lại đại quân tà ma cửu u. Dù sao thì chúng ta cũng là lão bằng hữu với nhau mà, hơn nữa ta cũng muốn thừa dịp này quay mấy cảnh. Bạch Tôn giả vuốt cằm nói. Ha ha, Bạch đạo hữu đồng ý hỗ trợ thì tốt quá rồi. Hằng Hỏa chân quân vui vẻ nói. Chờ đến lúc tà ma cửu u tấn công, hắn sẽ để Bạch Tôn giả trấn giữ hậu phương. Lúc này, Tống Thư Hàng thắc mắc hỏi. Bạch tiền bối, chúng ta còn muốn quay cảnh gì nữa? Bạch Tôn giả chỉ vào chính mình nói. Chúng ta còn thiếu mấy cảnh nhân vật chính lăng dạ ở tiền tuyến, chiến đấu quyết liệt chống lại tà giới. Vì cần phải quay đến mấy cảnh chiến đấu khác nhau, cho nên chọn ngay dịp tà ma cửu u tấn công lần này để quay luôn. Đến lúc đó, ta xông thẳng vào đội ngũ của tà ma cửu u chém giết chúng nó, sau đó lại đổi chỗ, thay bộ quần áo khác đi ra giết tiếp, rồi lại thay quần áo đi ra giết, cứ như vậy thì giải quyết xong cảnh quay lăng dạ, mấy lần, huyết chiến tại tiền tuyến rồi. Ý hay lắm. Tô Thị A Thập Lục nói. Lệ Chi tiên tử gật đầu đồng ý. Tống Thư Hàng suy tư một chút, sau đó nói. Nhưng mấy cảnh như vậy khó quay lắm. Hơn nữa, thành viên trong đoàn làm phim Jacob đều là người bình thường, để bọn họ quay phim trong hoàn cảnh đại quân tà ma cửu u công kích tứ phía như vậy thì nguy hiểm quá. Trong đợt tấn công lần này có cả tà ma cấp bậc bát phẩm ra tay, chỉ riêng khí thế áp bách thôi cũng đủ hù chết đám người bình thường như các thành viên trong đoàn làm phim Jacob rồi. Ta biết, cho nên ta nghĩ cứ giao cho người của chúng ta quay mấy cảnh này đi. Chắc trong nhóm Cửu Châu số 1 có người biết sử dụng máy quay phim chứ nhỉ? Chúng ta cứ quay xong hết rồi giao cho đoàn làm phim Jacob biên tập lại là được rồi. Bạch Tôn giả nói. Lệ Chi tiên tử giơ tay nói. Ta, Bạch tiền bối, ta đã học cách dùng máy quay phim rồi, nhưng nếu ta phụ trách quay phim thì lại không thể đi ra ngoài giết tà ma. Ta rất muốn lấy được hạt sen quân tử Kim Liên. Hằng Hỏa chân quân phát hiện, mỗi khi bốn người Bạch Tôn giả nhắc tới đề tài quay phim là hắn không cách nào chen miệng vào được, giống như hai bên có sự khác biệt rất lớn vậy. Cũng may nhờ có mấy lời của Lệ Chi tiên tử, rốt cuộc Hằng Hỏa chân quân cũng tìm được cơ hội chen miệng vào. Hai hạt sen quân tử Kim Liên, Lệ Chi đạo hữu, chỉ cần ngươi bằng lòng ra tay quay giúp Bạch đạo hữu thì Bạch Vân thư viên chúng ta đồng ý bỏ ra hai hạt sen Kim Liên làm thù lao cho ngươi, ngươi thấy thế nào hả? Hằng Hỏa chân quân biết Bạch Tôn giả đang đóng một bộ phim điện ảnh, nghe nói Bạch Tôn giả còn thủ vai chính trong phim nữa, nghĩ đến đã thấy ngầu rồi. Đợi bộ phim này ra rạp, chỉ cần Nho gia có thể vượt qua kiếp này,
hắn nhất định sẽ mang toàn bộ Nho gia đệ tử đến rạp chiếu phim để xem. Ha ha, vậy sao được chứ? Lệ Chi tiên tử khách khí nói. Tiên tử đừng khách khí với chúng ta. Ngoài ra, chỉ cần trong tay các ngươi có thi thể tà ma cửu u thì cứ giao hết cho ta, ta đều đổi thành hạt sen cho các ngươi. Hằng Hỏa chân quân vỗ ngực nói. Tống Thư Hàng nghe thế thì hai mắt sáng lên, hỏi. Chân quân, nếu bây giờ trong tay ta có thi thể tà ma cửu u cũng có thể đổi sao? Hằng Hỏa chân quân sảng khoái đáp. Có thể đổi, nhưng mà Thư Hàng tiểu hữu này, chẳng lẽ trong tay ngươi có 30 thi thể tà ma cửu u ngũ phẩm hả? Đúng vậy, là do ngày hôm qua, trong lúc chúng ta đang quay phim đã tiện tay làm thịt một đợt tà ma cửu u lớn, số lượng thi thể không ít. Trong đó còn có mấy con tà ma cấp bậc lục phẩm, chỉ là những thi thể này không nằm trong tay ta. Tống Thư Hàng đáp, chỉ cần Thư Hàng tiểu hữu cùng với các vị đạo hữu nguyện ý, đều có thể cầm đến chỗ ta để đổi. Tà ma cửu u tứ phẩm, tu sĩ khác là 400 thi thể đổi một hạt sen kim liên, nhưng các ngươi chỉ cần 300 là có thể đổi một hạt. Tà ma cửu u ngũ phẩm, những tu sĩ khác là 30 thi thể đổi một hạt sen, còn các ngươi chỉ 20 con là có thể đổi. Về phần tà ma cửu u lục phẩm, cứ một con, ta lại đổi cho các ngươi một hạt sen. Còn những tà ma cửu u nhất phẩm đến tam phẩm thông thường, mặc dù chúng ta cũng thu nhưng chỉ có thể đổi chút linh thạch thôi. Hằng Hỏa chân quân vỗ ngực nói. Một con có thể đổi một hạt, vậy. Tống Thư Hàng lấy túi thu nhỏ một tấc ra, bắt đầu lục lọi tìm kiếm. Tìm được rồi. Tống Thư Hàng lấy ra thi thể của con tà ma rắn bốn đầu nọ. Chính là con tà ma rắn bốn đầu có lá gan rất mập, dám bắt hắn và Bạch Tôn giả đi ấy. Hằng Hỏa chân quân chớp mắt nhìn thi thể con tà ma kia. Ngay cả thi thể của tà ma cửu u lục phẩm cấp bậc chân quân mà vị Tống Thư Hàng tiểu hữu cũng có sao. Từ thi thể này có thể nhìn ra được là mới chết không lâu. Xem ra vị tiểu hữu này cũng là một tay đáng gờm đây. Nhưng mà con tà ma rắn bốn đầu này chết thảm thật đấy. Thân thể nó giống như bị người ta dùng búa đập liên hồi không hề thương tiếc, bẹp dí nát bét hết thế kia, Hằng Hỏa chân quân nhìn mà thấy đau cả người. Rốt cuộc con tà ma rắn bốn đầu này đã bị giết chết như thế nào mà thi thể của nó lại thảm đến mức này nhỉ? Hằng Hỏa tiền bối, có đổi được không? Tống Thư Hàng hỏi. Đổi, đương nhiên là đổi rồi. Hằng Hỏa chân quân mỉm cười nói, hắn phất tay thu thi thể của con tà ma rắn bốn đầu vào trang bị không gian. Sau đó, một tay khác của chân quân lại lấy ra một hạt sen màu vàng đưa cho Tống Thư Hàng. Đây chính là hạt sen quân tử Kim Liên. Tống Thư Hàng nhận lấy hạt sen, lật qua lật lại quan sát. Kéo dài 50 năm tuổi thọ đấy nhé. Nếu được thì hắn phải tận lực lấy thêm mấy hạt, giữ lại cho người nhà sau này dùng mới được. Thư Hàng, người định cho ai ăn hạt Kim Liên này? Có muốn tìm một con sủng vật để cho nó ăn vào không? Ta nói cho người biết. Chim nhỏ ăn vào có thể mở miệng nói chuyện đấy, thú vị lắm nhé, chơi vui hơn đậu đậu nhiều. Bạch Tôn giả đứng bên cạnh nói. Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối, ngài nghĩ ai cũng là, Bạch gia tử, như ngài à. Ta muốn tự mình dùng để thử xem hiệu quả thế nào. Tống Thư Hàng nói xong, xoa xoa hạt sen rồi nhét vào trong miệng. Ngay lúc hắn chuẩn bị nuốt xuống thì đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hắn chắp hai tay lại. Quay mặt về phía Bạch tiền bối, nhắm mắt yên lặng cầu nguyện. Bạch Tôn giả. Sau khi cầu nguyện xong, Tống Thư Hàng cắn nát hạt sen. Hạt sen có vị hơi đắng, đặc biệt là khi ăn đến lõi hạt sen, đắng đến tê cả lưỡi. Sau 5 hô hấp, Tống Thư Hàng mở mắt, thở ra một hơi thật dài. Hắn cảm giác thân thể mình tràn đầy sinh lực và sức sống, loại cảm giác này giống như lúc thọ nguyên được tăng cường sau khi mới độ kiếp xong vậy, sướng tê người. Tô Thị A Thập Lục tò mò nhìn hắn. Thế nào hả, thức tỉnh năng lực gì vậy? Đừng nói là năng lực tái tạo răng vô hạn nhé. Lệ Chi tiên tử lo lắng nói. Tống Thư Hàng cẩn thận cảm ứng một chút, đột nhiên vui vẻ nói. Ha ha, là năng lực đặc thù có liên quan đến khẩu khiếu. Lúc Tống Thư Hàng ở cảnh giới nhất phẩm đã thức tỉnh hai năng lực thiên phú. Một là năng lực viên đạn thời gian thuộc về thiên phú nhãn khiếu, được Tống Thư Hàng xưng là thị giác cao thủ. Hai là năng lực huyễn âm thuộc về thiên phú khẩu khiếu. Lúc Tống Thư Hàng ở cảnh giới nhất phẩm, khi hắn phối hợp năng lực này với sư tử hống đã có thể giống choáng tu sĩ cảnh giới nhị phẩm từ 2 đến 3 hơi thở. Lúc Tống Thư Hàng quay về phía Bạch Tôn giả cầu nguyện, hắn đã cầu bản thân thức tỉnh năng lực thuộc loại hình thực dụng,
trăm ngàn lần đừng vớ được mấy loại năng lực linh tinh như tăng cường lông tóc, móng tay biến sắc gì đó. Quả nhiên hắn đã chính xác khi quay mặt về phía Bạch Tiền Bối cầu nguyện, lời thỉnh cầu của hắn hiệu nghiệm rồi. Năng lực mới thức tỉnh của hắn có liên quan đến khẩu khiếu, nói không chừng có thể kết hợp với năng lực huyễn âm của thiên phú khẩu khiếu, tạo thành năng lực thiên phú có lực sát thương cực mạnh. Nghe có vẻ rất thú vị, Thư Hàng, mau thi triển xem thử. Lệ Chi tiên tử hiếu kỳ nói. Xem ta đây. Tống Thư Hàng hít một hơi thật sâu. Sau đó hắn há miệng, thở nhẹ ra một hơi. Trong lúc hắn thở ra, đầu lưỡi khẽ chấn động hai cái. Một lát sau, linh lực trong hư không bắt đầu chấn động. Linh lực bốn phía bị một bàn tay vô hình kéo tới, hội tụ lại, cuối cùng hợp thành một đóa hoa sen trắng muốt trước mặt Tống Thư Hàng. Đóa hoa sen trắng như tuyết, mang theo từng tia khí lạnh, lẳng lặng trôi nổi giữa không trung. Đồng thời hoa sen còn phát ra một mùi hương ngọt ngào, lan tỏa ra xung quanh. Mọi người vừa ngửi được mùi hương ngọt ngào này, lập tức sinh ra cảm giác thèm ăn. Sao cứ cảm giác có gì đó sai sai nhỉ? Đây là năng lực đặc thù gì vậy chứ? Lệ Chi tiên tử đưa tay che miệng nhỏ của mình lại, cười lớn nói. Tô Thị A Thập Lục chớp mắt nghi hoặc. Bạch Tôn giả nói. Ta đã nói rồi mà, còn không bằng đút cho sủng vật ăn. Sủng vật ăn xong không những có thể nói tiếng người, còn có thể sống thêm 50 năm, đáng yêu hơn đậu đậu nhiều. Tống Thư Hàng. Hắn nở người, xoay đầu nhìn về phía Hằng Hỏa Chân Quân. Chúc mừng Tống Thư Hàng tiểu hữu, hồi trước cũng có người thức tỉnh năng lực đặc thù này, đây là năng lực thiệt chán liên hoa, đấy. Hằng Hỏa Chân Quân cười ha ha, lên tiếng chúc mừng. Chương 734, loại thực dụng. Loại, thực, dụng. Hai mắt Tống Thư Hàng sáng lên. Chẳng lẽ đây là một năng lực rất trâu bò à? Thiệt chán liên hoa đó nha, vừa nghe đã thấy rất không tầm thường rồi. Ừ, về mặt nào đó thì quả thật là rất lợi hại. Hằng Hỏa Chân Quân chậm rãi nói. Ví dụ như, bản thân nó ăn rất ngon chẳng hạn. Tống Thư Hàng. Ăn rất ngon là cái quỷ gì thế? Mặc dù nó rất thơm, ngửi xong sẽ khiến người ta thèm ăn. Nhưng mà muốn ăn cái gì thì cứ đi tìm tiên chủ, tìm Biệt Tuyết Tiên Cơ là được rồi. Bay trên trời, bò dưới đất, bơi trong biển, chui dưới đất, chỉ cần là thứ ăn được thì tiên chủ đều có thể chế biến thành mỹ thực, khiến người ta thèm ăn. Vả lại, mặc dù đóa hoa sen này là từ trong hư không ngưng tụ ra, nhưng dù sao cũng là năng lực khẩu khiếu của hắn mà, thứ này ăn kiểu gì đây? Tống Thư Hàng đưa tay, chọt mấy cái vào đóa hoa sen trắng muốt mang theo khí lạnh đang lơ lửng trong hư không. Vừa chọt chúng nó thì hương thơm kia lại lan tỏa tứ tán, giống như mùi thơm của các loại mỹ thực trộn lẫn vào nhau vậy. Bụng của Tô Thị A Thập Lục vang lên tiếng ủng ục đòi ăn. Tiếp đó Lệ Chi tiên tử cũng bị lây, bụng đói kêu ra tiếng. Xấu hổ quá đi mất. Tống Thư Hàng vội vàng thổi một hơi về phía đóa hoa sen trắng muốt kia, hoa sen lập tức tản đi, biến mất không còn. Giải trừ năng lực đặc thù. Tống Thư Hàng cảm thấy năng lực đặc thù đạt được sau khi ăn hạt sen quân tử kim liên không giống như pháp thuật, cũng không giống như năng lực thiên phú, thật ra lại có vẻ giống như siêu năng lực hơn. Hằng Hỏa tiền bối, trừ ăn ngon ra thì năng lực thiệt chán liên hoa này còn có chức năng gì khác không? Lúc này Tống Thư Hàng khóc không ra nước mắt. Chắc là, hình như, không có. Hằng Hỏa chân quân đưa tay vỗ nhẹ Tống Thư Hàng, an ủi. Thật ra thì năng lực này không tồi đâu. Nó có thể biến ra thức ăn cho người ăn no bụng mà, đặc biệt là bây giờ người còn chưa thể ích cốc nữa. Nếu trong lúc nguy nan, người vô tình rơi vào cạm bẫy không cách nào thoát ra được, lúc đó năng lực đặc thù này có chỗ dùng rồi. Nhưng chúng ta có ích cốc đan mà. Tống Thư Hàng đáp, ích cốc đan dùng mãi cũng sẽ hết, nhưng năng lực thiệt chán liên hoa này của ngươi có dùng mãi cũng không lo dùng hết. Hằng Hỏa chân quân cố moi ra ưu điểm để an ủi. Tống Thư Hàng. Lệ Chi tiên tử cười nói. Đúng rồi, ta nói Thư Hàng tiểu hữu nghe, chờ cảnh giới tu vi của ngươi cao lên là có thể lập đàn truyền pháp cho các đệ tử. Đến lúc đó ngươi sử dụng năng lực thiệt chán liên hoa này, mỗi lần mở miệng lại có hoa sen hiện ra, tu sĩ đệ tử nghe pháp thấy vậy lập tức bị khiếp sợ ngay. Ta không thèm loại khiếp sợ này đâu. Tống Thư Hàng nói. Sao kỳ vậy kìa, rõ ràng mới vừa rồi, hắn quay về phía Bạch Tiền Bối cầu cho bản thân thức tỉnh năng lực thuộc loại thực dụng mà. Nhưng thiệt chán liên hoa này có chức năng thực dụng gì đâu chứ? Chờ một chút, hình như có chỗ nào không đúng. Thiệt chán liên hoa, năng lực thuộc loại thực dụng. Loại, thực dụng, loại thực dụng,
thực dụng. Tống Thư Hàng quỳ. Sao lại thế này hả trời, sớm biết vậy thì mình nên yên lặng cầu xin Bạch tiền bối cho mình thức tỉnh năng lực loại hình chiến đấu cho lành. Nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Bạch Tôn Giả đứng bên cạnh suy tư một lát, sau đó đột nhiên nói. Thư Hàng, ngươi lại thi triển năng lực thiệt chán liên hoa một lần nữa cho ta xem. Chẳng lẽ đôi mắt sáng như đuốc của Bạch tiền bối đã nhìn ra được, năng lực thiệt chán liên hoa này ẩn giấu tác dụng đặc thù gì đó mà không ai biết sao? Tống Thư Hàng mừng thầm trong lòng, hắn hít sâu một hơi, lần nữa thi triển năng lực đặc thù thiệt chán liên hoa. Phù tương đương. Hắn nhẹ nhàng thổi ra một hơi, trong hư không lại ngưng tụ thành hình một đóa sen trắng tinh khôi, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Ai ngửi được mùi thơm này cũng cảm thấy rất thèm ăn. Rất tốt, cứ giữ nguyên như vậy, đừng để nó tiêu tán. Bạch Tôn Giả dặn dò. Tống Thư Hàng vội vàng gật đầu đáp ứng. Sau đó, hắn thấy Bạch Tôn Giả từ trong trang bị không gian lấy ra một cái nồi đất, rồi lấy ra tiếp một túi linh mễ. Bạch Tôn Giả thuần thục lấy gạo bỏ vào nồi, tiếp theo hắn bấm tay thi triển một pháp thuật lửa. Chỉ qua mấy hơi thở mà linh mễ đã chín rồi, mùi cơm thơm ngát lan tỏa ra xung quanh. Rất tốt, tay nghề nấu cơm vẫn chưa xuống cấp. Bạch Tôn Giả hài lòng gật đầu. Sau đó hắn lấy mấy cái chén cùng với vài đôi đũa ra, tự bới cho mình một chén cơm. Hắn vừa bới cơm vừa nói với Lệ Chi Tiên Tử và Tô Thị A Thập Lục. Các ngươi cũng đói bụng rồi đúng không? Tự mình bới cơm đi, ta không giúp các ngươi đâu. Sau khi bới cơm xong, Bạch Tôn Giả lại lấy ra rất nhiều món nguội, hết món này tới món khác được bày ra. Cuối cùng hắn giơ ngón tay chọt vào đóa hoa sen trước mắt Tống Thư Hàng, hoa sen lập tức tỏa ra một mùi thơm mê người. Trong mùi thơm này có cả mùi thơm của thịt, mùi thơm của rau cải, của gia vị. Hương thơm của vô số mỹ thực hòa quyện vào nhau, lan tản khắp không gian khiến người ta vừa ngửi thấy đã rất đói bụng rồi. Chỉ mùi thơm này thôi cũng đã sánh bằng với hương thơm của các món ngon trong tiệc của Biệt Tuyết Tiên Cơ rồi. Bụng của Tô Thị A Thập Lục và Lệ Chi Tiên Tử lại kêu lên. Thơm quá! Bạch Tôn Giả nói. Ta cảm giác chỉ cần ngửi mùi thơm này thôi cũng có thể ăn hết một tô cơm trắng rồi. Chậc, mấy ngày trước ăn một bữa tiệc của Biệt Tuyết Tiên Cơ xong, cái miệng này cũng bị chiều hư luôn rồi, mấy ngày nay chẳng muốn ăn gì cả, rốt cuộc hôm nay cũng có cảm giác thèm ăn. Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối, siêu năng lực thiệt chán liên hoa này của ta có tác dụng đặc thù gì không vậy? Có chứ, nó giúp ta cảm thấy thèm ăn, tác dụng lớn lắm đó. Bạch Tôn Giả hài lòng gật đầu nói. Lúc này, Lệ Chi Tiên Tử và Tô Thị A Thập Lục đang ngồi sau lưng Bạch tiền bối đã lặng lẽ lấy ra một viên ích cốc đan nuốt xuống. Tống Thư Hàng. Trong lúc Bạch Tôn Giả đang ăn cơm, Tống Thư Hàng vẫn tiếp tục nghiên cứu thiệt chán liên hoa của mình. Bạch tiền bối. Ngài xem nếu ta dung nhập năng lực thiên phú huyễn âm vào trong siêu năng lực này, thì có thể khiến hoa sen sinh ra biến hóa không? Bạch Tôn Giả dừng đũa, suy tư một chút. Đáng thử nghiệm đấy. Tống Thư Hàng vui vẻ nói. Bạch tiền bối, ngài cũng thấy vậy sao? Ừ, biết đâu sau khi dung nhập huyễn âm vào, hoa sen không chỉ thơm mà còn có thể biến thành các loại mỹ thực khiến người ta càng thêm thèm ăn nữa thì sao? Bạch Tôn Giả bình luận đúng ngay trọng tâm. Tống Thư Hàng hắn không thèm thảo luận đề tài này với Bạch Tôn Giả nữa đâu. Thật là không thể nhịn được mà. Đau gan quá. Rõ ràng là hạt sen quân tử kim liên của Nho gia, vì sao ăn xong rồi lại không thể từ trong miệng bắn ra thần thương thực kiếm chứ? Đều là siêu năng lực có liên quan đến cái miệng, nhưng thần thương thiệt kiếm của người ta côn ngầu biết bao nhiêu. Chỉ cần đọc ra một câu thơ, vèo, một cái đã có một thanh kiếm tài hoa bắn ra, muốn chém yêu giết ma chỉ cần động miệng lưỡi một chút là xong. Còn cái thứ năng lực thiệt chán liên hoa này, sau khi thi triển chỉ có thể phát ra mùi thơm mê người khiến người ta cảm thấy thèm ăn. Thế này thì chỉ giúp đám yêu ma ăn hắn thêm ngon miệng thôi chứ có tác dụng gì. À đúng rồi, kỹ năng này có thể thăng cấp mà. Trước đó Lệ Chi Tiên Tử có nói qua, chỉ cần tích cực tu luyện là có thể tăng lên uy lực của năng lực đặc thù thức tỉnh sau khi ăn hạt sen. Tống Thư Hàng vẫn chưa bỏ cuộc, hỏi tiếp. Hằng Hỏa tiền bối. Sau khi kỹ năng thiệt chán liên hoa này thăng cấp thì sẽ thành dạng gì vậy? Lúc đó hoa sen có lực công kích không? Thật đáng tiếc, trước kia có người thức tỉnh năng lực này, hắn cũng thử dùng mấy hạt sen để tăng cấp bậc kỹ năng. Sau khi thăng cấp, thiệt chán liên hoa chỉ có thể sinh ra nhiều đóa hoa sen hơn mà thôi, từ một đóa biến thành bốn đóa. Hằng Hỏa chân quân thành thật trả lời. Bốn đóa hoa sen, vậy thì có khác gì đâu chứ? Tống Thư Hàng thở dài.
Một người cả đời chỉ có thể đạt được một loại năng lực từ hạt sen quân tử kim liên, sau này có ăn thêm hạt sen thì cũng chỉ có tác dụng tăng cường loại năng lực đặc thù lấy được lúc ban đầu mà thôi. Không có công dụng, xóa kỹ năng. Sớm biết vậy thì ta không ăn vội thế đâu. Ta phải chuẩn bị cho thật kỹ trước, đầu tiên là phải rửa tay này, sau đó xông hương, rồi thành tâm khẩn cầu bạch tiền bối, cuối cùng ăn vào hạt sen quân tử kim liên mới đúng. Lúc này, bạch tôn giả đã ăn xong một chén cơm. Hắn lại lấy ra một chậu cây, trong đó có một gốc liễu yêu. Gốc liễu yêu này có tên là khinh vũ, từ trên xuống dưới đã được bạch tôn giả tinh lọc qua một lần. Lá cây không còn đen thui nữa, tà khí cửu u trên thân thể cũng tiêu tán hết sạch. Không cần bạch tôn giả ra lệnh, gốc liễu yêu đã linh hoạt vươn ra nhánh cây bắt đầu dọn dẹp chén, đũa, nồi. Thật là một gốc liễu yêu đảm đang. Tống Thư Hàng nhìn liễu yêu lại không khỏi nhớ tới thông nương. Vì sao thông nương ở bên cạnh hắn lâu vậy rồi mà cả ngày cứ muốn chạy trốn, không làm việc gì giúp hắn hết là sao? Đây chính là sự khác biệt giữa tiểu yêu tinh, nhà người ta với tiểu yêu tinh, nhà mình sao? Sau khi ăn no, bạch tôn giả vỗ nhẹ bả vai Tống Thư Hàng an ủi. Thư Hàng, yên tâm đi, trên thế giới này không có năng lực phế vật, chỉ có người sử dụng phế vật mà thôi. Ta tin tưởng ngươi có thể làm dạng danh năng lực thiệt chán liên hoa này. Tống Thư Hàng. Sau đó, bạch tôn giả dẫn đoàn người Tống Thư Hàng rời khỏi động phủ của Hằng Hỏa Chân Quân. Dù sao cũng đã đáp ứng Hằng Hỏa Chân Quân, đến lúc đó sẽ ra sức giúp hắn chống lại tà ma thế giới cửu u. Có tiếp tục ở lại động phủ cũng không có chuyện gì làm. Càng quan trọng hơn là đoàn làm phim của đạo diễn Jacob đã nghỉ ngơi xong, chuẩn bị mở máy quay cảnh tiếp theo. Dọc đường đi, Lệ Chi Tiên Tử nói. Thư Hàng tiểu hữu, người đăng tin lên nhóm Cửu Châu số 1, nói cho các đạo hữu trong nhóm biết để bọn họ tham gia hoạt động do Bạch Vân Thư Viện tổ chức. Chém giết tà ma cửu u có thể để đổi lấy hạt sen quân tử kim liên, giao dịch này rất có lời. Các đạo hữu trong nhóm mà biết được tin này thì sẽ chơi càng vui vẻ, người bằng lòng ở lại cũng sẽ nhiều hơn. Ta biết rồi. Tống Thư Hàng đáp. Bạch Tôn Giả cũng nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, Thư Hàng, tiện thể nói với nhóm cử gia đạo hữu đang rãnh giúp ta chuẩn bị một số cành cây. Tốt nhất là cành liễu, ta muốn chế tạo một lô, phi kiếm dùng một lần phiên bản 05. Mặc dù Nho gia bên này đã kịp làm công tác chuẩn bị nhưng tà ma thế tới hung hãn. Chúng ta vẫn nên chuẩn bị thêm vài thủ đoạn bảo mệnh thì tốt hơn. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Được thôi, ta đăng ngay đây. Mà ta thắc mắc lắm nhé, không biết Bạch Vân Thư Viện thu thập nhiều thi thể tà ma cửu u như thế để làm gì nhỉ? Bạch Tôn Giả suy tư nói. Chắc là muốn luyện chế pháp bảo đặc thù gì đó ấy mà. Lệ Chi Tiên Tử đáp. Chương 735, Vạn Thư Sơn, Yo, xin chào mọi người. Lệ Chi Tiên Tử nói. Ân oán giữa Nho gia và thế giới cửu u sâu nặng như vậy, tu sĩ Nho gia chắc chắn đang vùi đầu nghiên cứu nhược điểm của tà ma cửu u, cùng với biện pháp làm cách nào lợi dụng tối ưu giá trị thân thể của chúng nó để chế ra pháp bảo. Trong cõi đời này, nếu nói ai có thể lợi dụng thân thể tà ma cửu u tốt nhất thì chính là đệ tử Nho gia. Bạch Tôn Giả gật đầu, có lẽ pháp khí mà Nho gia đệ tử muốn chế tạo cần dùng rất nhiều thân xác tà ma cửu u. Vạn Thư Sơn. Đoàn làm phim Jacob đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, máy quay cũng đã bố trí thỏa đáng. Nội dung cảnh quay tiếp theo là, sau khi Không Vân Phái bị diệt môn, thần thú hộ tông thôn Thiên Miêu mang theo những đệ tử sống sót chạy đi, cuối cùng cũng tìm được Lăng Dạ. Tính đến bây giờ, kịch bản do Cao Mỗ Mỗ viết đã quay xong hơn nửa. Từ cảnh mở màn là Cao Thăng sư huynh treo Lăng Dạ lên đánh, Mộ Dung Họa sư tỷ gả cho Phong Xuyên Tử, Lăng Dạ trọng thương không đến kịp hôn lễ. Lăng Dạ đau khổ bi thương muốn rời khỏi mảnh đất thương tâm Không Vân Phái, đi đến tiền tuyến chiến đấu giữa tu sĩ và tà giới. Sau mấy lần chiến đấu điên cuồng, Lăng Dạ muốn đi tìm một nơi linh khí đầy đủ để nghỉ ngơi. Trong lúc tìm kiếm thì gặp được nữ quỷ Linh Nhi, Lăng Dạ biết được bí mật Linh Nhi là nữ quỷ, Không Vân Phái bị diệt môn, Lăng Dạ chạy về Không Vân Phái. Thống khổ không thôi. Những cảnh trên đều đã quay xong. Cảnh tiếp theo là Lăng Dạ mượn rượu giải sầu, trà trộn vào trong đô thị. Gặp lại một nhân vật rất quan trọng là Đông Phương Lục Tiên Tử, con cái nhà giàu thích đua xe. Nhưng đoạn này phải chờ đến lúc trở lại đô thị hiện đại mới quay được. Đến lúc đó, vai diễn của mấy thằng bạn thân Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba, Dương Đức, cùng với các nhân vật do những tiền bối còn lại trong nhóm Cửu Châu số 1 thủ vai cũng sẽ lần lượt lên sàn. Nhưng trước khi trở về đô thị hiện đại, mọi người phải nhảy qua cảnh này,
quay cảnh thần thú hộ tông thôn Thiên Miêu của Không Vân phái tìm tới Lăng Dạ trước. Đoạn này là một bước ngoặt trong phim, nội dung là vai chính Lăng Dạ lấy lại tinh thần, thể phải sang bằng tà giới. Bạch Tôn Giả và Lệ Chi Tiên Tử mới vừa trở lại đã bị kéo đến phòng hóa trang ngay lập tức. Các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 đang âm thầm trao đổi với nhau, đoán chừng là đang thảo luận về cuộc chiến giữa Bạch Vân Thư Viện và Tà Ma Cửu U. Tống Thư Hàng đang định đến chỗ các tiền bối để nghe các tiền bối thảo luận, nhưng trên đường đi, hắn thấy được hai thằng bạn cùng phòng là Thổ Ba và Dương Đức. Vì vậy Thư Hàng thay đổi chủ ý, sau khi chắc chắn ghim cài áo biến hình trên người mình vẫn còn hiệu quả, hắn dạo bước đến bên cạnh hai thằng bạn cùng phòng. Mấy ngày nay Cao Mỗ Mỗ vẫn luôn đi theo đoàn làm phim, chạy ngược chạy xuôi để học tập. Nhìn dáng vẻ của cậu ta, hình như thật sự rất muốn học tập cách đóng phim. Bạn gái cậu vẫn luôn đi theo bên cạnh, chạy khắp đoàn làm phim với cậu. Mà lúc này, Thổ Ba và Dương Đức đang tán gẫu với Hòa Thượng Tây, hay nói đúng hơn là Hòa Thượng Tây đang truyền giáo cho Thổ Ba và Dương Đức. Lúc Tống Thư Hàng đến gần, còn nghe được Hòa Thượng Tây đang truyền thụ về nét đẹp của vết chân nhang trên đỉnh đầu cho Thổ Ba nghe, sau đó lại giải thích các loại kinh văn của Phật giáo, ba hoa chích chòe đủ mọi thứ trời đời. Nếu là trước kia, khi bắt gặp hình ảnh Hòa Thượng Tây truyền giáo, Tống Thư Hàng sẽ thấy thật bình thường. Nhưng từ khi nghe nói thật ra Hòa Thượng Tây là đệ tử đạo giáo, lại nhìn thấy cảnh Hòa Thượng Tây giảng giải kinh văn Phật môn, khen ngợi chỗ tốt của Phật môn, hắn cảm thấy lá gan mình thật đau. Lúc này Hòa Thượng Tây đang chắp hai tay trước ngực, nói với Thổ Ba và Dương Đức. Vậy hai vị thí chủ có muốn quy y theo Phật môn, nhận chúc phúc của Tam Bảo không? Tam Bảo, là Phật, Pháp, Tăng. Ha 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 ha. Thổ Ba xua tay cười nói. Không được đâu, Đại sư. Mặc dù ngài nói rất thú vị nhưng tôi còn muốn sinh con, vậy nên xin lỗi ngài nhé. Không sao đâu thí chủ, người có thể sinh con xong rồi quy y theo Phật môn cũng không muộn mà. Hòa Thượng Tây không buông tha, sau đó hắn lại chuyển ánh mắt khát vọng về phía Dương Đức. Tôi từ chối. Dương Đức bình tĩnh nói. Tôi tin vào khoa học, không bao giờ tin vào quỷ thần. Thấy bộ dạng lúc bây giờ của Dương Đức, Tống Thư Hàng lại chợt nhớ đến bản thân mình trước đây không lâu. Lúc đó mình cũng giống như vậy, một lòng tin tưởng khoa học, tin tưởng vào thế giới quan do, chế độ giáo dục bắt buộc 9 năm tạo nên. Cho đến một ngày nọ, chỉ trong một đêm mà thế giới quan của hắn đột nhiên sụp đổ. Giờ nghĩ lại mới thấy, cái chế độ giáo dục bắt buộc 9 năm kia, thế mà ngay cả kết kén cũng không dạy, kém cỏi quá đi mất. Trong lúc đang suy tư, Dương Đức bỗng xoay đầu lại thấy được Tống Thư Hàng. Thư Hàng, mày chịu về rồi đấy à? Ha ha! Tống Thư Hàng cười nói. Mới đưa mấy người bạn đi dạo phố, hai ngày nay bọn mày đã quen chưa? Đi theo quay phim rất thú vị. Ngoài ra, ngày mai đến cảnh trong thành phố, nhân vật của tao với bọn Dương Đức cũng sắp ra sân rồi. Thổ Ba cười ha ha, sau đó nhỏ giọng nói. Thế này tốt hơn ngẩn người ở nhà Ngư Kiều Kiều cô nương nhiều. Lúc ở nhà cô ấy, tao cảm giác mình cứ say rồi tỉnh, tỉnh rồi lại say. Tuy uống rất sảng khoái nhưng tao cứ lo là mình sẽ say chết ở nhà cô ấy không à. Tống Thư Hàng nghe thế thì cười gượng mấy tiếng. Lúc trước, vì để cho Cao Mỗ Mỗ viết bản thảo, Ngư Kiều Kiều cũng làm liều luôn. Lúc này Hòa Thượng Tây cũng xoay đầu lại, khi thấy Tống Thư Hàng thì vội vàng đứng lên chắp hai tay lại, hành lễ một cách tôn kính. Tống tiền bối. Nói thế nào thì Tống Thư Hàng cũng là ân nhân cứu mạng của hắn. Tống Thư Hàng cũng giơ tay chào hắn. Lúc Hòa Thượng Tây hô lên ba tiếng, Tống tiền bối, Thổ Ba và Dương Đức cũng nhìn hắn đầy kỳ quái. Phải rồi, Tống tiền bối, hôm nay ta lại nhận được mấy đơn hàng, độ khu quỷ tiền bối có hứng thú không? Có muốn qua mấy ngày nữa đi đuổi quỷ với ta không? Hòa Thượng nghiêm túc nói. Hắn nhớ vị tiền bối này đã cố ý học địa tàng độ hồn kinh của hắn, xem chừng rất có hứng thú với việc độ vong hồn. Vì vậy, Hòa Thượng Tây cũng muốn thỏa mãn sở thích của Tống tiền bối. Thổ Ba và Dương Đức nhìn về phía Tống Thư Hàng, ánh mắt càng thêm cổ quái. Tống Thư Hàng xua tay liên tục nói. Ha 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 ha, cảm ơn nhé, đến lúc đó rồi tính. Hòa Thượng Tây nghe vậy, lộ ra một nụ cười thật thà, hai tay chắp lại nói. Vậy chào Tống tiền bối nhé, Bần Tăng đi quay trước đây, tiếp theo có vài quần chúng của Bần Tăng lên diễn. Nói xong, Hòa Thượng Tây mang theo tâm trạng vui vẻ đi mất. Thư Hàng. Mày học đuổi quỷ khi nào thế? Dương Đức cười đễu nói. Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Bọn mày có muốn học không? Tao không học đâu, ta
tao không có hứng thú trở thành hòa thượng. Thổ ba cười to nói. Không cần xuất gia trở thành hòa thượng đâu, chỉ là học tập các loại pháp thuật độ quỷ đuổi quỷ thôi à. Tống Thư Hằng nói. Thổ ba vuốt cổ họng nói. Cảm ơn ý tốt của mày, nhưng, chú ơi, bọn em không muốn đâu. Mày đi chết đi. Tống Thư Hằng nghiến răng mắng. Thổ ba cười hắc hắc, lại hỏi. Đúng rồi Thư Hằng, có một chuyện muốn hỏi mày đây. Chỗ này là nơi nào thế mày? Phong cảnh đẹp tuyệt vời. Thằng Dương Đức còn nói, có rảnh sẽ mang bạn gái tới đây thăm thú nữa đấy. Còn chưa phải là bạn gái đâu, chỉ mới vừa bắt đầu làm quen thôi. Dương Đức vội vàng giải thích. Thổ ba cười ha ha. Khác gì nhau đâu mà, cũng là cái ý này thôi. Chỗ này tên là gì, thuộc nơi nào thế? Nơi này là Vạn Thư Sơn. Tống Thư Hằng trả lời. Muốn vào thăm nơi này cũng không dễ, nếu không có Bạch Tôn Giả ở phía trước dẫn đường thì Bạch Vân Thư Viện cũng sẽ không thả người đi vào. Vạn Thư Sơn, chưa từng nghe qua cái tên này. Hơn nữa nơi này rất kỳ quái, ngay cả GPS cũng không thể xác định được vị trí. Dương Đức móc điện thoại di động ra, hí hoáy một lúc rồi nói. Thật ra tao cũng mới tới chỗ này lần đầu, chắc đây là rừng sâu núi thẳm vắng vẻ nên mới không bắt được tín hiệu. Tao cũng như chúng mày thôi, không biết gì nhiều về nơi này. Tống Thư Hằng cười nói. Nhưng nếu bọn mày muốn tới đây chơi thì tao có thể gọi người mang bọn mày tới. Nơi này chính là Bạch Vân Thư Viện của Nho gia, là chỗ tu luyện của Nho môn tu sĩ. Nếu Thổ Ba cùng Dương Đức có hứng thú với nơi này, biết đâu sau này sẽ có cơ duyên lớn cũng không chừng. Nhưng mà phải chờ Bạch Vân Thư Viện vượt qua nguy cơ xâm chiếm của tà ma thế giới cửu u rồi mới nói tới được. Được đó. Thổ Ba cười nói. Mọi người vẫn còn đang quay phim. Tống Thư Hằng thì đang trò chuyện với hai người bạn thân, Tô Thị A Thập Lục ngồi bên cạnh hắn, tiến vào trạng thái tu luyện minh tưởng. Trong lúc nói chuyện phiếm, Tống Thư Hằng dõi mắt nhìn ngọn núi ở phía xa. Điên đảo Vạn Thư Sơn, đầm thánh tịch. Vạn Thư Sơn đang ở ngay trước mắt, vậy còn đầm thánh tịch lại ở nơi nào? Gần chỗ này không thấy cái đầm nào đặc biệt cả. Chẳng lẽ, đầm thánh tịch nằm trên Vạn Thư Sơn? Hay là phải đợi Vạn Thư Sơn này đảo ngược mới có thể thấy được đầm thánh tịch? Vấn đề là làm thế nào để Vạn Thư Sơn đảo ngược đây? Chỉ có đại năng tu luyện đến cảnh giới, rời non lấp biển, mới có khả năng làm được chuyện đó. Vạn Thư Sơn không cao lắm. Đo bằng mắt thì khoảng chừng 600-700 thước. Vị trí mà đám người Tống Thư Hằng đang quay phim là ở dưới chân núi, một hồi phải lên núi để quay tiếp mấy cảnh. Hơn nữa, cho dù có thực lực rời non lấp biển thì cũng không thể nào làm điên đảo Vạn Thư Sơn được, bởi vì nơi này là địa bàn của Nho gia Bạch Vân Thư Viện. Người đến chỗ người ta làm khách, lại lật nhào nhà người ta, như vậy sẽ bị coi là ác khách. Đến lúc đó, Nho gia tu sĩ đánh xong với tà ma thế giới cửu u, sẽ quay đầu mâu đâm về phía ngươi ngay. Vạn Thư Sơn điên đảo, đầm thánh tịch. Tống Thư Hằng nhỏ giọng lẩm bẩm. Mày đang nói gì đấy? Thổ Ba nghi hoặc hỏi. Không có gì, buồn miệng đọc vậy thôi. Tống Thư Hằng khẽ cười nói. Nhưng Tống Thư Hằng vừa dứt lời, Dương Đức bỗng trợn to hai mắt. Trời ạ, bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Ầm ầm tương đương. Ngọn Vạn Thư Sơn cao lớn ở trước mắt mọi người đang bắt đầu chấn động. Động đất hả? Thổ Ba kêu lên. Tống Thư Hằng nhíu mày, không phải động đất mà là Vạn Thư Sơn đang chấn động. Lúc này, Điệp Yêu Tử cô của Linh Điệp đảo vỗ cánh liên tục, truyền đạt mệnh lệnh. Sau đó tất cả huyễn điệp đều hành động, thi triển huyễn thuật với người bình thường. Thổ Ba, Dương Đức bên cạnh Tống Thư Hằng lần lượt ngã xuống đất ngủ, các thành viên trong đoàn làm phim gia cốp cũng ngã hết xuống đất. Chỉ còn dư lại đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 cùng với thuộc hạ của Linh Điệp Tôn Giả và Hòa Thượng Tây. Sau đó, thuộc hạ của Linh Điệp Tôn Giả tức tốc gom tất cả người bình thường lại để bảo vệ. Vạn Thư Sơn vẫn còn đang chấn động. Chừng 10 hơi thở sau, ngọn Vạn Thư Sơn bỗng đứng dậy như một con người, bên dưới mọc ra hai cái chân rất to. Yo, xin chào mọi người. Vạn Thư Sơn đột nhiên phát ra tiếng nói, thanh âm hùng hồn như sấm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 49.